chương 1101 không làm được bằng hữu. Dừng tay, tại sao phải dừng tay? Ngươi CMN là cái gì hả? Quần áo thân trên kẻ đầu lĩnh kia phanh. Da, lộ ra lồng ngực đầy lông đen, thân thể rất cường tráng. Hắn đảo qua Chu Hằng một cái, ngoài cười trong không cười nói, vị khách nhân này. Ngươi vẫn là ăn phận ăn cơm của ngươi đi, không nên gây sự. Chu Hằng mỉm cười không đổi, nói. Con người của ta chính là thích gây sự. Ca, ca, Tiền thiếu đông lăng phi ăn cơm chùa nhân cơ hội bò dậy, nhào tới dưới chân Chu Hằng. Thỏ tay muốn ôm đùi hắn, chỉ là bị Chu Hằng nhấc chân làm vô hụt. Lại ôm vào chân bàn, hắn cũng không thèm để ý, nói, ca, ngươi phải làm chủ cho ta. Bọn họ cùng người ngoài đoạt cửa hàng nhà ta, làm cha ta tức chết. Ca ngươi nếu có thể đem tử lâu cướp về, ta chia ngươi ba phần, thật đúng là của người phúc ta, Chu Hằng lắc lắc đầu. Bạch thiếu gì gì kia cướp đoạt tài sản của người khác không phải là thứ tốt. Nhưng tên này cũng không phải là thứ tốt gì. Nếu không phải là ngượng ngùng ăn cơm chùa, thật sự không muốn quản chuyện thiên hạ như vậy. Khách nhân, Tĩnh Hiên lâu này nhưng là sản nghiệp của Bạch thiếu. Là Bạch thiếu, ngươi có nghe rõ chưa? Nam nhân lông đen mặt đầy kiêu ngạo nói. Hiển nhiên hậu trường này hẳn là đủ cứng rắn, nhưng chu hằng nào biết Bạch thiếu là ai, hắn mỉm cười nói, ta lần đầu tiên tới nơi này, còn không biết Bạch Thiếu là ai. Người giới thiệu cho ta một chút, giới thiệu. Người CMN coi ta là cái gì, nam nhân lông đen nổi giận, nghĩ rằng Chu Hằng là đang đùa cợt mình. Bởi vì trong thành này ai không biết Bạch Thiếu là ai, thành chủ Bạch Quân chỉ có một con trai. Đó chính là Bạch Phong Bạch Thiếu, lần đầu tiên tới, quỷ mới tin. Tiểu tử, ngươi cố tình muốn đứng ra sao? Nam nhân lông đen mắt lộ hung quang muốn ăn đòn à, con lừa đen quét xong một mâm cơm cuối cùng, lập tức nhảy dựng lên không cần tranh với Chu Hằng nữa, Lư Đại Gia muốn thả lỏng gân cốt. Hừ, thật là can đảm, lại dám chạy tới Tĩnh Hiên Lâu gây sự, nam nhân lông đen cười lạnh. Chỉ chỉ Lăng Phi nói, các ngươi là một đám hả? Hắc hắc hắc, ta không biết kẻ ngu kia hứa cho các ngươi chỗ tốt gì. Nhưng hắn thân không một xu, hứa hẹn nhiều chỗ tốt đến mấy đều là không. Hơn nữa, dám đối nghịch với Bạch thiếu, các ngươi thật sự là đang tìm chết. Cùng đánh cho ta, lập tức bốn gã phục vụ cường tráng nhau nhau ép tới Chu Hằng, đối mặt với bốn. Tinh thần cảnh, Chu Hằng ngay cả hứng thú ra tay cũng không nổi lên được. Loại nợ chó má này hắn cũng không muốn quản. Như vậy trước tiên đánh người, sau đó phủi mông chuồn là xong. Ánh mắt của hắn hít lại, ầm một luồng lực lượng dao động đẩy ra. Bịch bịch bốn gã phục vụ lập tức bị hắn chấn bay ra ngoài, hắn mỉm cười nói, xem ra. Ta vẫn là có chút thực lực, chỉ mấy tên này không thấm vào đâu. Quả thật có chút thực lực, tuy nhiên muốn ở tĩnh hiên lâu gây sự, vẫn là hơi kém. Nam nhân lông đen một bên cười lạnh kêu gọi phục vụ xông lên. Một bên phái người đi thông báo cho Bạch Phong, con lừa đen nhìn người như thủy triều ập tới. Không khỏi kinh ngạc nói, các ngươi rốt cuộc là tử lâu hay là võ quán hả? Làm sao nhiều người như vậy, không sợ không trả nổi tiền công? Đánh cho ta." Nam nhân lông đen vung tay lên, mười mấy tiểu nhị lập tức cùng ùa lên. "Ca, ngươi cố đứng vững." Lăng Phi ôm chân bàn nói, mặt đều bị dọa trắng, có biết nói chuyện hay không hả? Chu Hằng lắc lắc. Đầu tùy ý phe phẩy ngón tay, không gian vạch cắt tất cả mọi người đều ngã trái ngã phải. Những kẻ này đều là nhân vật nhỏ, hơn nữa cũng không phát hiện có tội ác lớn gì hắn tự nhiên sẽ không hạ sát thủ. Ca, ngươi thật là quá lợi hại. Như vậy đi, ngươi giúp ta lấy lại tử lâu, về sau ngươi tọa chấn, ta chia ngươi. Một nửa tiền lời, ngươi chỉ việc lấy tiền là được, lăng phi cắn răng. Dường như làm ra hy sinh rất lớn. Con lừa, tên này so với ngươi, ai vô sỉ hơn? Chu Hằng cười nói với con lừa đen. Phi, đừng hạ thấp cấp bậc của bổn tọa. Con lừa đen hết sức khinh thường. Ngươi có cấp bậc gì? Chu Hằng cũng hết sức khinh thường, nhưng trong lúc nói chuyện, mười mấy tên phục vụ đã đầu óc choáng váng ngã xuống đất. Nào còn có sức đứng lên, nam nhân lông đen cuối cùng sắc mặt đại biến. Ý thức được Chu Hằng tuyệt không dễ chọc, tuyệt đối là một khúc xương cứng, Lăng Phi thì vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Hắn chỉ là gấp quá gọi bậy, không nghĩ tới lại thật sự bị hắn ôm lấy một bắp đùi lớn hắn cũng không già chết, vụt một cái bò dậy, đứng ở phía xa Chu Hằng, bộ dạng chó săn. Vị bằng hữu này, xin hỏi xưng hô như thế nào? Đúng lúc này, một gã thanh niên đi lên. Sau lưng đi theo bốn lão già mặt mũi âm trầm, Chu Hằng nhìn lướt qua. Thanh niên này chỉ là tinh thần cảnh mà thôi, bốn lão già kia lại đạt tới thiên hà cảnh đỉnh. Chủ yếu phó mạnh, nói rõ thanh niên này có hậu trường khác như vậy mới có thể khiến cho bốn gã thiên hà đế đỉnh đi theo phía sau đại khái chính là bạch thiếu gì đó hả ta họ chu tên chỉ một chữ hằng chu hằng nói thì ra là chu huynh tiểu đệ họ bạch tên cũng một từ bạch phong đại bộ phận người đều gọi ta là bạch thiếu bạch phong lộ ra một nụ cười tự tin phụ thân chính là thành chủ thành này cao thủ tuệ tinh cảnh duy nhất hơn nữa bạch gia cũng không chỉ đơn giản như vậy đây là một gia tộc khổng lồ, còn cùng Thái Hư Tông có quan hệ rất sâu, Bạch gia lão tổ chính là một nhân vật cấp quan trọng của Thái Hư Tông, cường giả cấp hắc động, cho nên Bạch Phong có đủ sức để tự tin, hắn nhìn Chu Hằng. Dường như rất chờ mong Chu Hằng cũng gọi hắn một tiếng, "Bạch thiếu." Đáng tiếc là Chu Hằng dường như không hề có chút xíu ý tứ như vậy. Hắn hơi lộ vẻ thất vọng, nhưng khi vừa mới đi lên bốn lão giả phía sau hắn liền nói cho hắn biết Chu Hằng không đơn giản, có thể được bốn vị thiên hà đế đỉnh đồng thời nói một câu không? Đơn giản, Bạch Phong đương nhiên không dám khinh thường. Dù sao không thể cứ xảy ra chuyện liền mời lão tử mình ra chứ hả, cho nên. Hắn vẫn quyết định tận khả năng đi con đường hòa giải. Ngươi là cái thứ gì, cũng muốn cho ca ta gọi ngươi bạch thiếu, lăng phi ra sức phá đám. Không phá không được, nếu như chu hằng hất tay, như vậy hắn làm sao bây giờ? hắn hiện tại đã bất chấp đem Bạch Phong đắc tội đến mức nào. Chính là muốn đem nước khuấy đục thật là một nhân tài quá đê tiện, Chu Hằng nói trong lòng. Lại cũng không vạch rõ quan hệ. Đối với hắn mà nói, sự tình làm lớn cũng không quan hệ. Vừa vặn không cần nghe ngóng, trực tiếp có thể nhìn thấy hoặc thiên, nhưng lăng phi châm ngói. Thổi gió còn muốn ngồi ngư ông đắc lợi, như vậy thì đừng mơ. Hắn sẽ sau khi sự tình kết thúc một cước đá bay kẻ này, bạch phong biến sắc tay phải không khỏi nắm thành đấm có một loại xúc động muốn giết người hắn cố khắc chế nói chu huynh không nên bị người khác cổ động tử lâu này là ta mua được từ trong tay phụ thân hắn thối lắm nếu không phải là ngươi dùng sức mạnh bức bách cha ta sẽ đem tử lâu làm ăn tốt như vậy bán giá rẻ cho ngươi lăng phi kích động nhảy dựng lên chỉ mũi bạch phong hiện tại cha ta đã chết chết không đối chứng, người đương nhiên có thể muốn nói gì thì nói, Bạch Phong đã bao giờ bị. Người khác chỉ mũi mà mắng, huống chi đây còn là một nhân vật nhỏ, hắn nháy mắt hướng một vị lão. Già bên cạnh, lão già kia hiểu ý, trong ánh mắt chợt lóe sát khí. Một trưởng đã cách không bổ ra, đây nhưng là thiên hà đế đỉnh. Mà lăng phi chẳng qua là tinh thần vương. Tranh lệch này đã lớn đến trình độ có thể tùy ý miểu sát, lăng phi căn bản ngay cả thời gian phản ứng cũng không có luồng trưởng phong đòi mạng kia đã ập đến bùng đúng lúc này thân thể hắn lại bay ngang ra ngoài hiểm lại càng hiểm tránh khỏi một đòn này nhưng hắn lại đụng mạnh lên vách tường cả người đều lọt vào trong vách tường hắn dãy dụa bỏ lùi ra liếc nhìn lỗ hổng một trưởng bổ xuống đất hình thành không nhịn được dùng mình một cái vội vàng chạy tới vồ xuống dưới chân chu hằng ca người quả nhiên là anh ruột ta lại cứu ta một lần, vừa rồi nếu không phải là Chu Hằng đá hắn một cước. Hắn tuyệt đối chết lăn queo, sắc mặt Bạch Phong lại càng ngày càng lạnh, nói, Chu Huynh. Người nhất định muốn chống lại ta sao, Chu Hằng nhún vai, nói, không tính là chống lại. Nhưng trước khi ta rời đi, người không thể động đến hắn, nguyên bản nếu không có hắn nhúng tay. Lăng Phi nhiều nhất chịu chút đau khổ ra thịt, sẽ không toi mạng, cho nên hắn chỉ cần còn ngồi ở chỗ này lăng phi liền không thể chết được bạch phong hít sâu một hơi sau đó quay đầu nhìn bốn lão già kia nói bốn vị lão tiên sinh các ngươi thấy thế nào nhìn không thấu thực lực rất mạnh dù là bốn người chúng ta đều không có phần thắng sợ là phải mời đại nhân ra mặt bốn lão già đều thấp giọng nói bạch phong động dung lại phải mời phụ thân ra mới có thể trấn áp chu hằng người thanh niên này thật sự lợi hại như vậy hắn không khỏi cân nhắc được mất. Song Phương kỳ thật cũng không có thù sâu hận lớn gì. Chủ yếu chính là bởi vì Lăng Phi và một tòa tử lâu đối với hắn mà nói. Tử lâu tuy rằng kiếm tiền nhưng cũng không phải là không có không được trọng yếu nhất là. Nó đại biểu cho mặt mũi, ở phong viễn thành hắn chính là vua. Không có chuyện hắn không làm được. Nếu lùi một bước này, hắn không phải là rất mất mặt. Về sau truyền ra ngoài, cho nhà nội khác trong thành biết hắn còn có thể lan lộn ở trong cái vòng tròn này sao? Chu huynh, ta nể mặt ngươi. Như vậy đi, ta đưa ngươi 10 gốc linh thảo, ngươi xoay người bước đi. Thế nào, mười gốc linh thảo, 10 gốc linh thảo gần như đều có thể đem tòa tử lâu này mua lại, lăng. Phi lập tức biến sắc, hắn nghĩ tới Chu Hằng khẳng định sẽ thỏa hiệp trước mặt khoản tiền lớn. Này, mà hắn làm bạch phong đổ máu nhiều như vậy. Đối phương lại sẽ bỏ qua cho hắn sao, Chu Hằng nghĩ nghĩ, nói người đem 10 gốc linh thảo cho hắn, để hắn rời khỏi thành này. Ta liền rời khỏi nơi này, có lẽ lúc trước Bạch Phong quả thật lợi dụng quyền lực trong tay ép. Mua tòa tử lâu này, hơn nữa chỉ là dùng giá tiền cực thấp. Nhưng 10 gốc linh thảo đã có thể bổ túc. Lăng Phi nếu là còn không thỏa mãn. Hắn liền trước hết một cước đạp bay tên này, Lăng Phi lập tức mừng rỡ. Chỉ cảm thấy đây thật là anh ruột. Đối với mình quá tốt, Bạch Phong lại là trên mặt hiện khí đen trọng điểm của trận tranh chấp này đã không phải là tòa tử lâu này. Mà là Lăng Phi gây chuyện, nó đại biểu cho mặt mũi của Bạch Thiếu Gia, cho nên. Bạch Phong nhất định phải nghiêm trị Lăng Phi. Bằng không hắn bị con trai một ông chủ tử lâu đê tiện đánh mặt. Sau khi truyền ra làm hắn còn làm sao lan lộn. Chu Huynh yêu cầu này của ngươi thật quá đáng. Bạch Phong chỉ vào Lăng Phi, người này, hôm nay phải chết. Vậy sợ là chúng ta không làm được bằng hữu nữa. Ít nhất hôm nay ta muốn bảo đảm hắn không chết." Chu Hằng chỉ vào Lăng Phi nói. "Chương 1102, kém quá nhiều." Bạch Phong thần sắc lạnh băng nhìn Chu Hằng, mà Chu Hằng thì mang theo nụ cười nhàn nhạt. "Hờ hững, về phần một người đương sự khác Lăng Phi thì toàn thân phát run. Càng ngày càng sợ hãi, hắn nhất thời tình thế cấp bách ôm đùi lung tung. Nhưng hiện tại mới ý thức được, bạch gia cường đại cỡ nào, một tên Bạch Phong quả thật không có gì nhưng phía sau hắn còn có một cường giả cấp tuệ tinh hơn nữa nghe nói bạch gia còn cô tồn tại càng thêm cường đại cùng thái hư tông đều có quan hệ thái hư tông ở thái hư tinh vực đại biểu cho trí cao vô thượng hết thảy con dân đều phải dựa hơi sinh tồn chính là trời chính là đất chu hằng mạnh nữa cho dù có thể đánh bại lão tử của bạch phong thì lại thế nào có thể ngay cả thái hư tông sau lưng đều cùng đánh ngã sao mặc dù nói vì chút chuyện nhỏ như cái giám của hắn không có khả năng xuất động cường giả thái. Hư Tông, nhưng tùy tiện ra một người đó cũng là đại biểu cho Thái Hư Tông, Lăng Phi càng nghĩ. Càng sợ, nhưng hiện tại dã không có khả năng quay đầu lại. Chu Huynh, cha ta chính là thành chủ thành này. Bạch gia ta lại càng có quan hệ cực sâu với Thái Hư Tông. Bạch Phong đem bối cảnh của mình bày ra, đây là hắn cố gắng một lần cuối cùng người hiện tại quay đầu còn kịp từ góc độ của bạch phong mà nói hắn quả thật đã là ăn nói khép nép nhưng đối với chu hằng mà nói đây hoàn toàn chính là ỷ thế hiếp người bạch gia thì thế nào thái hư tông thì lại làm sao hoặc thiên còn là sư tỷ của hắn đây hắn vỗ vỗ bản nói tiểu nhị lại đây ta muốn gọi món chu tiểu tử ngươi quá không phúc hậu rõ ràng là ăn chùa còn muôn ăn nhiều như vậy không được bổn tọa cũng muốn con lừa đen dơ cao chân, tiểu nhị. Cho lư đại gia ba phần thịt chó. Ngươi, các ngươi. Bạch Phong tức giận phát run, đây thật sự là miệt thị trắng trợn. Bốn vị lão tiên sinh, vây khốn hắn cho ta, ta mời phụ thân tới. Hắn sau khi hít một hơi thật sâu, nói với bốn lão già sau lưng. Tuân mệnh, bốn lão già kia đồng thời quý người nói. Nếu muốn bọn họ đánh chết Chu Hằng, như vậy bọn họ nhất định sẽ kháng mệnh bởi vì bọn họ cho rằng tu vi của chu hằng sắp xỉ bọn họ nếu huyết chiến trong bọn họ rất có khả năng có một người sẽ chôn cùng nhưng nếu chỉ là vây khốn như vậy phiêu lưu sẽ nhỏ hơn nhiều bốn người phân tán ở chung quanh chu hằng nhưng đều không có ý ra tay chỉ cần chu hằng không rời đi bọn họ liền không cần ra tay con lừa đen vỗ bay cả bàn nói tiểu nhị chết đâu rồi hả mau lên đây lư đại gia muốn gọi món các ngươi không muốn làm ăn nữa hả cẩn thận lư đại gia dỡ tiệm này của các ngươi vẻ mặt bạch phong càng ngày càng lạnh lại phất phất tay nói mang thức ăn lên cho bọn họ một người một lừa này biểu hiện càng là ung dung hắn lại càng không dám khinh thường một bên lấy truyền tấn thạch ra liên lạc với phụ thân đây đã không phải là chuyện một gian tử lâu nữa chu hằng ngay cả mặt mũi của phụ thân đều không nể đó chính là vấn đề tôn nghiêm của bạch gia không thể bãi bình chu hằng bạch gia ở phong viễn thành còn có lực thống trị đáng nói sao chu hằng và con lừa đen trong lòng có tin tưởng tự nhiên chấn định tự nhiên sau khi đồ ăn lên bàn bọn họ liền cười hơn hớn ăn uống lăng phi đứng ở một bên muốn cười lại thật sự không có tâm tình muốn khóc lại không khóc được vô cùng xấu hổ muốn ăn hả muốn ăn thì nói mà người không nói muốn ăn bổn tọa sao biết người muốn ăn chứ người muốn ăn thì nói không cần chỉ biết chảy nước miếng đều sắp thành sông rồi con lừa đen trêu đùa ta ta không đói lăng phi miễn cưỡng bày ra một khuôn mặt tươi cười ha 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 người đương nhiên không đói bụng vừa mới ăn cơm chùa mặt chu hằng cười nói lăng phi lập tức xấu hổ muốn chết con lừa đen nhìn quanh một chút nói nhỏ giọng một chút chúng ta cũng là ăn cơm chùa đấy, nó nói là nhỏ giọng một chút. Nhưng thanh âm lại không thấp chút nào, bị đám người Bạch Phong nghe rõ ràng. Bọn họ tự nhiên sẽ không tin tưởng Chu Hằng thực lực mạnh như vậy lại phải ăn chùa. Cường giả như vậy, chạy đến chỗ nào mà sẽ không bị kính như thượng khách nhất định là đang đùa. Giỡn bọn họ quá đáng ghét, công lực trào phúng tập thể của con lừa đen lại bắt đầu phát uy rõ ràng không cố ý làm mà lại thành công kéo đến lượng lớn cửu hận lúc này những khách nhân khác trong tửu lâu tự nhiên đã sớm rời đi loại nước đục này ai dám mò nhưng náo nhiệt vẫn là muốn xem bọn họ đều không đĩa ngay tại phụ cận chờ biết chuyện này sẽ không có khả năng giải quyết dễ dàng như vậy không bao lâu một bóng người từ đằng xa đi tới rõ ràng đi rất chậm nhưng hai ba bước lại đã tới phía dưới tửu lâu cất bước một cái, trực tiếp từ cửa sổ đi vào, đây là một nam nhân thoạt nhìn chừng 30 tuổi. Diện mạo rất là thô lỗ, sắc mặt màu tím đỏ, lông tóc rối loạn. Dường như một con sư tử hình người, chính là Phong Viễn Thành chủ bạch quân cha của bạch. Phong, bạch quân đã biết được sự tình từ đầu đến cuối. Bởi vậy hắn vừa xuất hiện liền nhìn Chu Hằng. Nhưng khiến hắn kinh ngạc là, hắn không ngờ nhìn không ra chi tiết của Chu Hằng, ngay cả hắn đều nhìn không thấu, điều này nói rõ thực lực của Chu Hằng hoặc là trên xa hắn hoặc chính là với. Loại công pháp nào đó giấu giếm thực lực khiến người nhìn không thấu, loại trước. Không có khả năng, đối phương quá trẻ tuổi, không phải là thoạt nhìn mà là tuổi thực quá trẻ. Thậm chí sẽ không vượt qua con trai mình. Kẻ tuổi trẻ như vậy khả năng ở thực lực vượt qua chính mình, nói đùa, cho nên. Tiểu tử này khẳng định là tu luyện bí pháp nào đó đem cảnh giới của bản thân giấu đi bạch quân cũng không lỗ mãng như vậy rõ ràng trong lòng đã có kết luận nhưng hắn vẫn quyết định tiên lễ hậu binh nói bổn tọa bạch quân phong viễn thành chủ các hạ xin hỏi bổn tọa hoặc khuyển tử trước kia có chỗ đặc tội không không có chu hằng buông đũa xuống thuận miệng nói bạch gia ta lúc trước có chỗ đắc tội không hẳn là cũng không có vậy xin hỏi các hạ vì sao muốn đối nghịch bạch gia ta bạch quân thần sắc nghiêm nghị nếu đem sự tình tăng lên tới độ cao của bạch gia như vậy hắn tuyệt đối không thể lùi sau một bước cho dù hắn chịu lùi bạch gia cũng sẽ không cho phép không tính là đối nghịch yêu cầu của ta rất đơn giản cho người này một chút bồi thường để hắn an toàn rời đi chu hằng lạnh nhạt nói các hạ với người này là chi giao bạch quân hỏi hôm nay mới gặp các hạ, ngươi vì một người không quen biết, liền muốn cùng bạch gia ta là địch. Giọng điệu của bạch quân nặng dần. Hắn tuyệt đối không tin thế gian có loại người lòng tốt như vậy. Chu Hằng rất có khả năng là của gia tộc đối đầu phái tới gây rối nếu là như vậy. Vậy tuyệt đối không thể lùi một bước, Chu Hằng mỉm cười, nói, cảm giác tự kỷ của ngươi quá tốt. Bạch gia còn không có mặt mũi lớn như vậy, khiến ta cố ý nhằm vào. Còn nữa, làm người phải sáng sủa một chút, không nên luôn ôm âm lưu luận như vậy. Cho rằng trên đời đều là tâm tối tiểu. Tiểu tử này không ngờ đang giáo huấn chính mình, bạch quân biến sắc, hắn hít sâu một hơi, nói. Các hạ, chúng ta thử mấy chiêu, thế nào? Người không phải là đối thủ của ta. Chu Hằng rất thành thật nói. Hắc hắc, bạch quân cười lạnh, tuy rằng nhìn không thấu Chu Hằng, nhưng năm tu luyện bày ra ở đó. Trên đời này tuy rằng có thiên tài. Nhưng thiên tài cùng cần thời gian lắng đọng mới có thể trở thành cường giả, còn trẻ như Chu Hằng lại có thể ở thực lực vượt qua chính mình, cũng chỉ có mấy vị thiên tài của Thái Hư Tông. Nhưng Chu Hằng thuộc về một người trong số bọn họ sao? Hiển nhiên không phải. "Ta không tin." Bạch Quân gằn từng tiếng, "Ngươi tin hay không liên quan gì ta?" Chu Hằng kỳ quái nói, Bạch Quân lập tức sắc mặt đen sạm. "Quá đáng ghét, không ngờ trêu chọc mình như vậy." hắn cũng không thể nhịn thêm nữa một tay ấn ra ánh sáng phù văn nổi lên vừa ra tay liền động sát chiêu vút con lừa đen tiện tay đem một khúc xương ném ra lại vừa khéo đánh lên gò má bạch quân lực lượng lớn vô cùng lập tức đánh cho hắn thân hình nghiêng ngả bùng một tiếng đâm vào trong vách tường một đám cho bụi tràn ngập tất cả mọi người đều tròn mắt đường đường cường giả tuệ tinh cảnh không ngờ bị một khúc xương tiện tay vứt ra đánh bay con con lừa này cũng quá đáng sợ chứ hả, lăng phi toàn thân phát. run nhưng lần này lại không phải là sợ hãi mà là kích động, có thể nhẹ nhàng bâng quơ như vậy. Đánh bay một tuệ tinh cảnh, đây tuyệt đối không đơn giản là tuệ tinh đế đỉnh, mà là hắc động cảnh, một người một lừa này đều là hắc động vương. Cha, Bạch Phong sau khi sửng sốt một lát, vội vàng chạy tới kéo lão tử từ, từ trong lỗ thủng ra, Bạch quân đầu óc choáng váng. Kỳ thật hắn đụng vào trong tường cũng không nặng nặng là trước đó bị con lừa đen dùng xương cốt ném vào. Khiến đầu óc hắn đến hiện tại còn đang kêu ong ong. Cha ta lập tức cầu xin tổ ra giúp đỡ. Bạch Phong nói, nếu Bạch Quân lúc này thần trí thanh tỉnh, nói không chừng sẽ ngăn cản Bạch Phong. Bởi vì mặt mũi của một vị cường giả hắc động cảnh là đáng giá nể nang. Dù sao người ta tuy rằng đánh bạch ra một chút lại cũng không đánh lên mặt. Phong Viễn Thành cũng không tính là địa phương lớn gì, nhưng hắn lúc này ngay cả chính mình là ai đều mơ mơ màng màng, lại làm sao có thể ngăn cản Bạch Phong? Chỉ là ôm đầu, trước mắt đều là một đám sao. Qua một hồi lâu, hắn mới từ trong mơ hồ tỉnh lại. Khi lại nhìn hướng con lừa đen, trong ánh mắt của hắn lập tức tràn đầy kính sợ quá cường. Đại con lừa đen lập tức mặt mày hớn hở, nói: biết bổn tọa cường đại rồi chứ, mau tới quỳ bái bổn tọa chính là điềm lành thiên địa. Người tin bổn tọa, ngày ngày phát tài lớn, đây là cường giả cấp hắc động gì hả? Mở miệng phát tài, không hề có phong phạm cường giả, nhưng đây là lệnh dụ của một vị cường giả. Cấp hắc động, ai lại dám không tuân, mọi người sau khi hai mặt nhìn nhau, đều quỳ dạp xuống đất. Hướng về phía con lừa đen cung kính bái, đối với con lừa đen mà nói. Quỳ bái chỉ là thuận miệng nói, nhưng nó lại quên sự cường đại của cường giả cấp hắc động đây tương đương với đế vương ai lại dám coi lời của một vị cường giả cấp hắc động là trò đùa con lừa đen cũng nhìn quen cảnh đời tuy rằng đầu tiên sửng sốt một chút nhưng lập tức lại đắc ý giặt rào một cái móng gác lên giống như kẻ lưu manh vì thế khi bạch ra lão tổ chạy tới liền nhìn thấy con cháu của mình đang quỳ xuống hướng về một con lừa đen toàn thân đầy vẻ lưu manh một màn này chọc hắn suýt nữa hộc máu mất mặt quá mất mặt hiên lâm, để ngươi chế diễu. Bạch gia lão tổ miễn cưỡng đè lửa giận xuống. Nói với một thanh niên áo tím bên cạnh, thanh niên này cực kỳ anh tuấn, dáng người thon dài. Toàn thân có phù văn lưu chuyển, tự có một luồng khí thế không giận tự uy. Hắn tươi cười, nói, đình nguyên huynh, nếu cần trợ giúp, cứ việc lên tiếng. Tạm thời hẳn là không cần. Ánh mắt của bạch gia lão tổ nhìn chăm chăm chu hằng. Hắn không tin mình lại không thu thập được một người trẻ tuổi như vậy chương 1103, chỉ điểm một chút. Bái kiến lão tổ, Bạch Quân và Bạch Phong vội vàng say người. Lại hướng về phía Bạch Đình Nguyên quỳ bái, thật đúng là bớt việc, nhưng con lừa đen không vui. Nói, lão già, sao ngươi cướp mối làm ăn của bổn tọa, cướp cướp mối làm ăn, đây nhưng là con. Cháu hậu bối của ta, bái lão tổ tông ta không phải là chuyện rất bình thường. Cướp mối cái gì, tê chẳng lẽ con lừa ác này cũng muốn làm bạch gia lão tổ, đây 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 là sỉ nhục. Bằng trời, một con lừa ác ngươi lại muốn làm tổ tông bạch gia, Bạch Đình Nguyên trong nháy mắt liền giận đến toàn thân phát run. Con lừa đê tiện này thật sự ác độc, lại dám sỉ nhục bạch gia bọn họ đều là lừa đẻ ra, đây cũng thật là oan uổng con lừa đen. Nhưng ai bảo nó trời sinh liền mang thuộc tính hút cừu hận. Muốn chết, Bạch Đình Nguyên ngay hỏi đều không muốn, chỉ muốn một trưởng đánh chết xúc sinh ác độc này, ầm, một vị Hắc Động Vương toàn lực ra tay uy lực cực kỳ khủng bố. Định cho bổn tọa, con lừa đen rất tùy ý nhấc móng, phù văn giam cầm phát động. Thân hình nhào ra của Bạch Đình Nguyên lập tức bị khựng lại, tuy rằng định thân này chỉ vẻn vẹn. Kéo dài một giây, nhưng Bạch Đình Nguyên lại là ngay sau khi lấy được tự do liên tiếp lui về. Phía sau, ánh mắt nhìn con lừa đen giống như gặp quỷ, một giây đồng hồ, nếu con lừa đen ra tay. Trong thời gian này, đủ để hắn chết rất nhiều lần, thậm chí là mấy chục lần, tê toàn. Trường vang lên tiếng hít khí lạnh, cho dù lúc trước có người không biết Bạch Đình Nguyên. Nhưng không thấy Bạch Quân và Bạch Phong quỳ lạy miệng xưng lão tổ sao? Một vị cường giả cấp hắc động không ngờ ra một chiêu liền bị dọa lùi. Đây là khái niệm gì, đều nói cường long không ép địa đầu xà, người ta dám ép. Như vậy nói rõ mạnh hơn không chỉ chút xíu, chính là thanh niên áo tím được gọi là Hiên Lâm kia. Đều lộ ra một vẻ kinh ngạc, lập tức nhíu mày suy nghĩ sâu xa. Nếu đổi lại là mình, có thể chống lại một đòn này hay không? Đáp án lại là hoàn toàn không xác. Định, hắn gọi là Quý Hiên Lâm, chính là người xuất sắc trong thế hệ trẻ Thái Hư Tông. Trước mắt đã là Hắc Động Hoàng, ở trong thế hệ trẻ thực lực có thể xếp vào top 10. Rất là lợi hại, điều này nghĩa là tiền đồ của hắn vô lượng. Cho nên Bạch Đình Nguyên mới có thể sun xe mời hắn đến Bạch gia làm khách. Lại vừa khéo nhận được Bạch Phong Cầu giúp đỡ hai người liền cùng nhau tới quý hiên lâm nhìn về phía chu hằng hắn theo bản năng cho rằng nam nhân một mực vùi đầu dùng cơm này mới là chính chủ hắn nói tại hạ thái hư quý hiên lâm xin thỉnh giáo đại danh của các hạ thái hư hắn nhấn hai chữ này rất nặng trên vẻ mặt có một vẻ kiêu ngạo mãnh liệt đây là tự nhiên người bình thường chỉ biết là thái hư tông cường đại là vua của vùng tinh vực này nhưng môn nhân của thái hư tông lại càng thêm rõ ràng tông chủ của bọn họ còn là thánh nhân mạnh nhất thiên hạ. Mấy năm trước thậm chí còn đem một vị thánh nhân khác điên cuồng và miệng sau khi biết tin tức. Điều này tự nhiên khiến Thái Hư Tông từ trên xuống dưới tự hào vô cùng, tát tai thánh nhân, điều. Này chỉ có tông chủ của bọn họ mới có thể làm được, về phần hoặc thiên tại sao muốn tát thạch. Dương, trải qua cụ thể lại không có ai biết. Chỉ cho rằng thạch dương đối với tông chủ đẹp tuyệt thiên hạ của bọn họ động tà niệm. Kết quả chính là bị tắt điên cuồng, nhưng đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là ngay cả thánh nhân đều có thể tắt tai, thái hư tông thiên hạ đệ nhất tông, dưới. Loại nhận chi như vậy, trên dưới thái hư tông tự nhiên đều kiêu ngạo vô cùng. Hận không thể sinh ra tám cái chân. Giống như cua hoành hành bá đạo, chu hằng nhìn người trẻ tuổi này một cái. Mang theo một loại thưởng thức của trưởng bối nhìn tiểu bối, thánh nhân nhất mạch dù sao bất phàm, quý hiên lâm này mới mấy ngàn tuổi nhưng đã bước vào hắc động cảnh. Đủ khiến cho rất nhiều thần thú đều xấu hổ. Chỉ là hắn là sư đệ của Hoặc Thiên, là một trong hai người bối phận cao nhất Thái Hư Tông. Dù là cường giả chín động tới cũng phải xưng hắn một tiếng tiền bối. dáng vẻ này là nhất định phải bày ra, hắn khẽ ho khan một tiếng, nói ta tên là Chu Hằng. Luận bối phận, gây hẳn là xưng ta xưng cái gì đây? Hắn lại không biết Quý Hiên Lâm này là đệ tử đời thứ mấy của Thái Hư Tông. Tóm lại, gọi ta một tiếng tổ sư gia là được rồi. Hắn đành phải dùng tổ sư gia để mơ hồ thay thế, Quý Hiên Lâm lại giận đến phát run. Tu vi của Chu Hằng giống hắn, cũng là hắc động hoàng mà thôi. Trẻ tuổi như vậy có thể có tu vi như thế quả thật không đơn giản. Nhưng nói đến muốn làm tổ sư gia của mình, thật quá đáng. Sỉ nhục trắng trợn thêm miệt thị, trong lòng hắn nổi giận nhưng trên mặt lại ngược lại càng thêm bình tĩnh. Ông tay phải hắn nhoáng lên, đã có thêm một thanh trường kiếm, lạnh lẽo tỏa sáng. Hắn khẽ run lên, nói, vậy thì mời tổ sư ra, chỉ điểm một vài, chu hằng rất là tùy ý phất tay. Áo, nói, nếu ngươi thành tâm thỉnh giáo, ta liền chỉ điểm ngươi một vài đi, ngươi ngươi còn tưởng là thật à, một tiếng tổ sư ra kia của. Quý hiên lâm nhưng là nhấn trọng âm, ý chào phúng không cần nói cũng biết nhưng chu hằng lại cố tình không nghe ra ngược lại thuận theo thật sự coi hắn thành vãn bối tiện nghi này chiếm được hắn hít sâu một hơi cảnh giới của đối phương cũng không kém gì hắn tuyệt đối không thể rối loạn lòng mình trước vậy thì đa tạ quý hiên lâm đâm ra một kiếm vút hắn bước lên một bước thân hình không ngờ vượt qua không gian trực tiếp liền xuất hiện ở trước mặt chu hằng một kiếm đâm ra, thái hư tông chủ tu chính là pháp tắc không gian, quý hiên lâm có đầy đủ tự tin. Hắn ở pháp tắc không gian đi ra suốt 12 bước. Tuy rằng khoảng cách cực hạn 15 bước còn kém một chút. Nhưng so với hắc động hoàng bình thường chỉ cần đi ra 5 bước. Hắn hoàn toàn có thể nghiền ép muốn làm trưởng bối của ta. Trước ăn ta một kiếm đi, một kiếm đâm tới, quý hiên lâm lộ ra một vẻ tươi cười thanh kiếm này của hắn nhưng là bảo khí cấp hắc động. Là bởi vì hắn thiên phú kiệt xuất lại chuyên cần khổ luyện. Đuổi ở trước khi một nghìn tuổi đột phá đến hắc động vương mới đạt được ban ân, bị món bảo khí này. Đánh chúng, át bị thương nặng, chu hằng mỉm cười, vươn ra hai ngón tay. Bóp một cái kiếm của quý hiên lâm lập tức dừng lại, không thể tiến thêm mảy may, tiểu. Tử, cố lên, cố lên. Chỉ kém một chút xíu như vậy con lửa đen ở bên cạnh hô to gọi nhỏ quý hiên lâm nghẹn đến mặt đỏ bừng mũi kiếm của hắn quả thật chỉ cách ngực chu hằng không đến nửa tấc nhưng chút khoảng cách này lại giống như lạch trời căn bản không thể vượt qua không trêu đùa người như vậy chứ con lửa đen này quá đê tiện nhưng lực lượng của đối phương sao khủng bố như vậy hắn dường như đối mặt không phải là một người mà là một con thần thú hình người thần thú quý hiên lâm, phúc trí tâm linh, đột nhiên nói, các hạ, ngươi là thần thú dòng nào? Thần thú, chu hằng cười nhạt tiện tay vung một cái, đem quý hiên lâm chấn lui về, lắc đầu nói. Ta tuy rằng cùng thần thú có chút quan hệ sâu xa, nhưng cũng không phải là thần thú gì, huyết mạch long tộc của hắn là hậu thiên hình thành. Về bản chất hắn nhưng là nhân tộc hoàn toàn triệt để Mà hắn cũng chưa từng nghĩ muốn vứt bỏ thân phận nhân tộc. Hắc hắc, hiện tại ngay cả thần thú cũng dám chọc tới trên đầu Thái Hư Tông ta sao? Quý Hiên Lâm có một tia giận dữ, Thái Hư Tông hiện tại như mặt trời ban trưa. Có đệ nhất thánh nhân tọa chấn, quét ngang thiên hạ vô địch. Nhưng một con thần thú nho nhỏ lại dám chạy đến Thái Hư Tinh gây sự. Đây thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào, Chu Hằng thở dài, nói, ta nói. Lỗ tai ngươi có vấn đề sao? Ta đều nói là tổ sư gia của ngươi người đem thần thú kéo ra làm chi nói hưu nói vượn quý hiên lâm giận dữ tiểu tử này còn muốn chiếm tiện nghi của mình thái hư tông từ trên xuống dưới nào có đệ tử huyết mạch thần thú xem ta ép ngươi lộ ra nguyên hình hắn múa trường kiếm lại xông giết mà tới thân là người xuất sắc trong cao thủ trẻ tuổi thế hệ này của thái hư tông quý hiên lâm quả thật bất phàm ở lĩnh ngộ pháp tắc không gian vượt xa cùng thế hệ kiếm khí dường như bỏ qua sự tồn tại của không gian rõ ràng một kiếm quét ngang nhưng kiếm quang lại từ dựng thẳng từ xiên xiên từ đỉnh đầu từ dưới chân đánh ra vô cùng quỷ dị dù là đổi con lừa đen ra sân cũng phải dùng phù văn giam cầm cố định đối thủ hoặc là dứt khoát dùng phù văn thuấn di chạy trốn đánh bừa thật sự không khôn ngoan chưa thấy qua uy lực của lạc nhật cung sao cái này tuy rằng không thể so sánh với lạc nhật cung nhưng về hiệu quả lại là giống nhau, nhưng ai bảo Quý Hiên Lâm hiện tại gặp phải là Chu Hằng. Chứ, hắn ở pháp tắc không gian đi ra suốt 20 bước, càng có lạc nhật cung tham khảo. Còn được Lý Tử Thanh giảng giải bí mật của lốc xoáy không gian. Nếu không phải bị hạn chế của cảnh giới, hắn hoàn toàn có thể đem pháp tắc không gian đẩy lên tới 100 bước trở lên ở trước mặt hắn. Loại công kích này của Quý Hiên Lâm giống như trò trẻ con, vậy thì chỉ điểm một chút đi, hắn tùy ý vạch tay, cứ động một cái liền có một đạo không gian cắt phát ra. Đem kiếm quang của quý hiên lâm cắt thành vô số mảnh vỡ, sau đó dập nát, chỉ thủ không công. Mặc cho quý hiên lâm oanh tạc điên cuồng, quý hiên lâm càng đánh càng hoảng hốt, thủ không thể. Lâu, bởi vì tiến công bất kể bị đỡ bao nhiêu lần đều không sao cả. Chỉ cần một lần đánh chúng là được rồi. Mà bên phòng thủ, đỡ được ngàn lần vạn lần thì lại thế nào? bị đánh chúng một lần là thành công cốc chăm kín còn có một hở là người sẽ có lúc sai nhưng chu hằng lại chưa từng sai một bước điều này nghĩa là hoặc là thần thức của chu hằng vô cùng cường đại khiến hắn có thể vận hành vô cùng kín kẽ hoặc là thực lực của hắn hơn xa mình quý hiên lâm tình nguyện tin tưởng là điều trước nếu như là điều sau đà kích đối với hắn liền quá lớn còn chưa hết hy vọng chu hằng khẽ nhíu mày chỉ điểm một chút thật ra không có gì hắn dù sao là trưởng bối thái hư tông mà nếu hắn gian ngoan mất linh như vậy liền thành dây dưa không dứt người như thế chu hằng rất chán ghét hai ngón tay hắn vạch một cái một đạo không gian cắt đánh ra a à, một tiếng kinh hãi cổ tay phải của quý hiên lâm lập tức đổ máu trường kiếm rời tay tay phải chu hằng vươn ra bàn tay lại vượt qua không gian từ trong hư không xuất hiện một tay bắt lấy trường kiếm lại nhoáng một cái về tới trên người hắn Học nghệ không tinh, còn ngang ngược như thế. Chu Hằng hai tay cầm kiếm, pháp tắc hệ hỏa phát động, thân kiếm lập tức trở nên đỏ rực. Từng giọt nước thép nhỏ xuống, Không Quý Hiên Lâm cả kinh kêu lên, vô cùng đau lòng. Chu Hằng rồi lại muốn mạnh mẽ phá hủy bảo khí của hắn, hắn làm sao dám? Hắn lại làm sao có thể, tuy rằng món bảo khí này chỉ là bị hắn săn sóc đến cấp bậc Hắc động. Vương, nhưng cũng tuyệt đối không nên là Hắc động hoàng có thể phá hủy, hắn lại nào biết pháp tắc không gian 20 bước của Chu Hằng đủ để áp chế pháp tắc không gian hắn khác trong bảo. Khí cộng thêm pháp tắc hệ hòa 30 bước thiêu đốt. Món bảo khí này lại có thể không hòa tan dưới ánh mắt vô cùng đau lòng của hắn. Món bảo khí này hóa thành nước thép, thù này kết sâu. Trường 1104, kết giao bằng hữu Ha ha ha, quý sư đệ, dường như ngươi chịu thiệt không nhỏ nha. Trong một tiếng cười dài, trong sân đã xuất hiện một thanh niên áo đen, đầu tóc rối bù. Nếu thêm cây gậy đại tăng, mười phần bộ dạng hiếu tử khóc tang. Đàm Húc, ngươi đây là đang cười trên đau khổ người khác sao? Quý Hiên Lâm sau khi giận đến tận cùng ngược lại trở nên bình tĩnh. Chỉ là nắm tay nắm chặt lộ ra trong lòng hắn lúc này tuyệt đối không bình tĩnh như hắn biểu. Hiện ra, phế vật vô dụng, ngay cả bảo khí trong tông ban thưởng đều bị người hủy không trách được không cho ngươi ra ngoài lịch lãm. Phế vật như ngươi sẽ chỉ làm hỏng thanh danh thái hư tông chúng ta. Thanh niên áo đen được xưng là đàm húc khinh thường nói. Ngươi, quý hiên lâm giận đùng đùng, nhưng hắn lập tức tỉnh táo lại, nói, được. Vây ngươi lên đi, hai người bọn họ đều là người xuất sắc trong thế hệ trẻ thái hư tông. Xếp hạng cùng trong top 10. Đàm húc hơi mạnh hơn một chút, hắn là thứ 9. Mà quý hiên lâm thì là thứ 10 hai người vì tranh xếp hạng cũng đánh nhau không ít. Lại thêm sư phụ thuộc phe phái bất đồng trong tông, quan hệ cực kém, đàm húc nhìn Chu Hằng. Lại không khoác lác nói gì, hắn tuy rằng mạnh hơn Quý Hiên Lâm một chút. Nhưng mạnh quả thật có cực hạn. Chu Hằng có thể đoạt bảo khí của Quý Hiên Lâm và mạnh mẽ phá. Hủy, thực lực biểu hiện ra đã vượt xa hắn, chỉ sợ chỉ có mấy tên yêu nghiệt xếp hạng top 3 mới có thể trấn áp chu hằng ra tay chính là tự rước lấy nhục đàm húc có ngu vậy sao ta cũng không ngu xuẩn như ngươi đàm húc nhún vai sau đó nhìn về phía chu hằng nói vị lão huynh này lá gan ngươi thật là lớn lại dám đến thái hư tông chúng ta gây chuyện thị phi bình thường bình thường thứ ba thế giới con lừa đen thuận miệng nói chu hằng lắc đầu nói ta là trưởng bối của các ngươi không nên loạn gọi lão huynh, nếu không đến lúc đó ngươi sẽ hối hận, gọi hắn lão huynh là tương. Đương với gọi hoặc thiên là, lão huynh. Người một tiểu đệ tử của Thái Hư Tông lại dám gọi tông chủ là, lão huynh. Đây không phải là thèm đòn sao? Ha ha ha, đàm húc cười to, hắn cảm thấy rất thú vị. Thái Hư Tinh rõ ràng có thiên hạ đệ nhất thánh tọa chấn. Nhưng Chu Hằng lại cố tình dám tới quấy rối. Hơn nữa còn tự cho mình là trưởng bối của Thái Hư Tông tên này là bệnh tâm thần sao nên biết tính tình của tông chủ đại nhân cũng không tốt hơn nữa lại là mạnh nhất thiên hạ nàng cần nể mặt người nào sao vút vút lại là năm người trẻ tuổi tới nơi mỗi người đều vô cùng cường đại có phù văn lưu chuyển toàn thân không một ai yếu hơn đàm húc quý hiên lâm thậm chí còn mạnh hơn một đường năm người này chính là cao thủ thế hệ trẻ thái hư tông xếp hạng còn trên hai người đàm húc phân biệt thứ tư đến thứ tám lần này bọn họ vừa vặn có nhiệm vụ lịch lãm bảy người cùng ra ngoài tiêu diệt một con yêu thú rất cường đại không nghĩ tới yêu thú còn chưa tìm được lại gặp phải chuyện chu hằng dám nhục thái hư tông ta chán sống sao một thanh niên tóc đỏ quá hắn dáng người cường tráng tràn đầy vẻ thô lỗ chu hằng lắc ngón tay nói không nên chụp mũ lung tung ta làm nhục thái hư tông lúc nào hơn nữa, các ngươi còn không đại biểu được Thái Hư Tông, lời nói này, bảy tệ đệ tử Thái Hư Tông. Đồng thời biến sắc, chúng ta không đại biểu được Thái Hư Tông, vậy ngươi có thể hay sao? Tiểu tử này ỉ vào có chút thực lực, lại dám giả mạo trưởng bối của Thái Hư Tông. Nếu là không rõ chân tướng thật đúng là có khả năng bị hắn lừa. Đánh hạ hắn, bảy người đồng loạt động liên quan đến uy nghiêm của Thái Hư Tông bọn họ đều bỏ xuống ân oán lẫn nhau ánh mắt chu hằng đảo qua trong bảy người này có hai người là hắc động đế hơn nữa nếu là thái hư tông dạy dỗ ra bảy người này chiến lực khẳng định cao hơn hắc động hoàng hắc động đế bình thường một đoạn quý hiền lâm lúc trước đã chứng minh điểm này với một đối bảy không thể khinh thường cũng đừng để lật thuyền trong mương đến lúc đó nếu để người biết hắn là sư đệ của hoặc thiên như vậy thì rất mất mặt bảy người sau khi nhìn nhau đồng loạt ra tay, âm, bảy vị cường giả hắc động cảnh chỉ mới liên thủ đã có thể hình thành uy áp. Khủng bố, thân là đệ tử Thái Hư Tông. Hắc động thứ nhất bọn họ hình thành liền khẳng định là thuộc tính không gian. Ở pháp tắc không gian ít nhất đi ra 10 bước mới sẽ hình thành hắc động thứ hai, lực lượng không. Gian cộng minh, bảy người sáu kiếm, uy lực vô cùng, chu hằng thân ở trong cục. Cảm xúc càng sâu, bảy người này hình thành một trận thế bởi vì đều là vận chuyển pháp tắc không gian hơn nữa cùng ra từ một dòng công pháp tương thông pháp tắc trông lên uy lực cũng không phải là đơn giản như vậy đều sắp có thể chiến chân quân nam động kém một đường là bởi vì bảo kiếm của quý hiên lâm bị chu hằng phá hủy nếu không bày kiếm hợp bích uy lực đó thật sự có thể sánh ngang chân quân nam động tuy nhiên chu hằng lại không phải là chưa từng chiến qua chân quân nam động hơn nữa còn từng chiến qua một đám, tuệ tinh môn mở ra, thân hình Chu Hằng qua lại tự nhiên. Cứng rắn đỡ cũng không phải là lựa chọn chính xác. Hắn chỉ là bối phận cực cao, nhưng cảnh giới chân thật chỉ là hắc động hoàng Tay phải hắn liên tục vạch từng đạo không gian cắt đánh ra. Tay trái thì diễn hóa pháp tác lửa. Một vùng nộ diễm quay cuồng, lúc trước khi hắn còn là hắc động vương đã với không gian cắt 20. Bước khiến cho đám chân quân năm động bị thương. Hiện tại tiến vào hắc động hoàng, tuy rằng pháp tắc không gian không tiến thêm một bước, lại thêm một đạo pháp tắc lửa cao tới 30 bước, bảy người Đàm Húc liên thủ cũng chỉ là tương. Đương với chân quân năm động, lập tức liên tục bại lui dưới sự oanh kích của không gian cắt và. Ngọn lửa của Chu Hằng, song phương đều là công mạnh thủ yếu. Nhưng Chu Hằng thắng ở có tệ tinh môn. Trời sinh liền đứng ở thế bất bại, bảy người Đàm Húc đều biến sắc. Tên này cũng quá mạnh mẽ chứ hả? thật náo nhiệt xem mà ta đều có chút ngứa tay đúng lúc này lại có ba bóng người hạ xuống bốn động bốn động bốn động ba người này rõ ràng đều là cấp bậc bốn động nhưng đều vô cùng trẻ tuổi hơi thở bá chủ vương giả trong võ lưu truyền mỗi người cao cao tại thượng đứng nghiêm một phương liền như đế vương đích thân tới chung quanh không còn người có thể đứng phải lùi ra quỳ lạy ba người kiệt xuất nhất trong thế hệ trẻ thái hư tông trì binh nguyên tâm hắc liên chỉ binh là một nam thanh niên vẻ mặt nghiêm nghị vừa nhìn chính là người có nề nếp mà nguyên tâm thì là một con ma men trên người đeo một cái hồ lô lớn màu đỏ thám lúc này đang rót ừng ực từng ngụm đây rõ ràng là một món pháp khí không gian bởi vì dựa theo cách uống như trâu của hắn như vậy sớm đã trống không hắc liên thì là một thiếu nữ áo đen bộ dạng rất đẹp nhưng vẻ mặt lại vô cùng lạnh lẽo trong mắt giường như kết băng xương câu nói lúc trước chính là nguyên tâm nói rõ ràng là người trẻ tuổi lại lôi thôi lách thách giống như nam trung niên trải qua tang thương hắn nhìn chu hằng nói người trẻ tuổi thực lực không tồi kết giao bằng hữu đi bảy người đàm húc đều là biểu tình biến đổi chu hằng đều ăn hiếp đến trên đầu thái hư tông làm sao có thể thiện đem uy nghiêm của thái hư tông để đâu nhưng bọn họ không dám phản đối nguyên tâm tên này mạnh đến biến thái. Cũng chỉ có ba yêu nghiệt này mới đem pháp tắc không gian suy diễn đến 15 bước. Lại phối hợp lực bốn động, còn mạnh hơn đại bộ phận chân quân năm động, Chu Hằng cười cười, nói. Ta trẻ tuổi là không sai, lại là trưởng bối của các ngươi. Tuy nhiên, lúc ở riêng chúng ta có thể luận giao ngang hàng. Ha, ha ha ha. Nguyên tâm cười to, nói, người trẻ tuổi, ngươi thật thú vị. Ta kính ngươi một ly hắn nói là kính một ly lại đem cả hồ lô ném cho chu hằng chu hằng đón lấy dùng linh lực bước ra một vòi rượu sau khi một hớp uống vào không khỏi ánh mắt sáng ngời khen rượu ngon thế nào hiện tại có thể làm bằng hữu chứ nguyên tâm cười to chu hằng cười cười nói ta không ngại làm bằng hữu với ngươi tuy nhiên về sau ngươi không nên hối hận hắn ném trả hồ lô rượu ha 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 nguyên tâm ta làm việc chưa từng hối hận nguyên tâm đón lấy hồ lô rượu lại ngửa đầu nốc bổn tọa đã nhìn thấy một hồi bi kịch đang diễn ra con lừa đen giả mù sa mưa nói thái hư tông ai có thể cùng chu hằng làm bằng hữu cùng thế hệ luận giao nguyên tâm về sau khẳng định sẽ vì quyết định hôm nay mà hối đến xanh ruột các vị sư đệ ta không biết các ngươi và hắn có ân oán gì nhưng hiện tại hắn là bằng hữu của nguyên tâm ta cùng hắn là địch chính là cùng nguyên tâm ta là địch các ngươi xem rồi làm đi nguyên tâm quan điểm rõ ràng đứng ở bên phía chu hằng bảy người đàm húc hai mặt nhìn nhau lại không dám nói một chữ không bọn họ liên thủ cũng chỉ có phần bị nguyên tâm hành hung nào dám cùng vị sư huynh tính tình cổ quái này là địch chậm chỉ binh tiến lên một bước nói việc này không thể cho qua như vậy trong nháy mắt nguyên tâm chiến ý lóe lên nói chỉ binh, người muốn cùng ta chiến một trận sao? Hừ, không ai có thể nhục thái hư tông ta mà không trả giá lớn. Chỉ binh nghiêm mặt nhìn về phía Chu Hằng, tự đoạn một tay, cút ra thái hư tinh vực. Ha ha ha, chỉ binh, ta đang nói chuyện với người đấy. Nguyên tâm thét dài một tiếng, đến đến đến. Để ta xem xem không lăng kiếm của ngươi tiến bộ bao nhiêu. Nguyên tâm sư huynh, chúng ta đều là người mình, hà tất vì một người ngoài mà động can qua đám người đàm húc nhau nhau khuyên nhủ. Hắc liên, sư tỷ, ngươi nói làm sao bây giờ đi, cuối cùng. Mọi người đều nhìn về phía Hắc liên, nguyên tâm và chỉ binh có thể triệt tiêu lẫn nhau. Như vậy quyết định của Hắc liên sẽ khống chế tình thế. Đúng vậy, nhục thái hư tông ta sao có thể không trả giá lớn. Không đợi Hắc liên nói chuyện, một lão già đã đạp không mà đến, năm cái hắc động mở ra. Khí thế trong nháy mắt đem tất cả mọi người ở đây ép xuống sư phụ quý hiên lâm tràn đầy ngạc nhiên vui mừng nói không nghĩ tới sau khi phát ra tin tức sư phụ đến nhanh như vậy hắn vội vàng chạy nhanh lên đón đầu tiên là cung kính hành lễ sau đó lập tức đâm thọc nói sư phụ hắn phá hủy bảo khí ngài ban cho hiên lâm rồi hả lão già năm động lập tức giận dữ hắn gọi vương mẫn ở thái hư tông cũng có số có má dù sao tông môn loài người không thể so với thần thú cho dù có thánh nhân tọa chấn thì về thực lực chỉnh thể vẫn là xa xa không bằng, bảo khí của quý Hiên lâm đương nhiên là thái hư tông ban cho Nhưng lại từ trong tay của hắn giao cho quý hiên lâm Nói là hắn ban cho cũng có thể, Chu Hằng lại dám hủy bảo khí hắn ban cho Đây không phải là đang đánh mặt hắn sao, vương mẫn phất tay áo, nói, đánh hạ cho bổn tọa Áp về hình đường xử phạt, Chu Hằng cười ha ha, nói, tiểu lão đầu, ngươi có nghĩ rõ Dĩ hạ phạm thượng ở tông môn nào đều là tội lớn. Nghĩ kỹ rồi hãy làm. Trường 1105, kẻ hồ đồ chuyển thế. Nghe lời này của Chu Hằng, mọi người đều có loại cảm giác trên đầu bốc khói, tiểu tử này giả. Trưởng bối nghiện rồi, đám người đàm húc chỉ là người trẻ tuổi thế hệ này của Thái Hư Tông. Bởi vậy, giả trưởng bối của bọn họ ít nhất còn có một chút đáng tin. Nhưng Vương Mẫn bất đồng, chớ nhìn hắn chỉ có hơn 7 vạn tuổi trên thực tế đây đã là lần thứ tư hắn chuyển thế lúc sớm nhất vương mẫn nhưng là chân quân bảy động nhưng hắn đời sau không bằng đời trước đến kiếp này phỏng chừng năm động là hết đất đây cũng là tả thật của đại bộ phận võ giả không có mấy người có thể đời sau tinh tiến hơn đời trước cuối cùng vẫn không tránh được vận mệnh bụi về bụi đất về đất nhưng thực lực như thế nào lại là một chuyện khác người ta đều đã sống bốn đời, bối phận cũng không phải là cao bình thường, ngươi giả mạo trưởng. Bối của ai không tốt cứ muốn giả mạo trưởng bối của Vương Mẫn. Đây không phải là tìm mắng sao? Còn không đánh hạ cho lão phu. Vương Mẫn hét lớn. Hắn tự trọng thân phận, khi bên cạnh còn có người để dùng, hắn làm sao có thể tự mình ra tay. Đây không phải là mất mặt sao? Lão già tuy rằng tu vi đời sau không bằng đời trước, nhưng điệu bộ lại đời sau lớn hơn đời trước. Đây cũng là điều duy nhất hắn có thể khoe khoang, bảy người Đàm Húc vẫn là tương đương kính sợ. Vương Mẫn, dù sao điểm cuối tương lai bọn họ có khả năng cũng chính là năm động. Tuy rằng đến lúc đó mọi người thực lực ngang nhau, nhưng tư lịch lại kém quá nhiều. Bọn họ hiện tại không cung kính không được, nhưng ba người nguyên tâm lại có vẻ tương đương thờ. Ơ, ờ, bọn họ là thiên tài trong thiên tài, tương lai đều có khả năng đánh vào chín động tự nhiên không cần quá đem vương mẫn để ở trong lòng dù sao thái hư tông nhiều phe phái giống như một cái vương quốc tràn đầy cạnh tranh quyền lực bọn họ đều không phải ra từ phe phái vương mẫn chỉ là lúc trước bảy người đàm húc không làm gì được chu hằng hiện tại lại có tác dụng chó gì nhìn thấy quẫn cảnh của bảy người chỉ binh tiến lên một bước nói để ta các ngươi đều lui ra nghe thấy hắn nói như vậy bảy người đàm húc đều như được đại xá, vội vàng nhao nhao lùi ra. Chỉ binh, sau ngày hôm nay, chúng ta không tránh khỏi một trận chiến. Nguyên tâm lạnh lùng nói, sau khi uống một hớp rượu ngon, dưới khóe miệng đều là vết rượu. Có vẻ phóng đãng không kiềm chế được. Phụng bồi, chỉ binh không chút yếu thế nói. Thực lực của hắn và nguyên tâm một mực bám đuổi nhau, quả thật không cần e ngại. Tiểu bối không lễ phép, thấy trưởng bối còn không bái. Mau gọi Lư Tổ sư. Con lừa đen nghiêm trang nói, chỉ binh không chút động dung, bình tĩnh nói. Dùng kế quấy nhiễu đối với ta là vô dụng, hiện tại sao không có người tin lời thật? Con lừa đen thở dài, nói với Chu Hằng, Chu tiểu tử, xem ra bổn tọa là không giúp được ngươi. Tự ngươi thu phục đi. Nó vội vàng co giò chạy, trốn qua một bên. Tránh cho bị dao động chiến đấu đánh tới, cái tên nhìn chất phác nghiêm túc này vừa nhìn là thấy. Không đơn giản, Chu Hằng mỉm cười, nói, con lừa tuy rằng rất đê tiện. Nhưng nó nói chính là lời thật. Người hiện tại ra tay. Lát nữa phỏng chừng sẽ phải dập đầu bồi tội đến dã khung, tiểu tử này thật đáng ghét. Mỗi câu nói đều tự cho mình là trưởng bối. CMN rất thú vị sao? Căn bản không ai tin tưởng, ngươi có chém bão cũng vô dụng, trong ánh mắt chỉ binh lóe lên một. Tia sát khí, thiên tài luôn là kiêu ngạo, mặc kệ hắn có biểu hiện ra ngoài hay không? Chu Hằng muốn ngự trị ở trên hắn. Thật sự là không biết sống chết. Hắn vươn ngang tay phải, vạch hờ một cái, ầm không gian bên người Chu Hằng lập tức vỡ nát. Từ bên phải hắn đánh tới, chỉ binh là người xuất sắc trong đệ tử trẻ tuổi thế hệ này của Thái Hư. Tông, ở nắm giữ pháp tắc không gian đạt tới 15 bước, đã là cực hạn của hắc động cảnh. Dù là chân quân chín động cũng không có khả năng vượt qua hắn, Thái Hư Tông vốn là tinh nhiên pháp tác không gian, có rất nhiều bí pháp cường hóa pháp tác. Tiến thêm một bước đề cao uy lực, một đòn này, có thể so với 17 bước, Chu Hằng đứng yên bất động. Chỉ là tùy ý vươn tay phải ra, đón hướng không gian một đường vỡ nát mà đến, ông, tay phải hắn. lóe lên hào quang sáng tắt biến ảo, không gian vỡ nát ập đến. Lại ngưng bặt, không gian trở lại yên tĩnh, nhẹ nhàng như vậy liền giải quyết cái này. Nếu không phải là ở nắm giữ pháp tắc không gian vượt qua trì binh như vậy tự nhiên phải là ở trình tự linh lực thắng hơn xa lúc này mới có thể dùng lực lượng tuyệt đối mạnh mẽ san bằng không gian vỡ nát nhưng chu hằng chỉ vẻn vẹn là hắc động hoàng như thế nào đều không có khả năng vượt qua trì binh ở lực lượng như vậy chỉ có một khả năng hắn nắm giữ pháp tắc không gian càng sâu làm sao có thể thái hư tông chính là tinh nhiên pháp tắc không gian cũng chỉ có thái hư tông mới có thể làm cho võ giả hắc động cảnh vận chuyển ra pháp tắc không gian vượt qua 10 bước, mà trì binh lại càng là đem lĩnh ngộ pháp tắc không gian đẩy lên tới cực. Hạn đạt tới 15 bước, điều này nghĩa là cho dù là trưởng bối của Thái Hư Tông đều không có khả. Năng ở nắm giữ pháp tắc không gian vượt qua trì binh, trừ phi. Trừ phi Chu Hằng đã bước vào hỗn độn cảnh. Như vậy tự nhiên có thể ở nắm giữ pháp tắc đi được xa hơn. Tỉ như xạ thiên tiễn tôn năm đó, hắn tuy rằng không phải xuất thân thái hư nhất mạch. Nhưng cũng đi đạo của không gian, vấn đề lại tới, Chu Hằng mới là hắc động hoàng, không đúng. Không đúng, cảnh giới có thể thấp, nhưng nắm giữ pháp tắc lại có thể cao, bởi vì trên đời này còn có chuyển thế, nếu kiếp trước của Chu Hằng chính là hỗn độn cảnh. Như vậy kiếp này có thể vận dụng pháp tắc vượt qua 15 bước là hoàn toàn có thể lý giải, khó. Trách hắn một mực tự cho là tiền bối. Trên đời này có vị cường giả hỗn độn cảnh nào không phải là lão quái vật, nhưng Thái Hư Tông? trước sau tổng cộng mới từng ra hai vị hỗn độn cảnh một là hoặc thiên một là hồng nguyệt hoặc thiên hiện tại đã thành thánh mà hồng nguyệt nam nhân trẻ tuổi này sẽ là hồng nguyệt chuyển thế không không có khả năng tuy rằng khi chuyển thế có thể tùy ý chuyển hóa hình thể nhưng đến loại trình độ này võ giả cường đại kỳ thật là thần thức cái gọi là tướng từ tâm sinh nội tâm là như thế nào bề ngoài chính là như thế ấy cho dù là khi chuyển thế biến thành khác phái nhưng trong quá trình trưởng thành thời gian dài bề ngoài vẫn là sẽ theo nội tâm mà biến hóa cuối cùng giống y hệt đời trước đối với cường giả mà nói chuyển đổi thân thể còn không đơn giản xương cốt cơ bắp đều có thể tùy ý biến đổi từ nam biến nữ từ nữ biến nam từ xấu biến đẹp từ cao biến thấp từ béo biến gầy đây đều là chuyện chỉ một ý niệm cho nên đây tuyệt đối không có khả năng là hồng nguyệt thiên tôn chỉ riêng tính tình đã không đúng nếu là ai đối với Hồng Nguyệt bất kính như vậy? Sớm đã bị đánh mặt mũi bầm dập, chẳng lẽ là vị cường giả hỗn độn cảnh nào khi chuyển thế bị? Thương tổn đầu óc đem mình nhầm thành người khác. Các hạ một mực nói mình là trưởng bối của Thái Hư Tông, vậy ngươi nói xem, ngươi là đời nào? Sau khi suy đoán ra Chu Hằng là thiên tôn, chuyển thế, chỉ binh đều không dám quá mức làm can. Dù sao thiên tôn chính là mạnh nhất dưới thánh nhân, so ra hắn lại tính là cái gì? Ta! Chu Hằng tươi cười, sau đó ho khan một tiếng, nói ta là sư đệ của Hoặc Thiên, luận bối phận. Các ngươi đều phải xưng ta một tiếng Chu Tổ Sư Gia, sư đệ của Hoặc Thiên, khốn kiếp Tổ Sư Gia. Khai phái tổng cộng chỉ từng thu hai đồ đệ, Thiên Mệnh chân Quân và Hoặc Thiên. Bởi vậy, Tông Chủ Đại Nhân cũng chỉ có một vị sư huynh. Cũng không có sư đệ, giả mạo ai không tốt, cứ muốn giả mạo sư đệ của Tông Chủ Đại Nhân. Lớn mật, mọi người đồng thanh hét lớn. Chu Hằng đây là đang công nhiên bất kính với Thái Hư Tông, Chu Hằng kỳ quái. Chẳng lẽ thân phận của mình vẫn là bí mật? Làm sao nhiều người như vậy còn không biết Hoặc Thiên có một sư đệ sao, quả thật. Hoặc Thiên mặc dù ở Thiên Thần Đại Hội điên cuồng bạt tai Thạch Dương, khiến tất cả thần thú đều biết thân phận của Chu Hằng. Nhưng lúc trước Thái Hư Tông lại chỉ có một mình nàng đi tham gia Thiên Thần Đại hội. Mà với tính cách của Hoặc Thiên sau khi trở về sẽ tiên dương sao, bởi vậy tin tức cao tầng thái hư tông lấy được ngược lại là tin tức đã thêm thắt đến lần thứ mấy sớm đã hoàn toàn thay đổi biến thành thạch dương muốn phi lễ hoặc thiên kết quả bị đòn đau bọn họ lại không dám hỏi hoặc thiên chứng thực dù sao chỉ cần biết tông chủ đại nhân của bọn họ là thiên hạ đệ nhất cường giả là đủ rồi dám giả mạo sư đệ của tông chủ đại nhân người thật to gan vương mẫn quát lớn đánh hạ cho lão phu đánh hạ, chỉ binh chiến ý điên cuồng tăng vọt. Tuy rằng Chu Hằng ở lĩnh ngộ pháp tắc vượt xa hắn, nhưng luận lực lượng thực tế lại là hắn hơn xa. Nếu có cơ hội gần người ra đòn, hắn cũng không phải là không có cơ hội chiến thắng, vút thân. Hình hắn khẽ động, trực tiếp sử dụng Thuấn Di, hướng về phía Chu Hằng phát động công kích bùng. Bùng, bùng, Chu Hằng không dám khinh thường. Đây nhưng là một vị cường giả bốn động, hơn nữa thiên phú kiệt xuất, ở pháp tắc không gian lại nắm giữ tới 15 bước. Không thể coi thường, hai người chiến đấu kịch liệt từng luồng dư ba lực lượng khủng bố lan ra, đem toàn bộ tử lâu và phòng ở phụ cận hoàn toàn phá hủy. Ô, hai người chiến đấu càng lâu, nghi hoặc của đám người Vương Mẫn lại càng nhiều, Chu Hằng Như. Vậy không giống như là hỗn độn cảnh chuyển thế, hỗn độn cảnh là như thế nào mà tới? Đầu tiên, phải đạt tới chín động. Đây là điều kiện cơ bản nhất. Sau đó, đem 9 loại lĩnh ngộ đại đạo toàn bộ tăng lên tới 10 bước, đạt tới một loại cân bằng. Sau đó chọn một nhánh đại đạo tiến hành đột phá, đẩy mạnh đến 20 bước. 30 bước, như vậy xưng là chuẩn hỗn độn cảnh, mãi cho đến sau 90 bước. Liền có được tư cách đánh vào hỗn độn cảnh, bước qua, nắm giữ đến pháp tắc bước thứ 91. Chính là hỗn độn cảnh, nhưng nhìn bộ dạng của Chu Hằng, Thế nào đều không giống như ở pháp tắc không gian đi ra 91 bước, nhiều nhất 20 bước, chẳng lẽ Chu Hằng kỳ thật là chuẩn hỗn độn cảnh chín động? Lúc đánh vào hỗn độn cảnh thất bại, tàu hỏa nhập ma. Mới đem mình ảo tưởng thành sư đệ của tông chủ đại nhân, điều này rất có khả năng, bởi vì tông chủ của bọn họ đẹp nhất vô nhị minh giới. Không biết có bao nhiêu người đối với nàng ngày nhớ đêm mong bởi vậy đem ảo tưởng và sự thật trộn lẫn cũng không phải là không có khả năng. Ha ha, trong vòng trăm chiêu ta tất bại ngươi. Chỉ binh cười to nói. Tuy rằng hắn ở nắm giữ pháp tắc không gian hơi kém chu hằng. Nhưng phối hợp với bí pháp của Thái Hư Tông lại không hề thua kém. Lại thêm hắn còn nắm giữ ba loại pháp tác. Đồng loạt vận chuyển đủ để đem chính là của hắn tăng lên gấp đôi, hơn nữa. Hắn ở lực lượng đồng dạng nghiền ép chu hằng thấy thế nào đều nắm chắc phần thắng, lấy trăm chiêu làm hạn định, vẫn là hắn phóng khoáng. Dù sao chuẩn hỗn độn cảnh chín động dù thế nào cũng có một chút thủ đoạn cường đại nhỉ, chu hằng. Mỉm cười, nói, vậy lãnh giáo thêm một chút, ầm, trên tay phải hắn bùng lên một luồng nộ diễm. Màu trắng xóa, chỉ binh biến sắc. Hắn bản năng cảm giác được ngọn lửa này có thể tạo thành uy hiếp cực lớn đối với hắn. Trường 1106, chết không đổi tính. Rốt cuộc tên này tu cái đạo gì, sức người có giới hạn, đặc biệt là đến chín động đỉnh phong. Muốn bắt đầu đột phá hỗn độn cảnh, vậy thì càng khẳng định sẽ chỉ tiến lên ở một nhánh đại đạo. Bởi vì hắc động cảnh có hạn chế, hắc động cảnh chỉ có thể đi trên mỗi một nhánh đại đạo ra được 10 bước. Đây là cực hạn của hắc động cảnh, nếu muốn đi thêm 8 bước trên cực hạn, sẽ là chuyện khó khăn cỡ nào, chẳng những khó khăn càng là gánh nặng rất lớn đối với thân thể pháp tắc từ một mặt khác mà nói thật ra không khác gì lực lượng muốn làm hắc động cảnh thừa nhận được lực lượng gần ngang hỗn độn cảnh có mấy ai mà làm nổi vì cái gì số lượng thần thú hỗn độn cảnh đông hơn loài người cả mảng lớn đây là nguyên nhân rất lớn đương nhiên loại đại viên mãn này phải đặt trong ngoặc kép hoàn toàn không thể so sánh với đại viên mãn tầng thứ linh lực vấn đề chính là ở sau chín động chuyên tu một nhánh đại đạo cũng có thể làm cho võ giả không gánh nổi mà nổ tung. Chu Hằng lại còn tu hai nhánh đại đạo. Vậy còn không phải muốn chết thì là gì, khó trách lại ngã xuống chuyển thế mà, khó trách lại sinh. Giả ảo tưởng, đời trước đầu óc tên này đã không bình thường rồi, mọi người đều bừng tỉnh hiểu. Ra, thì ra kẻ này bị bệnh thần kinh mà, chỉ binh lại không dám sơ ý. Tên, bệnh thần kinh, này quá mạnh, chẳng những tu pháp tắc không gian đi ra hơn 15 bước pháp tác hỏa diễm này lại càng mạnh, thậm chí đạt đến 20 bước. Có thể còn hơn nữa, đúng là biến thái, lại đong đưa qua lại giữa hai loại đại đạo. Đúng là tự tìm chết. Nhưng chiến lực, thật mạnh, ầm, nắm đấm tay phải bọc lửa của Chu Hằng đánh tới. Ngọn lửa trắng thiêu đốt đến vặn vẹo cả không gian, chỉ binh vội vàng đối phó toàn lực. Toàn lực vận chuyển bốn nhánh đại đạo, bốn cái hố đen đồng loạt xuất hiện. Cắn nuốt lực lượng của Chu Hằng bằng không hắn căn bản không dám chọi cứng với chu hằng âm hai người đấu nhau một đòn lúc này chu hằng bị đánh bay ra nhưng cả nắm tay của trì binh cũng bị cháy đen có thể thấy được cả xương cốt mùi thịt thơm lan tỏa cường giả cấp hắc động thật ra không khát thánh dược là mấy đương nhiên loài người căn bản không tiêu hóa được chỗ tốt này mọi người nhìn rõ ràng chu hằng là thua trên lực lượng còn trì binh lại kém quá xa trên mặt Pháp Tắc nếu như Pháp Tắc có thể trồng lên. Như vậy hiện tại Chu Hằng đạt tới 50 bước. Còn Trì Binh thì sao, lại chỉ nằm trong khoảng 26 đến 30 bước. Làm sao mà so được với Chu Hằng, một bên hơn ở lực lượng, một bên hơn ở Pháp Tắc. Trong thời gian ngắn thì Trì Binh còn chống đỡ được. Nhưng Chu Hằng chỉ là bị hắn đánh lui, hắn lại lần lượt bị đốt cháy rụi hai bên trả giá không thể nói cùng một bậc được, tiếp tục đánh, chỉ binh thua chắc. Đáng hận, chỉ binh giống to, trước đó còn khoác lác là phải đánh bại Chu Hằng trong vòng trăm chiêu. Hiện tại bản thân hắn có chống nổi đến trăm chiêu hay không còn chưa biết. Ông một cái, hắn tế ra bảo khí. Một thanh trường kiếm tia sáng lạnh lấp lóe, đây là bảo khí cấp bậc ba động. Ban đầu chỉ là cấp bậc một động, là hắn ôn dưỡng lên đến ba động tự nhiên tâm linh tương thông với hắn uy lực tăng gấp bội dùng vũ khí chu hằng nhếch miệng cười người đừng có hối hận hừ người cũng lấy bảo khí ra đây đừng nói thái hư tông ta ức hiếp ngươi chỉ binh lớn tiếng nói người thật sự sẽ hối hận chu hằng thở dài lấy ra lạc nhật cung dương cung cài tên nhắm thẳng vào chỉ binh thật ra hắn không cần dùng cung cũng có thể bắn ra thủy tinh tiễn nhưng làm như vậy đầu tiên là người khác chưa chắc có thể liếc một cái liền nhận ra lạc nhật cung thứ hai là lấy tay ném tên giống như là dùng phi tiêu có cảm giác hạ giá lạc lạc nhật cung không làm chu hằng thất vọng quả nhiên có người nhận ra nó cái gì bảo khí của xạ thiên tiễn tôn hà đó chính là hỗn độn khí đấy không phải xạ thiên tiễn tôn đã sớm ngã xuống rồi sao tên này sẽ không phải là xạ thiên tiễn tôn chuyển thế đó chứ không thể nào, hắn lĩnh ngộ pháp tắc không gian tối đa chỉ là 20 bước. Còn xạ thiên tiễn tôn chính là chuyên tu đại đạo không gian. Có lẽ là truyền nhân của xạ thiên tiễn tôn. Kế thừa được lạc nhật cung mà có thể hắn không thích hợp tu luyện đại đạo không gian. Cho nên sau khi đạt đến chín động liền đổi sang pháp tác hỏa diễm, kết quả. Rất có khả năng, mọi người đều xì xầm nói, bọn họ nói thì nhẹ nhàng nhưng trì binh lại toát mồ hôi lạnh ròng ròng, đó là hỗn độn khí đấy, hắc động hoang. Cộng thêm chu hằng lĩnh ngộ pháp tắc cao đến 20 bước. Đã đủ làm lạc nhật cung bộc phát ra uy lực 6 động, thậm chí 7 động. Dù cho hắn là quái vật trong 4 động, ngay cả chân quân 5 động cũng có thể đấu một trận. Nhưng tuyệt đối không có cuồng ngạo đến mức cho rằng mình có thể khiêu chiến được 6 động. Thậm chí bảy động, khó trách Chu Hằng nói hắn sẽ hối hận, má nó, hắn dùng bảo khí ba động có thể so sánh với hỗn độn khí hay sao chỉ có nước bị đánh chết mà thôi sau khi thấy lạc nhật cùng ngay cả vương mẫn cũng biến sắc hắn trầm giọng nói chỉ binh lui ra tuy rằng hắn không cùng một phe với sư phụ của chỉ binh nhưng nếu để cho một môn nhân thái hư tông tiền đồ vô hạn ngã xuống ở trước mặt hắn hắn cũng khó tránh tội phải gánh vác trách nhiệm lớn chỉ là hắn cũng mới năm động không phải là bảy động năm đó chống lại lạc nhật cung này quả thật không có một chút nắm chắc nào chu hằng mỉm cười thu hồi lạc nhật cung nói đừng nói ta ăn hiếp tiểu bối tới đây chúng ta buông tay đánh một trận quả nhiên tẩu hỏa nhập ma đến mức thành ngu ngốc hỗn độn khí để đó không dùng lại muốn đánh tay bo bị thương đúng là không nhẹ mà đối thủ càng ngốc đương nhiên càng có lợi có bản thân nhưng ttn ngốc này có một điều không tốt cứ luôn mạo nhận trưởng bối của bọn họ nghe thôi cũng là bị thương mà vương mẫn không còn dũng khí đâu mà bảo chu hằng cứ việc sử dụng bảo khí hắn phải chiếm ưu thế này dù cho bị chu hằng chiếm tiện nghi trên lời nói ngầm thừa nhận thân phận trưởng bối của đối phương dù cho là chu hằng tự phong nhưng hắn vẫn vô cùng khó chịu như ăn cả trăm con ruồi đáng hận hắn quát khẽ nhưng không nói gì khác lật tay đánh tới, chân quân năm động dù sao cũng là chân quân năm động. Trên lực lượng hoàn toàn vượt qua bốn động, lại còn không phải chỉ một chút. Đây là nhảy vọt về chất. Hơn nữa, lão già này còn từng là bảy động. Pháp tắc đã lĩnh ngộ được thì là lĩnh ngộ được, sẽ không vì cảnh giới rớt xuống mà biến mất. Bảy đạo pháp tắc đồng thời lưu truyền. Chiến lực của lão già này không phải tầm thường, Chu Hằng hít sâu một hơi, chân quân năm động hơn nữa còn là rớt xuống từ cấp bậc bảy động, đáng để cho hắn đối phó toàn lực, ong. Vòng thiên hà mở ra, ngay cả chân quân năm động cũng phải hơi khựng lại. Chu Hằng đã vung quyền đón đỡ, bá long quyền phối hợp pháp tắc cao tới 30 bước. Uy lực vô cùng, nên biết chỉ cần lĩnh ngộ pháp tắc đạt đến 30 bước là uy lực đã đủ để sánh với. Chân quân năm động, cộng thêm bá long quyền đạo, Chu Hằng như một con rồng thần nhào lộn. Không ngừng đánh bừa vương mẫn, Chu Hằng vẫn là thua xa trên lực lượng, lần lượt bị đánh bay. Nhưng vừa bị đánh bay hắn liền sử dụng tuệ tinh môn vượt qua không gian trở về. Làm cho chiến đấu trở nên liên tục. Căn bản không có thời gian thở một hơi, vương mẫn vừa sợ lại kỳ quấy, bản thân mình ra tay. Hắn lập tức phát hiện Chu Hằng chỉ nắm giữ hai loại pháp tác. Nhưng đối phương đều đi ra ít nhất 20 bước trên cả hai loại pháp tác này, điều này quá không thể tưởng tượng, nếu nói Chu Hằng là chuẩn hỗn độn cảnh chín động chuyển thế. Như vậy hắn không có khả năng chỉ biết hai loại pháp tắc, nhưng nếu nói hắn là người mới. Lần đầu đột phá hắc động cảnh, vậy thì làm sao lúc là hắc động hoàng đã có thể nắm giữ hai loại pháp tắc lên đến trên 20 bước, điều này tuyệt đối mâu thuẫn, bệnh thần kinh cộng thêm quái thai. Thể tổng hợp giữ thiên tài và thằng ngu mà. Không đúng, Bá Long Quyền vương mẫn ngẩn ra một hồi lập tức liền nhận ra bá long quyền đây là đạo của lão thanh long tuy rằng trên đời này không chỉ có long tộc biết dùng nhưng chỉ có long tộc mới có thể phát huy ra uy lực chân chính của bá long quyền bởi vì người ngoài không có huyết mạch long tộc bá long quyền của chu hằng uy mãnh bá đạo hoàn toàn có được chân tủy tên này là long tộc vương mẫn cảm giác đầu óc không dùng đủ không phải thần thú đều là đi con đường thể tu hay sao nhưng nhìn linh lực của chu hằng sôi trào như biển rõ ràng là linh tu mặc quái thai thật là quái thai nhìn toàn cảnh vương mẫn như đang chiếm hết thượng phong mỗi một lần giao nhau đều có thể đánh bay chu hằng nhưng chu hằng chẳng những không hề tổn thương lại còn có thể lập tức thuấn di trở về tiếp tục phát động công kích giữ dối vương mẫn có khổ tự biết trên mặt pháp tắc hắn lại không bằng chu hằng mạnh mẽ mặt ngoài không thể che giấu sự thật mỗi một đòn đánh hắn đều chịu hại tiếp tục kéo dài như thế cuối cùng hắn sẽ bại trận hắn không phải không còn bài tẩy ví dụ như bảo khí nhưng hắn dùng bảo khí chu hằng cũng sẽ dùng bảo khí bảo khí của hai bên có thể đặt ngang hàng hay sao dùng bảo khí sẽ chỉ thua nhanh hơn hắn đã sắp khóc ra một tên yêu nghiệt như thế không đi tu luyện yên lành chạy đến thái hư tinh nổi điên cái gì dương oai thì dương oai nhưng tại sao lại đụng phải hắn chứ đủ rồi ngay lúc này một tiếng nói lạnh băng nghiêm nghị vang lên giống như băng lạnh tạo thành làm cho đáy lòng mọi người đều tuôn trào hơi lạnh bái kiến thiên ấn trưởng lão mọi người đồng loạt quỳ xuống đây là đại nhân vật chân chính ở thái hư tông thiên ấn trưởng lão một trong bốn vị chân quân chín động tuy rằng thái hư tông nổi danh với đại đạo không gian nhưng thiên ấn trưởng lão lại tu đường khác tu đường chính là đại đạo thủy, mấy đời trước hắn đã đạt đến chín động. Hiện tại đại đạo hệ thủy cũng đã đi ra ít nhất 70 bước, rất có khả năng ở kiếp này. Hoặc là kiếp sau sẽ nhảy vào hỗn độn cảnh, thiên ấn trưởng lão là chấp pháp trưởng lão. Quản lý pháp quy toàn bộ thái hư tinh vực, là người thiết diện vô tư. Đúng là người gặp người sợ, đương nhiên thân phận vị đại nhân vật này quá cao người bình thường muốn gặp cũng không thấy được hắn không ngờ lần này lại kinh động cả thiên ấn trưởng lão thật là chuyện hiếm thấy thiên ấn trưởng lão đầy tóc bạc dáng người cao to mặc áo bào tím sắc mặt nghiêm cứng vừa nhìn là người nghiêm túc cứng nhắc hắn liếc chu hằng hỏi thiếu niên long tộc vì sao đến thái hư tinh vực ta chu hằng vươn một ngón tay lên nói đầu tiên phải nói rõ ràng một điều ta là trưởng bối của ngươi từ thiếu niên này không thích hợp cho ngươi gọi ta, lại nữa tiểu tử này thật đúng là không sợ chết. Ngay cả Thiên Ấn trưởng lão cũng dám đùa giỡn, chết không đổi tính mà. Chương 1107, vấn đề thân phận. Thiên Ấn trưởng lão nhìn Chu Hằng, như muốn nhìn thấu được Chu Hằng, theo hắn thấy. Thiếu niên này có huyết mạch long tộc sâu đậm, thể chất vô cùng mạnh mẽ. Hơn nữa còn linh tu càng thêm kinh người. Trên hai nhánh đại đạo đều đi ra được 20 bước và 30 bước như vậy đã đủ kinh thế hãi tục rồi chỉ dùng phép cộng trừ đơn giản trên pháp tác chu hằng đã đạt đến tiêu chuẩn chín động đương nhiên là tiêu chuẩn thấp nhất nhưng cố tình hắn lại chỉ là hắc động hoàng nhân tài như vậy ngay cả thiên ấn trưởng lão cũng có ý yêu quý nếu không phải chu hằng có huyết mạch long tộc vừa nhìn là rõ ràng hắn cũng muốn thu làm đồ đệ bởi vì yêu tài hắn mới ngoại lệ không nổi giận mà chỉ nói đừng nên nói bậy bạ người trẻ tuổi, ngươi có thiên phú phi phàm, Thành tựu tương lai không thể lường, phải đi cho vững bước, từng bước từng bước một. Phải tránh tâm tình nóng vội, mặc dù lời này là giọng dạy dỗ. Nhưng ý tiếp tài quá rõ ràng, Chu Hằng cũng cảm thấy lão nhân này đáng tôn kính. Đáng tiếc hắn thật không thể cúi đầu được, hắn vừa cúi đầu. Bối phận còn không hoàn toàn rối loạn. Hắn mỉm cười, nói, nếu thiên ấn trưởng lão đã đến vậy mời thay ta truyền báo hoặc thiên sư tỷ cứ nói chu hằng đã đến thiên ấn trưởng lão biến xác cái tên này dám gọi tông chủ đại nhân của bọn họ là sư tỷ đây là tội lớn hoặc thiên vốn làm truyền kỳ sau khi biến mất trăm vạn năm mạnh mẽ trở về càng trở thành thiên hạ đệ nhất thánh từ trên xuống dưới thái hư tông có ai không tôn sùng nàng là thần linh trí cao vô thượng thậm chí thanh thế còn vượt qua thái hư thánh nhân năm xưa tiểu tử này lại dám chiếm tiện nghi của Hoặc Thiên, người trẻ tuổi, niệm tình ngươi còn trẻ vô tri tự vả miệng 30 cái. Tha cho ngươi lần này." Thiên ấn trưởng lão lạnh lùng nói, như vậy đã tuyệt đối là ban ơn ngoài. Phép bằng không lập tức xử tử trước đám đông cũng không quá đáng. Ai bảo ngươi chạy đến địa bàn Thái hư tông chiếm tiện nghi của tông chủ người ta? Có giết cả trăm lần cũng không có ai kêu oan. Hừ, không thể bỏ qua như thế lại một lão nhân bước tới cũng mái tóc bạc trắng nhưng sắc mặt đỏ hồng lại phối hợp áo bào đỏ rực ngay cả làn da cùng quần áo cũng không phân biệt được bái kiến hòa tâm trưởng lão mọi người lại bái lạy đó cũng là một trong bốn đại trưởng lão thái hư tông hơn nữa còn tu đại đạo hỏa thực lực gần bằng thiên ấn trưởng lão nhưng bởi vì phe phái khác biệt cũng như đại đạo mà bọn họ tu luyện nước lửa không dung hòa thiên ấn người nắm giữ trách nhiệm hành pháp làm sao có thể làm việc thiên tư gian dối buông thả cho ác đồ dám nói xấu tông chủ người muốn khinh tổ hay sao hòa tâm trưởng lão lạnh lùng nói cái gán tội này hơi lớn nếu thật gán vào vậy thanh danh của thiên ấn trưởng lão sẽ hoàn toàn bị phá hỏng thiên ấn trưởng lão nhìn hòa tâm trưởng lão từng đạo xương trắng đột nhiên xuất hiện ngừng kết xung quanh người hòa tâm trưởng lão tạo thành trời băng đất tuyết nhưng không thể xâm nhập tới gần hòa tâm trưởng lão trong vòng 10 trượng. Người này hẳn là tộc nhân cực trọng yếu ở Long Tộc. Ngày sau có cơ hội trở thành hỗn độn cảnh thứ ba của Long Tộc. Người muốn hoàn toàn trở mặt với Long Tộc cứ việc ra tay. Thiên ấn trưởng lão nhàn nhạt nói, hòa tâm trưởng lão phất tay, ngọn lửa cuốn xung quanh. Băng xương xung quanh liền hóa thành hơi nước biến sạch, hắn cười lạnh không thôi, nói buồn cười chẳng lẽ chỉ bởi vì long tộc mạnh mẽ vậy là mặc cho hắn nói xấu tông chủ đại nhân thiên ấn trưởng lão đột nhiên lộ rõ giận dữ hòa tâm trưởng lão chỉ dám làm ngông vào lúc này lúc trước khi thái hư thánh nhân ngã xuống hoặc thiên cùng hồng nguyệt trước sau biến mất khi đó thái hư tông dám khiêu chiến long tộc hay sao long tộc luôn luôn kiêu ngạo nhưng không có vì thánh nhân ngã xuống hoặc thiên hồng nguyệt biến mất mà có gì khác thường với thái hư tông Hiện tại, Hoặc Thiên trở về, Thái Hư Tông mạnh lên, liền quay sang ức hiếp Long Tộc. Vậy còn nói được, nên biết rằng bốn đại thần thú nhiều thế hệ chấn thủ ma hải. Bỏ ra không biết bao nhiêu máu tươi cùng sinh mệnh. Ngay cả Hoặc Thiên cũng phải tương đối tôn trọng, người lại khích bác ly gián. Vậy không phải là tiểu nhân hay sao, hơn nữa. Nếu quả thật Thái Hư Tông muốn khai chiến toàn diện với Long Tộc. Khẳng định kết quả sẽ là hai bên cùng xong đời Long Tộc diệt Thái Hư Tông trước. Sau đó Hoặc Thiên lại diệt tộc Long tộc trên chiến lực đỉnh cao. Thần thú mạnh hơn loài người rất nhiều, chỉ là số lượng cường giả hắc động cảnh đã không cùng một tầng thứ liên quan đến hai thế lực. Lớn, đương nhiên phải xử lý thận trọng, nhưng Hòa Tâm trưởng lão vì tranh đấu phe phái, lại muốn nắm lấy điểm này tiến hành công kích, không cố kỵ tới khả năng sẽ sinh ra hậu quả nghiêm trọng vì tư lợi mà không để ý đại cục tầm nhìn hạn hẹp thiên ấn trưởng lão bình luận trong lòng, nhưng hắn là chấp pháp trưởng lão. Nhất định phải phục chúng, nếu không làm sao nắm quyền chấp pháp. Hắn ho khan, nói, chu hằng, bó tay chịu trói đợi sau khi thông báo tổ long đại nhân. Sẽ tiếp tục xử lý. Chậm đã, chu hằng giơ tay cản lại, mỉm cười tươi giói, nói. Làm gì mà phức tạp như thế, các ngươi chỉ cần cho ta gặp hoặc thiên. Không phải vấn đề gì cũng sẽ được giải quyết hay sao? làm can thiên ấn trưởng lão cùng hòa tâm trưởng lão đồng thời quát mắng dám gọi thẳng tên họ của tông chủ đại nhân quá vô lễ thiên ấn trưởng lão thở dài tuy rằng hắn rất yêu tài nhưng tên tài này thật là quá sằng bậy làm hắn muốn bảo hộ cũng không được thôi cứ trực tiếp bắt lại xem lão thanh long nói như thế nào nể mặt long tộc khẳng định sẽ không giết kẻ này nhưng cũng phải trả giá một chút hắn vung tay lên Chu Hằng liền bị đóng băng, không có một chút sức chống cự, chín động. Hơn nữa còn là chuẩn hỗn độn cảnh đạt tới 70 bước. Chu Hằng căn bản không thể tưởng tượng được thực lực cỡ này, quá mạnh, Chu Hằng thầm nhủ. Trước đó hắn cảm thấy chín động cũng chỉ là thế thôi, có thêm mấy cái hố đen. Tích lũy linh lực nhiều hơn một chút, lĩnh ngộ pháp tắc cũng chỉ có thế. Nhưng sự thật chứng minh, hắn sai lầm quá lớn, đóng băng này tối thiểu là 70 bước pháp tắc hắn có dùng pháp tác hỏa diễm mạnh nhất trước mắt cũng không thể nào đánh thủng được có lẽ có thể chậm rãi đốt tan chảy nhưng xem chừng mấy năm cũng chưa chắc làm xong hiện tại liên hệ với lão thanh long xem hắn nói như thế nào thiên ấn trưởng lão sợ sau khi bắt giam chu hằng hòa tâm trưởng lão lại động tay chân gì liền trực tiếp lấy ra tài liệu thành lập pháp trận đưa tin xuyên tinh hệ bởi vì chỉ cần truyền phát âm thanh cùng hình ảnh trả giá không lớn thiên ấn trưởng lão lại là chuẩn hỗn độn cảnh chút của cải này cũng phá bỏ được con lừa đen đứng nhìn một bên không khỏi chảy nước miếng ròng ròng trong lòng mắng to lãng phí phải đi nói với lão thanh long còn không đi bộ được sao làm gì lại lãng phí tài liệu đỉnh cấp như thế hòa tâm trưởng lão hừ một tiếng nhưng cũng không nói gì thêm hắn nhất định phải nắm lấy cơ hội này đà kích thiên ấn trưởng lão tuy rằng không có khả năng vì vậy mà đẩy đối phương ra khỏi vị trí chấp pháp trưởng lão nhưng cũng phải làm danh vọng của đối phương giảm mạnh không bao lâu pháp trận thông tin xây xong thiên ấn trưởng lão khởi động trận pháp lập tức liên hệ tới long tộc bởi vì thân phận của thiên ấn trưởng lão bên phía long tộc không dám sơ xuất lập tức liên hệ tới nhị tổ chỉ một lúc sau hình ảnh nhị tổ hiện ra trên truyền tống trận nói thiên ấn trưởng lão Tổ Long đại nhân đang bế quan, ngài có chuyện gì cứ nói với ta. Nhị tổ đại nhân, chỗ ta có một tiểu tử Long tộc các ngươi, hắn. Thiên ấn trưởng lão nói chuyện Chu Hằng làm ác một lần, sau đó dừng lại nhìn nhị tổ, có ý là Các ngươi xem làm sao, vẻ mặt nhị tổ cổ quái. Bộ dạng như muốn cười lại mạnh mẽ nhịn xuống ngay cả thần thú cũng biết Chu Hằng là sư đệ của Hoặc Thiên, thế nào mà Thái Hư Tông lại không hay biết gì? lần này đúng là lũ lụt miếu long vương mà ngẫm lại hoặc thiên vì chu hằng mà tát mặt tân thánh nhân mấy lão già các ngươi lại dám ngược đãi chu hằng vậy không phải tự tìm vào mặt hay sao thật là mong chờ thật là muốn đến tận mặt nhìn xem nhưng nghĩ tới hoặc thiên đáng sợ nhị tổ quyết đoán từ bỏ ý nghĩ này thiên ấn trưởng lão chẳng lẽ ngài không biết hoặc thiên đại nhân quả thật có một sư đệ hay sao nhị tổ dùng ánh mắt đồng tình nhìn thiên ấn trưởng lão nói bậy bạ nếu tông chủ đại nhân thật có một sư đệ bọn họ làm sao lại không biết cho được nhưng đối phương là nhị tổ long tộc mà có đáng lại đi nói lời dối trá chọc cái là thủng ngay như thế này hay không vậy còn có một loại khả năng đó là chu hằng đi khắp nơi nói hắn là sư đệ của hoặc thiên nói đến ngay cả long tộc cũng tin hòa tâm trưởng lão hừ một tiếng nói chúng ta không có dễ bị lừa như thế ngay cả có vị trưởng bối như vậy mà cũng không biết hay sao nhị tổ long tộc dùng ánh mắt chán ghét liếc hắn hòa tâm trưởng lão này chính là tiểu nhân tiêu chuẩn trước kia khi thái hư nhất mạch yếu thế hắn lại như chó vẫy đuôi hiện tại thái hư tông mạnh lên hắn lập tức kiêu ngạo vênh váo theo khó trách tuy rằng thiên phú người này kiệt xuất nhưng mười mấy đời rồi mà vẫn không nhảy vào hỗn độn cành lòng dạ không rộng rãi quyết định kết cục nhỏ khó thành châu báu được hắn nhìn sang thiên ấn trưởng lão nói chuyện này các người hỏi thử hoặc thiên đại nhân một chút thì chẳng phải sẽ biết là đúng hay sai lập tức sẽ có trả lời nhưng mà thiên ấn trưởng lão cho ngài một lời khuyên có một số chuyện thà rằng tin là có đúng không được rồi người này không liên quan gì tới long tộc ta muốn giết muốn chém tùy các người nói xong nhị tổ long tộc quyết đoán đóng pháp trận thông tin dựa vào vậy là mặc kệ trong lòng hòa tâm trưởng lão toát ra vài phần lo lắng nhưng nếu nói chu hằng là đồ đệ của thái hư thánh nhân sư đệ của hoặc thiên hắn tuyệt đối không tin hắn là người cũ ở thái hư tông lại còn sống mười mấy đời thái hư thánh nhân có đồ đệ thứ ba hay không chẳng lẽ hắn còn không biết giả nhất định là giả sắc mặt hắn nghiêm lại nói nếu nhị tổ long tộc đã nói người này không liên quan tới long tộc vậy còn cân nhắc cái gì giết để cảnh cáo thiên hạ. Chậm đã, thiên ấn trưởng lão chặn hòa tâm trưởng lão lại. Việc này, tốt nhất là nên hỏi tông chủ đại nhân chứng thực xem. Người điên rồi, dùng loại chuyện hoang đường này đi quấy giày tông chủ đại nhân. Hòa tâm trưởng lão lập tức nổi giận, tràn đầy vẻ nịnh bợ. Một mình ta bẩm báo riêng, không có liên quan tới ngươi. Thiên ấn trưởng lão lạnh lùng nói. Hắn tin tưởng đường đường nhị tổ long tộc sẽ không thể nói đùa trên chuyện này. Hơn nữa, nó còn liên quan tới vận mệnh một con cháu long tộc kiệt xuất. Ngươi tùy tiện, hỏa tâm trưởng lão nhìn Chu Hằng phong ấn trong khối băng, sát khí tràn ra. Hắn hoàn toàn không tin lời nhị tổ long tộc đã nói thái hư thánh nhân có đồ đệ thứ ba. Bọn họ không biết, người ngoài làm sao biết, nói chơi gì thế, hắn muốn xóa sổ Chu Hằng. Sau đó thỉnh công trước mặt hoặc thiên, hùng hổ trách mắng thiên ấn trưởng lão. Thừa cơ giành lấy đại quyền chấp pháp vào tay chương 1108, xác nhận. Hòa tâm trưởng lão vung một trường, băng đóng trên người trên thân Chu Hằng lập tức hóa giải. Tu vi của hắn không kém gì thiên ấn trưởng lão. Muốn hóa giải giam cầm này tự nhiên không thành vấn đề. Tiểu bối, hiện tại ngay cả long tộc cũng không dám bảo đảm ngươi, ngươi còn gì để nói. Lão già này chỉ cho là nhị tổ không thừa nhận thân phận của Chu Hằng là bởi nhị tổ sợ rắc rối dù sao lại chuyện giả mạo sư đệ của hoặc thiên thánh nhân có thể lớn có thể nhỏ vì thế sợ đắc tội một vị thánh nhân long tộc lựa chọn vứt chốt giữ xe dứt khoát không thừa nhận tộc nhân này theo hòa tâm trưởng lão nghĩ đây mới là cách giải thích hợp lý nhất cái gì sư đệ thánh nhân ngươi đang đùa hả? hắn là người cũng mười mấy kiếp ở thái hư tông thái hư thánh nhân có đồ đệ thứ ba hay không hoặc thiên có sư đệ hay không, hắn lại không biết, chu hằng giãn gân cốt một chút. Tuy rằng thiên ấn trưởng lão không nặng tay, nhưng dù sao cũng là bị đóng băng. Làm sao mà thoải mái được? Hắn cười nhìn hòa tâm trưởng lão, nói, lão già. Người phải nên học tập tư thế quỳ lại tổ sư ra, tư thế không đúng. Ta sẽ không vừa lòng, tiểu tử khốn kiếp này, hòa tâm trưởng lão thật không nói được gì làm sao trên đời này lại có kẻ cần mẫn đi giả mạo trưởng bối người khác như thế. Rốt cuộc là tên này cố chấp hay đầu óc chạm mạch đối mặt với ngu si như thế. Hòa tâm trưởng lão cũng mất hứng thú nói nhảm. Hắn chỉ chờ thiên ấn trưởng lão bị tông chủ đại nhân mắng cho một trận. Lại giết ngay Chu Hằng tại chỗ, để cho thiên ấn trưởng lão càng thêm chịu tội, như vậy. Đối phương mất hết mặt mũi, về sau còn tranh quyền với hắn là khí thế đã yếu mất ba phần, Chu hằng, chỉ là một tiểu nhân vật. Chỉ là một đạo cụ mà thôi, sắc mặt thiên ấn trưởng lão đột nhiên đại biến. Hắn đã kết nối thành công với hoặc thiên, nhưng lại nhận được tin tức làm hắn kinh hồn bạt vía. Không khỏi nhìn sang chu hằng, sắc mặt đương nhiên không dễ coi, ha ha. Bị tông chủ đại nhân mắng một chặp rồi chứ gì, tên ngu đần này, hòa tâm trưởng lão mừng muốn. Chết thế nào mà thiên ấn trưởng lão lại đi tin chu hằng nói bậy nói bạ còn bị nhị tổ long tộc xúi dục đi hỏi tông chủ đại nhân chứng thực. Vậy không phải ngu đần hay sao, hắn giơ cao tay phải. Lực lượng hùng hồn đã tích tụ sẵn, lực lượng của hắn đủ để chấn chu hằng thành mảnh vụn. Lại dùng pháp tác hỏa diễm đốt thành hư vô, như là chưa từng tồn tại, bịch một cái. Thiên ấn trưởng lão quỳ xuống, ngay từ đầu hòa tâm trưởng lão còn tưởng hắn bị hoặc thiên mắng. Cho kinh hồn vỡ mật đứng cũng không vững, nhưng hắn liền lập tức phát hiện không đúng bởi vì thiên ấn trưởng lão là quỳ xuống trước chu hằng hạt chuyện gì thế đệ tử thiên ấn bái kiến chu tổ sư gia hòa tâm trưởng lão cung kính dập đầu giọng kinh hoàng sợ hãi hắn đã được chính miệng hoặc thiên xác nhận phụt hòa tâm trưởng lão liền phun ra phản ứng đầu tiên của hắn đương nhiên là hòa tâm trưởng lão điên rồi rõ ràng bị tông chủ đại nhân mắng cho một trận lại còn dùng phương pháp này để vãn hồi thể diện, nhưng hắn lập tức hiểu được điều này không thể. Nào, đường đường cường giả chuẩn hỗn độn cảnh làm sao cũng không cần dùng phương pháp mà ngay. Sau chọc thủng ngay để làm mình tạm thời không mất mặt. Nên biết thân phận của hắn cao cỡ nào ở Thái Hư Tông. Hắn vừa quỳ là đại biểu cho thái độ của toàn Thái Hư Tông đến lúc đó. Ngay cả Hoặc Thiên cũng không tha cho hắn, nhưng Thiên ấn trưởng lão vẫn quỳ xuống. Có nghĩa là Chu Hằng không nói dối. Nhị tổ long tộc cũng không nói bậy, sao lại thế được, nhưng thiên ấn trưởng lão đã xác nhận với. Tông chủ đại nhân, người khác có thể bị điên, nhưng tông chủ đại nhân có thế hay sao? Đó là tồn tại còn hùng mạnh hơn thánh nhân đời trước. Thiên hạ đệ nhất thánh đó, hòa tâm trưởng lão vốn giơ tay lên thật cao. Chuẩn bị đánh ra đành lúng túng chuyển sang vò đầu. Trong nhất thời không biết phản ứng theo nào bản năng của hắn không muốn quỳ xuống trước chu hằng hắn vẫn không muốn tin nhưng trong lòng lại có một tiếng nói đang nói cho hắn biết đây là sự thật những người khác cũng trợn mắt cứng lưỡi nháo cả buổi chu hằng lại thật là tổ sư gia thái hư tông bọn họ sư đệ của tông chủ đại nhân bọn họ không phải là hòa tâm trưởng lão thấy thiên ấn trưởng lão cũng quỳ xuống vội vàng đi ra quỳ xuống còn như nguyên tâm lại xấu hổ đến đỏ hết cả mặt chu hằng không nói sai hắn nếu xưng huynh gọi đệ với chu hằng quả thật là khinh sư diệt tổ mà ở trong một tông môn để ý nhất là bối phận điều này tuyệt đối không được rối loạn chu hằng liếc hòa tâm trưởng lão ho khan một tiếng lấy ra hắc kiếm thánh kiếm hắc ảnh kiếm hòa tâm trưởng lão cùng thiên ấn trưởng lão đồng thời kinh hô có lẽ những người khác chưa thấy qua hắc kiếm nhưng bọn họ là người ở thái hư tông mấy kiếp làm sao không nhận ra được thanh thánh khí mà thái hư thánh nhân sử dụng như vậy. Thân phận của Chu Hằng được xác nhận tuyệt đối, bịch. Hòa tâm trưởng lão cũng quỳ xuống, chỉ là trong lòng lão già này vẫn còn đang nén giận. Người rõ ràng mang theo thánh kiếm. Làm gì không sớm lấy ra đây, hắn đúng là xong chuyện mới phán như thánh. Nếu Chu Hằng sớm lấy ra hắc kiếm, khẳng định hắn sẽ nghĩ là Chu Hằng trùng hợp nhặt được hắc kiếm bởi vì năm đó trận chiến nam thánh ngã xuống bùng nổ ở chỗ nào căn bản không có người biết cho nên hắc ảnh kiếm được coi như thánh kiếm tượng trưng của thái hư tông vẫn mãi không được thu hồi trên thực tế nếu như chu hằng không gặp được hoặc thiên hắn quả thật chỉ là một dã nhân bái thêm mấy cái bái thêm mấy cái con lừa đen vọt ra lư đại gia bị các ngươi dọa sợ không nhẹ không dập đầu thêm mấy cái sao mà được con lừa đê tiện này phát hiện tình huống không đúng liền. Bỏ chạy cực nhanh, thường nói quân tử không đứng trước tường đổ. Con lừa đen dù không dính dáng gì với quân tử, nhưng năng lực bỏ chạy lại tuyệt đối siêu hạng mãi đến giờ chuyện đã sáng tỏ. Nó mới chạy trở ra, có thể dở trò uy phong tổ sư ra. Thiên ấn trưởng lão mời đứng lên, nguyên tâm, huynh, mời đứng lên. Chu Hằng chỉ đỡ hai người lên, rồi nói những người khác thì quỳ thêm một hồi đi nguyên tâm nghe chữ huynh này thiếu chút hôn mê hắn nếu thật làm huynh trưởng của chu hằng không phải sẽ ngang hàng với hoặc thiên còn không phải muốn chết hay sao ha ha chỉ đùa thôi nguyên tâm đừng để ý chu hằng cười nói nguyên tâm dùng ánh mắt ai oán nhìn chu hằng chỉ là ai bảo hiện giờ bối phận của chu hằng cao đến kinh người hắn có muốn oán trách cũng không có tư cách chỉ có thể cúi đầu như nàng vợ bé nhỏ thiên ấn trưởng lão mời dẫn ta đi gặp sư tỷ chu hằng nói với thiên ấn trưởng lão tuân dụ thiên ấn trưởng lão cung kính thưa tuy rằng tu vi của hắn mạnh hơn chu hằng không biết bao nhiêu lần nhưng có bối phận đè xuống dù hắn có bước vào hỗn độn cảnh cũng phải thành thật cung kính trước mặt chu hằng trừ khi hắn không muốn ở trong thái hư tông nữa thiên ấn trưởng lão dẫn chu hằng cùng con lừa đen rời đi đám người hòa tâm trưởng lão thì căn bản không dám đứng lên mỗi người đều toát đầy mồ hôi lạnh bởi vì tính tình tông chủ đại nhân của bọn họ hiện tại không nói là tốt tuy rằng bình thường căn bản không để ý chuyện vặt trong tông môn nhưng người là là thiên hạ đệ nhất thánh năm đó đã được chúng thần thú gọi là đệ nhất nhân vật không thể chọc tới lăng phi thì có chút không nắm chắc hắn căn bản không phải đệ tử thái hư tông mà vừa rồi bị dọa cũng quỳ xuống theo bây giờ tiếp tục quỳ hay là đứng lên đây, sớm biệt thế hắn phải nên lập tức chạy ra ôm chân chu. Hằng, liều chết cũng phải bám dính theo. Vậy sau này hắn liền phát đạt rồi, hắn tiếp than không thôi. Vì mình lãng phí cơ hội bằng trời mà hối hận muốn vào mặt mình, chu. Hằng đi theo thiên ấn trưởng lão đến một ngọn núi cao, nơi này đá mọc lung tung. Hùng vĩ tráng lệ, trên đỉnh núi có một tòa cung điện trôi nổi đây là vị trí tông môn thái hư tông, trên đường có thiên ấn trưởng lão dẫn trước. Tự nhiên không bị ngăn cản, nhanh chóng đi tới trước một tòa cung điện hoa lệ. Ngoài cửa đại điện có tám nữ hầu thủ vệ. Nhìn thấy thiên ấn trưởng lão đi đến cũng không nể mặt, đồng loạt đưa tay ra, quát. Người đến dừng bước, tám vị tiên cơ, đây là chu tổ sư gia, sư đệ của tông chủ đại nhân. Đến đây xin gặp tông chủ đại nhân. Thiên ấn trưởng lão không dám sơ suất vội nghiêm mặt nói tám nữ nhân này dù cũng chỉ là hắc động vương nhưng các nàng chính là cận thị của hoặc thiên địa vị vượt xa tu vi chờ ở đây ta đi vào bẩm báo tông chủ đại nhân một thị cơ nói để hắn vào đi ngay lúc này giọng nói lành lạnh nhưng ngọt ngào của hoặc thiên truyền tới truyền rõ ràng vào tay mỗi người chu hằng cười hắc hắc sải bước đi tới xuyên qua tám cơ thị đi vào cung điện con lừa đen cũng muốn đi qua lại một bị một thị cơ nắm đuôi chỉ có thể đạp bước tại chỗ tông chủ đại nhân chỉ nói để một mình chu tổ sư ra đi vào thị cơ kia lạnh lùng nói hứ nói như là bổn tọa rất muốn gặp đại ma nữ kia vậy không đi càng tốt con lừa đen hừ một tiếng ngạo kiều nói người nói cái gì thị cơ kia giận dữ con yêu thú đẳng cấp thấp này dám nhục mạ tông chủ đại nhân tỷ tỷ vừa rồi tỷ nắm đuôi của lư đại gia thật thoải mái thêm lần nữa được không? con lừa đen đột nhiên mặt dày nói biến biến thái à thị cơ kia sợ đến run run lập tức đạp thẳng vào con lừa đen a à. con lừa đen kêu thảm một tiếng đã bị đá bay đụng vào cột đá két một tiếng tuột xuống miệng sùi bọt mép chu hằng đi vào cung điện một đường có tiếng nói của Hoặc thiên chỉ dẫn xuyên qua mấy con đường cuối cùng hắn gặp được vị thiên nữ tuyệt thế ở trong hoa viên hoặc thiên đang ngồi dưới một gốc đào lớn một thân váy hồng hai chân trở cùng một tính cách với hồng nguyệt không tệ tiến bộ rất nhanh lại hình thành một nghìn sao chối cũng trưởng thành hai cái hố đen có hy vọng trong vòng trăm năm sông lên hỗn độn cảnh hoặc thiên nhìn hắn một cái dùng giọng khẳng định bình luận trăm năm đột phá hỗn độn cảnh vậy thì quá chậm chu hằng ho khan nói có chuyện này ta muốn làm rõ với nàng, hắn kể lại chuyện Hồng Nguyệt. Trọng điểm là là đối phương bị thiên mệnh chân quân dùng thủ đoạn kỳ dị mê hoặc sau khi nghe. Xong, hoặc thiên im lặng hồi lâu, mới nói. Sư huynh của ta vốn có thiên phú võ đạo không kém gì ta. Nếu hắn tập trung tâm tư vào kỳ môn này. Nói không chừng quả thật có năng lực đó, chu hằng mừng rỡ. Hoặc thiên có thể tiếp nhận luận điểm này. Vậy đã thiết lập được cơ sở để sửa án cho Hồng Nguyệt nhưng mà, làm sao ngươi biết được? Hoặc thiên đột nhiên chuyển giọng nhìn vào Chu Hằng. Người đã gặp cô ta. Hình như, quan hệ còn rất gần, nào chỉ là gần, ngay cả mạng người cũng làm thành rồi. chương 1109, người chết mà sống lại. Chu Hằng gãi đầu, nhảy lên, ngồi bên cạnh Hoặc Thiên, Hoặc Thiên khẽ trao mày. Dường như không quen bị hắn tới gần như thế, nhưng Chu Hằng lại bá đạo vòng tay ôm lấy vai thon của nàng làm nàng không thể thả người chạy đi đương nhiên đường đường thánh nhân nếu muốn đánh văng chu hằng ôm ấp là chuyện quá dễ dàng chỉ xem có muốn hay không thôi hứa với ta trước khi nghe xong không được nổi giận chu hằng nói hoặc thiên chừng hắn không đồng ý cũng không lắc đầu chỉ nói nói chu hằng nhìn vào mắt nàng đột nhiên cúi đầu hôn xuống ưm hoặc thiên lập tức tay chân cứng ngắc trong ánh mắt tràn đầy tinh tú say truyền trên người nàng tuôn trào khí tức mạnh mẽ mà không ổn định. Chỉ cần có một cái không khống chế được. Phá hủy cả thái hư tinh cũng không thành vấn đề, hôn ít nhất 3 phút. Chu Hằng thế mới nhắc đầu lên, nói, như vậy, có chết cũng kiếm lời. Cái tên nhà ngươi, hoặc thiên rất là bực bội, tên khốn này nói gì thế, Chu Hằng cười hắc hắc. Bắt đầu kể lại chuyện hắn và Hồng Nguyệt quen biết, nửa phần đầu. Hoặc thiên cũng có thể đoán được, bởi vì sau đó nàng gặp Hồng Nguyệt cũng vì thế mà làm hai nàng bùng nổ xung đột cuối cùng thức tỉnh trí nhớ trở thành thánh nhân nhưng nghe được nửa đoạn sau hoặc thiên đã bắt đầu nhíu mày rõ ràng là hồng nguyệt đang kéo chu hằng xuống nước cuốn hắn vào ân oán giữa các nàng mà cuối cùng chu hằng lại ở chung với hồng nguyệt rất tốt ngay cả sư điệt của mình mà ngươi cũng xuống tay được hoặc thiên lạnh lùng nói nói cho nghiêm túc là sư điệt kia đẩy ngược lại sư thúc hắn đúng là đại nghịch bất đạo Chu Hằng thầm nhủ, cắn chặt răng. Hắn quyết định tiếp tục thẳng thắn, nói, còn có cái này, hình như Hồng Nguyệt đã mang thai. Của ngươi, hoặc thiên hỏi một câu vô nghĩa, Chu Hằng gật đầu. Hắn cảm giác được gió lốc đang ấp ủ, hoặc thiên lạnh lùng nhìn hắn, đột nhiên vung tay lên, xẹt. Một đoàn hào quang hồng nhạt lao thẳng chân trời. Chỉ một lát sau, cả vòm trời trở nên náo nhiệt, vô số ánh sáng lấp lánh tựa như đang bắn pháo hoa nhưng chu hằng lại biết đó không phải pháo hoa gì mà là đại ma đang nổi giận phất tay liền đánh nổ cả đống lớn vì sao nếu một đòn này đánh lên người mình chu hằng dùng mình ở cùng một túi thuốc nổ thật làm người ta kinh hồn bạt vía nếu các ngươi đã có cặp có đôi còn tới tìm ta làm gì hoặc thiên lạnh lùng nói giọng đã sắp đông thành băng chu hằng thật sự cảm thấy mình tội không thể tha, lại còn phải tiếp một lần tiết phủ thêm xương, nhưng không có cách nào. Nên đối mặt thì phải đối mặt. Từ lúc xuất phát hắn đã có chuẩn bị tâm lý, hắn nói. Ta cần một giọt máu thánh nhân của nàng. Ha, ha 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 ha. Hoặc thiên cười to, nhưng vẻ mặt ngày càng lạnh, nàng suy nghĩ một lúc, hỏi. Là dùng làm thuốc dưỡng thai, quả nhiên, nàng và Hồng Nguyệt là cùng một mạch. Chuyện Hồng Nguyệt biết, nàng tuyệt đối không thể không biết tới, Chu Hằng gật đầu người đã lấy được mấy loại chủ dược? Hoặc thiên lạnh lùng hỏi, ánh mắt bình tĩnh đến đáng sợ. Chỉ có một thứ, thiên địa quả. Chu Hằng thành thật nói. Thiên địa quả, làm sao ngươi lấy được? Hoặc thiên ngẩn ra, thiên địa quả hoàn toàn vô dụng với thánh nhân. Nhưng thánh nhân muốn vào vùng đất khởi nguồn thiên địa kiếm được một viên thiên địa quả. Tỷ lệ cũng vô hạn gần bằng không, nơi đó là cấm địa, cấm địa với thánh nhân cũng như ma hải vậy, không ngờ Chu Hằng có thể lấy được một trái thiên địa quả. Điều này thật là vô cùng kỳ quái. Ta gặp được một người, hẳn là hắn ở vùng đất khởi nguồn thiên địa rất lâu, hiểu rất rõ nơi đó. Là hắn nói cho ta biết tình huống ở đó. Còn nói cho ta biết tung tích một trái thiên địa quả này. Thế mới để ta lấy được một trái thiên địa quả. Chu Hằng nói, lại có người như vậy. Hoặc thiên kinh ngạc đây là chuyện mà ngay cả thánh nhân cũng không làm được hắn tên lý tử thanh chu hằng gật đầu cái gì hoặc thiên lộ ra vẻ kinh hãi dữ dội hắn gọi là gì lý tử thanh sao hả có gì không ổn chu hằng kỳ quái hỏi hình dáng của hắn thế nào hoặc thiên không trả lời mà hỏi lại tuy rằng trong lòng chu hằng kỳ quái nhưng vẫn miêu tả ra rút ra hình ảnh lý tử thanh trong đầu bày ra trước mặt hoặc thiên quả nhiên là hắn hoặc thiên nhìn hình ảnh trong ánh mắt có một tia khó hiểu cùng khiếp sợ Rốt cuộc hắn là ai? Chu Hằng hỏi, có thể làm cho thánh nhân khiếp sợ. Rốt cuộc Lý Tử Thanh này đã làm chuyện gì, hắn biết Lý Tử Thanh bất phàm, nhưng không đến mức ngay cả Hoặc Thiên cũng phải chấn động. Như vậy thật là quá không thể tưởng tượng. Sư huynh Thiên Mệnh Chân Quân của ta, tên của hắn cũng gọi là Lý Tử Thanh. Cuối cùng Hoặc Thiên cũng nói, cái gì? Chu Hằng nhảy dựng lên, nàng nói, Lý Tử Thanh này chính là Thiên Mệnh Chân Quân. Không thể nào, rõ ràng hắn đã bị nàng giết. Làm sao còn sống lại được, Lý Tử Thanh không phải hồng nguyệt, hắn chỉ là tám động. Đối mặt với Hoặc Thiên đã đi ra một nghìn bước pháp tắc, lại còn thanh thánh. Lẽ ra hoàn toàn không thể chống đỡ, một trường vỗ xuống là chết thẳng. Chết đến không thể chết hơn, làm sao mà còn có thể sống lại, hơn nữa. Hắn gặp phải Lý Tử Thanh đã là hắc động đế, đối phương còn nói, bế quan, gần 10 năm. Nếu bế quan này là chỉ chuyển thế sau khi chết. Vậy tốc độ này cũng nhanh quá đi chứ tính toán thời gian. Từ khi hoặc thiên tiến vào minh giới xử lý thiên mệnh chân quân. Đến bây giờ vừa đúng là chưa đến 10 năm tiến thời gian phù hợp. Nhưng trong vòng 10 năm liền từ phàm thai đến hắc động đế. Tốc độ như thế thì ngay cả chu hằng cùng phải chân chối nhìn theo hơn nữa. Cổ quái là dù tính thật là thiên mệnh chân quân chuyển thế tại sao hắn lại xuất hiện ở vùng đất khởi nguồn thiên địa ở trong đó chuyển thế ở trong đó điều này làm sao khiến người ta tin được đúng là hắn bộ dáng thần vận giống y như đúc hoặc thiên nói chu hằng cố gắng hồi tưởng đột nhiên biến sắc bởi vì hắn đối với lý tử thanh như vừa gặp đã quen hận không thể đối đãi chân thật coi hắn là bạn tốt sống chết nhưng rõ ràng bọn họ vừa gặp mặt hắn căn bản không hiểu rõ đối phương vì sao lại tín nhiệm lý tử thanh như thế hoặc thiên không nói hắn không cảm giác được nhưng bây giờ ngẫm lại phần tín nhiệm này quá mù quáng hồng nguyệt có nói thiên mệnh chân quân có một loại lực mê hoặc làm người ta rõ ràng mắc bẫy mà còn mờ mịt không biết nàng là thẳng đến khi bị đệ tử của mình phản bội thế mới tỉnh ngộ ra nhưng đã là trôi qua mấy chục vạn năm ngay cả hồng nguyệt là hỗn độn cảnh Lĩnh ngộ pháp tác đi ra một nghìn bước cũng thế, hắn cũng trúng chiêu, Lý Tử Thanh chính là thiên mệnh. Chân quân, thiên mệnh chân quân chính là Lý Tử Thanh cũng may. Hắn không lộ ra quan hệ giữa mình và Hồng Nguyệt, hoặc thiên, bằng không. Khó đảm bảo thiên mệnh chân quân sẽ không đột nhiên xuống tay. Làm sao hắn còn sống được? Chu Hằng nhìn Hoặc Thiên, người là Hoặc Thiên giết, cũng chỉ có Hoặc Thiên biết rõ nhất. Hắn tuyệt đối đã chết. Hoặc thiên suy nghĩ một hồi, gật đầu nói, giọng điệu cực kỳ khẳng định. Vậy là nói, thiên mệnh chân quân nắm giữ bí pháp gì, có thể chết rồi sống lại. Chu Hằng phỏng đoán, hắn đi ra từ vùng đất khởi nguồn thiên địa, ở chỗ sâu nhất. Ta cũng chưa vào nhìn, nói không chừng che giấu bí mật to lớn nào đó, trên thực tế hắn cũng không vào được, bởi vì Lý Tử Thanh nói cho hắn quy luật không gian chảy loạn chỉ giới hạn ở thiên địa quả mà thôi, không phải là trung tâm vùng đất khởi nguồn thiên địa, ma hải. Vùng đất khởi nguồn thiên địa, bên bờ thế giới, thế giới này có quá nhiều bí mật. Nếu ta có thể giết hắn một lần, đương nhiên cũng có thể giết lần thứ hai. Hoặc thiên sát khí lẫm liệt, nếu tất cả là thiên mệnh chân quân dở trò quỷ. Vậy đương nhiên là kẻ đáng giết nhất. Hai lần không được thì ba lần, ba lần không được thì bốn lần, mười lần, trăm lần ta không tin hắn có thể sống lại vô hạn, hoặc thiên vô cùng khí thế nói. Sau đó đột nhiên im lặng một lúc, nói, được. Ta có thể cho ngươi máu thánh nhân, Chu Hằng sửng sốt, hắn đã chuẩn bị trước bị từ chối. Sau đó kháng chiến lâu dài, thường nói nữ nhân cứng cỏi sợ bị quấn chân, không tin hắn không quấn ngã được nàng. Về sau làm cho thầy trò làm cho các nàng ngoan ngoãn cùng nhau gả cho hắn, nhưng không ngờ hoặc thiên đáp ứng nhanh như vậy điều này lại khiến hắn có cảm giác không ổn hoặc thiên làm việc rứt khoát nàng tiện tay phất lên mấy miếng hoa đào liền tạo thành một chiếc bình nàng cắt qua làn da máu tê chảy ra nhỏ một giọt vào trong bình ầm bầu trời bùng lên tiếng sấm nổ thánh nhân đại biểu cho ý chí thiên địa thánh nhân chảy máu đại biểu cho thiên địa bị thương hoặc thiên ném bình hoa cho chu hằng rồi nói người lập tức cút cho ta vĩnh viễn không được phép bước vào thái hư tinh một bước hoặc thiên cút chu hằng thở dài xoay người bước đi hắn tin tưởng hồng nguyệt nhất định là bị thiên mệnh chân quân mê hoặc còn hoặc thiên cũng ít nhất tám phần tin vào phán đoán này mấu chốt là theo nàng thấy trước khi nàng tha thứ cho hồng nguyệt mà chu hằng lại có chuyện vợ chồng với hồng nguyệt đây là phản bội tình cảm của nàng đây mới là nguyên nhân chân chính làm hoặc thiên tức giận chu hằng cũng thật bất đắc dĩ hắn cũng muốn trước tiên làm cho hoặc thiên và hồng nguyệt cởi bỏ thù cũ nhưng ai bảo thân thể hắn dung hợp thủy tinh tím lực hấp dẫn đối với hồng nguyệt lớn đến kinh người bởi vậy dẫn tới đẩy ngã hắn trước tiên phải đi hoặc thiên đang nổi nóng ở lại sẽ chỉ làm hoặc thiên càng thêm tức tối đúng là đáng thương vừa mới làm chu tổ sư ra một hồi lại lập tức bị đuổi ra ngoài chu hằng lắc đầu trở ra cửa cung điện gọi con lừa chúng ta đi thiên ấn trưởng lão không hiểu chuyện gì sao mà vừa đến lại đi ngay không phải là tổ sư ra hay sao thế nào mà tông chủ đại nhân không tổ chức đại hội nhập tông giới thiệu chu hằng những người khác nhưng hắn cũng không dám giữ chu hằng lại không dám đi hỏi hoặc thiên chỉ có thể trơ mắt nhìn chu hằng mở ra tuệ tinh môn chớp mắt đã đi xa mấy vạn dặm phàm là đệ tử thái hư tông ta nghe rõ từ giờ trở đi hủy bỏ thân phận đệ tử thái hư tông của Chu Hằng, Hồng Nguyệt. Lúc này, tiếng nói của Hoặc Thiên đột nhiên vang lên, nháy mắt truyền khắp thái hư tinh vực. Trường 1110, đề tiện thì vả mặt. Chuyện, chuyện gì thế này, thiên ấn trưởng lão càng thêm tròn mát. Nếu nói Chu Hằng đắc tội Hoặc Thiên, làm sao hắn còn sống đi ra ngoài được? Đường đường cường giả đệ nhất thiên hạ chẳng lẽ còn không giữ được một hắc động hoàng, nhưng vì sao mà ngay cả hồng nguyệt cũng một hơi khai trừ trong này có còn chuyện gì khác nữa không thiên ấn trưởng lão không dám nghĩ có một số việc không thể dính dáng tới tiếng nói của hoặc thiên chấn động toàn bộ thái hư tinh vực hòa tâm trưởng lão đầu tiên là ngẩn ra sau đó mừng rỡ nhảy dựng lên tiểu bối đáng chết kia dám bảo hắn quỳ xuống trước mặt mọi người lại còn phạt quỳ lâu như thế bây giờ hay rồi bị tông chủ đại nhân khai trừ khỏi tông môn hừ thù này sao có thể không báo, hắn thả ra thần thức cường giả chín động. Nhất là hắn sắp tiến vào hỗn độn cảnh, thần thức mạnh mẽ cỡ nào. Lập tức bắt được Chu Hằng ở trong không gian. Muốn chạy, hắn hừ lạnh một tiếng, cũng thi triển thuấn di không gian. Cất bước đuổi theo, Thái Hư Tông chính là đi theo đại đạo không gian. Tuy rằng hòa tâm trưởng lão đến chín động lại nghiên cứu đại đạo hỏa diễm. Nhưng hắn vẫn đi ra 15 bước đại đạo không gian thuấn di không gian tự nhiên chỉ là chuyện nhỏ vù 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 hắn điên cuồng đuổi theo tuyệt đối không thể để chu hằng trốn thoát mặc dù hắn nắm giữ pháp tắc không gian còn không bằng chu hằng nhưng hơn ở linh lực hùng hồn rất nhiều thuấn di mười mấy lần hắn vẫn đuổi kịp chu hằng cũng là bởi hiện tại chu hằng không phấn chấn tinh thần bằng không với pháp tắc không gian hai mươi bước của hắn ít nhất trước khi hao hết linh lực thì tuyệt đối không bị hòa tâm trưởng lão đuổi kịp tiểu tử, còn muốn chạy đi đâu, hòa tâm trưởng lão quát to, hắn biết Chu Hằng am hiểu pháp tác. Không gian, thậm chí còn cao hơn mình một bậc. Cho nên vừa đi lên liền dùng pháp tác hỏa diễm phong ấn không gian xung quanh. Làm cho nơi này biến thành thiên hạ của lửa, Chu Hằng không khỏi cười, nói, sao hả? Trở mặt nhanh như thế, ngay cả tổ sư ra cũng không kêu nữa, thấy Chu Hằng còn dám trêu cợt. Mình, hòa tâm trưởng lão càng thêm nổi giận tiểu tử này đã bị tông chủ đại nhân khai trừ khỏi thái hư tông còn dám chiếm tiện nghi trên miệng đúng là không biết chữ chết viết thế nào mà tiểu tử chẳng lẽ ngươi không nghe được tông chủ đại nhân đã khai trừ ngươi khỏi tông hắn quyết định muốn làm chu hằng tuyệt vọng nghe được chu hằng gật đầu hắn còn chưa rời thái hư tinh vực làm sao không nghe được tiếng của hoặc thiên chính vì điều này mới làm cảm xúc của hắn tuột dốc nhưng khi đối mặt với hòa tâm trưởng lão hắn tuyệt đối không thể biểu lộ ra tâm tình này, nói, vậy ngươi có nghe qua một câu? Lòng của nữ nhân như kim đáy biển, có ý gì? Hòa tâm trưởng lão ngẩn ra. Chuyện giữa ta và sư tỷ là chuyện giữa ta và hoặc thiên, ngươi đừng có mù quáng xen vào. Bằng không tự chịu hậu quả, Chu Hằng cảnh cáo, tâm tình của hắn hiện giờ không tốt trong lòng hòa tâm trưởng lão sững sờ. Lỡ như ngày sau hoặc thiên hối hận thì sao, hắn không khỏi trần chờ nhưng nghĩ tới mình sống mấy kiếp lại bị phạt quỳ trước mặt bao người đây là chuyện nhục nhã cỡ nào vốn không có cách nào ai bảo bối phận chu hằng cao hơn kia chứ nhưng bây giờ chu hằng lại bị hoặc thiên đánh văng khỏi đài cao đây chính là cơ hội báo thù tốt nhất dù có là ngày sau hoặc thiên đổi ý hắn cũng không sai mà ai bảo là hoặc thiên đá chu hằng ra khỏi môn hạ trước hắn đối phó một người ngoài làm thịt chặt chém cắt thành 17-18 mảnh thì sao, nghĩ tới đây, sát niệm của hắn lại tuôn ra. Hùng tợn trừng chu hằng, một tay giơ lên, cao hơn đỉnh đầu, động tác của hắn rất chậm. Chính là muốn làm chu hằng chậm rãi cảm nhận tử vong đến gần. Chu tiểu tử, tình huống của chúng ta không ổn. Con lừa đen kề gần chu hằng nói nhỏ. Chỉ có liều mạng thôi. Chu hằng nói, có chút đau lòng nhìn bình, hoa trong tay bên trong chứa một giọt máu của Hoặc Thiên, đây là máu thánh nhân, một khi mở ra. Uy lực long trời lở đất, nhưng dùng xong sẽ không còn. Hắn lại không thể nào mặt dày mày dạn đi xin Hoặc Thiên lần nữa, cho nên không đến bất đắc dĩ. Hắn không muốn đi đến bước nấy ha 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 ha. Nhìn bộ dáng bất đắc dĩ của Chu Hằng, hòa tâm trưởng lão cảm giác cả người thoải mái. Tâm tình sung sướng tột đỉnh, Chu Hằng nắm chặt bình hoa hắn có thể bóp vỡ cánh hoa bất cứ lúc nào ném ra máu thánh nhân chết ánh mắt hòa tâm trưởng lão chợt lóe hung dữ bàn tay giơ cao liền muốn giáng xuống ông ngay lúc này một đạo ý chí khủng bố tột đỉnh đột nhiên phủ xuống dù cho hòa tâm trưởng lão là chuẩn hỗn độn cảnh thì sao lập tức lạnh run trước mặt cổ ý chí này giống như con thỏ khi đối mặt với sư tử bóng hình duyên dáng của hoặc thiên hiện ra Nàng Liếc Hòa Tâm trưởng lão nói cốt. Vâng, 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 Hòa Tâm trưởng lão vội vàng không ngừng gật đầu, tông chủ đại nhân cũng đích thân đến. Điều này đại biểu cho cái gì? Giữa Chu Hằng và Hoặc Thiên, có thể không chỉ đơn giản là sư tỷ đệ, vừa nãy khai trừ Chu Hằng khỏi tông, quay đầu lại tự mình ra cứu, cái này hoàn toàn là giận dỗi giữa tình nhân mà, Hòa Tâm trưởng lão khóc không ra nước mắt, sao mà hắn xui xẻo như thế chứ? hắn giở tay lên thật cao lại phải lúng túng hạ xuống vào đầu chờ đã đột nhiên chu hằng lên tiếng hòa tâm trưởng lão vội vàng dừng chân bây giờ chu hằng đã bị khai trừ khỏi tông nhưng nói địa vị thì lại cao hơn trước cả đoạn hắn không dám không nghe bốp chu hằng vung tay giáng xuống một cái tát đánh thẳng vào mặt hòa tâm trưởng lão nhếch mép cười nói bây giờ ngươi đi được rồi hắn không phải hạng người dễ tính trước đó tuy rằng hòa tâm trưởng lão hùng hồ bức ép, nhưng còn có thể nói là bảo vệ tôn nghiêm thái hư tông. Nhưng vừa rồi triển khai đuổi giết hắn, vậy chỉ có thể nói là lão già này tâm tính hẹp hòi. Trừng mắt tất báo, người muốn giết ta, ta chỉ đánh ngươi một cái tát. Vậy đã là nhân từ rồi, hòa tâm trưởng lão không dám rên một tiếng. Thậm chí còn không dám phát ra lòng căm hận, đây là vị hôn phu tương lai của tông chủ đại nhân hắn có mấy lá gan mà ghi hận trong lòng đợi hòa tâm trưởng lão thuấn di rời đi chu hằng lại mỉm cười nói ta biết nàng sẽ không ngồi xem mặc con lừa đen ở bên cạnh trợn trắng tiểu tử này đúng là biết nói bậy bạ vừa rồi đã sắp liều mạng cá chết lưới rách hừ ta chỉ là không muốn để máu thánh của ta lãng phí không công mà thôi hoặc thiên nói chắp tay đứng thẳng váy dài bay bay chân trần như ngọc tỏa ra vầng sáng mê người chu hằng biết nàng cứng miệng mềm lòng có thể xuất hiện giúp hắn giải quyết nguy cơ nói rõ thần ý của hoặc thiên luôn luôn chú ý hắn chỉ là chuyện hồng nguyệt mang thai kích thích thật sự quá lớn làm nàng nhất thời tuyệt đối không thể tha thứ chu hằng cút đi hoặc thiên phất tay thân hình lóe lên đã không thấy bóng chu hằng nhìn thái hư tinh đằng xa có xúc động muốn lập tức chạy về gặp lại hoặc thiên kể ra hắn tưởng nhớ nàng thế nào nhưng hắn mạnh mẽ kiềm sóng, hiện tại đi qua sẽ chỉ bị đóng cửa không đón, trước tiên đi một. Vòng quanh tinh vực bốn đại thần thú, lấy đủ chủ dược thuốc dưỡng thai này. Sau đó một lòng tu luyện, mau chóng đạt tới chín động, nghĩ cách hình thành hố đen thứ 10. Đột phá hỗn độn cảnh, thiên mệnh chân quân sống lại làm hắn xuất hiện nguy cơ mãnh liệt. Người bình thường bị thánh nhân giết còn có thể sống lại hay sao? Con lừa, ngươi nói ngươi có một loại cảm giác chán ghét cùng sợ hãi đối với Lý Tử Thanh. Đột nhiên Chu Hằng nhớ tới con lừa đen đánh giá Lý Tử Thanh lúc trước. Ừm, con lừa đen gật đầu nhưng lập tức lại lắc đầu, phi 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 nói. Bổn tọa mới không sợ cái tên kia, chỉ là chán ghét. Chán ghét tại sao lại thế, trước đó rõ ràng con lừa đen chưa từng gặp qua Lý Tử Thanh. Nếu nói năng lực cảm giác của con lừa đen mạnh hơn cả Chu Hằng, Điểm này thì Chu Hằng tuyệt đối không tin, không đúng, đột nhiên Chu Hằng chợt lóe linh quang. Tuy rằng con lừa đen vừa gặp Lý Tử Thanh, nhưng đừng quên con lừa đen đã ăn một trái thiên địa quả, thiên địa quả. Là cường giả sau khi chết biến thành ẩn chứa lĩnh ngộ cả đời của vị cường giả kia. Bên trong đó có thể còn sót lại một tia ý chí, tình cảm với bạn cũ, căm hận với kẻ địch. Cùng với sợ hãi đối với cường giả cao hơn, nhưng Hồng Nguyệt có nói con lừa đen ăn thiên địa quả chính là cấp bậc hỗn độn cảnh muốn làm một vị cường giả hỗn độn cảnh phát ra lòng sợ hãi vậy ít nhất cũng phải là một vị hỗn độn cảnh hùng mạnh thậm chí phải là thánh nhân thiên mệnh chân quân bởi vì căn cơ không vững vĩnh viễn chỉ có thể dừng lại ở tám động ty rằng hắn nghĩ ra bí pháp cắn nuốt nhưng ít nhất lúc hoặc thiên xử lý hắn thì vẫn là tám động điểm này không thể nào che giấu được hoặc thiên chỉ vẻn vẹn là tám động Vậy làm sao khiến một vị cường giả hỗn độn cảnh sợ hãi kia chứ? Điều này hoàn toàn không hợp. Lý Chu Hằng càng nghĩ càng đau đầu. Căn bản không đưa ra được kết luận hoàn toàn giải thích rõ ràng. Mặc kệ nó, cuối cùng hắn cưỡng ép làm mình không nghĩ mấy vấn đề này nữa. Ta chỉ cần tăng lên thực lực của mình, đạt đến mức không ai địch nổi. Vậy thì mặc kệ hắn là gì, ta cứ một kiếm chém ra, một quyền đánh tan. Trước tiên đi Vĩnh Hằng Long Tinh, ít nhất còn quen biết với lão Thanh Long. Chu Hằng mở ra tuệ tinh môn, toàn lực chạy đi, suốt 7 tháng sau. Hắn đi tới Long vực, nhìn mảnh tinh vực quen thuộc trước mắt, Chu Hằng dừng một lúc. Chủ động tuôn ra lực lượng, ý bảo mình đã đến, phù. Một chiếc tinh thuyền lập tức bay tới, trên sàn tàu có hai binh sĩ Long tộc cầm mâu. Bọn họ nhìn chằm chằm Chu Hằng, như gặp đại địch đó là tự nhiên, bọn họ có thể cảm ứng được khí tức của Chu Hằng mạnh mẽ đến đáng sợ. Vượt xa bọn họ, tại hạ Chu Hằng, có chuyện quan trọng cầu kiến tổ long đại nhân. Chu Hằng chắp tay nói, hắn có bảy phần kính ý với lão thanh long. Bởi vì long tộc nhiều đời chấn thủ ma hải, đồng thời cũng có ba phần buồn cười. Bởi vì lão thanh long lớn tuổi như thế còn làm ra một mạng người. Đúng là người già nhưng lòng không già mà, hai binh sĩ long tộc kia vừa muốn nói một cỗ ý chí hùng mạnh đột nhiên phủ xuống, tiếng nói của lão Thanh Long vang lên. Dẫn vị tiểu hữu này đến Vĩnh Hằng Long Tinh, lão Tổ Tông cũng đã phủ xuống, hai binh sĩ kia vừa. Mừng vừa sợ, bọn họ không ngờ lại có thể thấy được Long Tổ phủ xuống, đối với mỗi một Long Tộc. Như vậy đều là vinh quang trí cao vô thượng. Chỉ là người trẻ tuổi trước mặt rốt cuộc có thân phận gì. Lại lập tức dẫn tới lão tổ tông phủ xuống, còn gọi một tiếng tiểu hữu, chu hằng có chút quen tai. Khách quý, mời lên thuyền. Hai binh sĩ long tộc này cung kính thưa. Chương 1111 tác sừng. Tinh thuyền rất nhanh cập bến Vĩnh Hằng Long Tinh, Chu Hằng từ trên cao nhìn xuống. Chỉ thấy ma hải trong vòng một năm ngắn ngủi lại lớn hơn một vòng. Tuy rằng còn kém hơn tử triều siêu cấp ở Chu Tước Tinh vực lần đó. Nhưng mà cũng không kém bao nhiêu, lửa uy hiếp của âm ảnh tử linh sắp xém lông mày rồi, Chu Hằng thu hồi suy nghĩ từ trên tinh thuyền nhảy xuống chỉ thấy nhị tổ đã đích thân tới ha ha cười nói chu lão đệ ta vừa nhận được tin tức sư tỷ ngươi vừa mới khai trừ ngươi và hồng nguyệt thiên tôn ra khỏi thái hư tông chuyện này có gì tốt vui vẻ vậy làm gì có muốn làm rồng nữa hay không chu hằng thầm nói con tiểu long này không có ánh mắt trách không được năm đó trước bị hoặc thiên lột ra rút gân sau đó lại bị hồng nguyệt lột ra rút gân chờ sau này mình bước vào hỗn độn cảnh có phải cũng lột ra rút gân lão tiểu tử này hay không hắn thở dài nói đúng là chuyện tốt không ra khỏi cửa chuyện xấu truyền ngàn dặm nhị tổ long tộc vẫn mỉm cười lúc trước hoặc thiên vì chu hằng ngay cả một vị thánh nhân khác cũng tát quả thực là quý mến vô cùng hơn nữa trung gian còn có thêm hồng nguyệt với lịch diệt phong phú của nhị tổ liếc mắt một cái là có thể nhìn ra đây là một cuộc tình tay ba nhưng mà một câu trêu chọc hắn cũng không dám đương sự là ai a à, hoặc thiên hồng nguyệt ai mà chẳng có thể tùy ý trà đạp long tộc hơn nữa quả thật cũng hung hăng trà đạp qua rồi trong lòng nhị tổ còn có bóng ma chưa tan không có gì không có gì lệnh sư tỷ chỉ nhất thời nổi giận sẽ nhanh đổi ý thôi nhị tổ nói ngừng lại một chút lại nói chu lão đệ lần này ngươi có ý tới gặp lão tổ là có chuyện gì quan trọng sao quan trọng vô cùng con lừa đen chen lời nói quan trọng nhị tổ lòng nghiêm lại nói ta lập tức mang bọn ngươi đi gặp lão tổ chu hằng cười có chút xấu hổ đối với hắn mà nói chuyện này liên quan tới con trai tương lai đương nhiên trọng yếu vô cùng nhị tổ rất nhanh mang theo chu hằng và con lừa đen đi tới một ngồi đại điện nơi này lão thanh long đang ngồi phía sau một cái bếp lò bằng đồng hình người lão mặc trường bào xanh mặt nghiêm nghị mà khoanh chân ngồi đối diện là long toa toa đang nhắm mắt điều tức cảm ứng được chu hằng đến nhà đầu kia lập tức mở mắt ra bật người lên phất tay với hắn khụ khụ lão thanh long ho khan nhà đầu kia cũng không để người cha già lão ở trong mắt à dám cấu kết làm bậy với nam nhân khác trước mặt hắn long toa toa lại không sợ lão tử mình Nhanh như chớp chạy tới Chu Hằng nói, "Này, ngươi sao bây giờ mới tới gặp bổn cô nương?" "Không coi bổn cô nương là bằng hữu sao?" Chu Hằng mỉm cười, nói, "Ta có chút chuyện." "Tiểu Hữu, mời ngồi." Lão Thanh Long hô lên. Hắn cũng không muốn để con gái phát triển tình cảm với Chu Hằng. Tuy rằng như vậy có thể kết thành thân gia với Thái Hư Tông. Nhưng mà vừa nghĩ tới hai đại yêu nữ Hoặc Thiên, Hồng Nguyệt lão thanh long không khỏi run lên, nói là mời ngồi, nhưng một cái ghế cũng không có. Phải ngồi bệt xuống đất. Đa tạ, chu hằng khách sáo một tiếng, dù sao lão thanh long chính là cường giả hỗn độn cảnh hơn 800. Bước hơn nữa chấn thủ ma hải nhiều thế hệ qua, đây là đại công đức. Long toa toa không chút nào tị hiềm ngồi ở bên cạnh chu hằng. Nàng tỉ mỉ hỏi thăm tin tức hoặc thiên và hồng nguyệt. Hụ, hụ. Lão Thanh Long không thể không đánh cắt ngang tâm tư của ái nữ mình. Nếu cứ để nàng hỏi thì ba ngày có khi cũng chưa xong. Bốn người cũng không thể ngồi ở trong này lâu như vậy à. Tiểu Hữu, đến tột cùng có chuyện trọng yếu gì, Chu Hằng rất xấu hổ, dừng một chút mới nói. Ta nghĩ muốn mượn sừng của Tổ Long đại nhân dùng một chút, toàn trường lập tức lặng ngắt như tờ, sau một lúc lâu mới vang lên tiếng cười khẽ của con lừa đen nhưng con lừa đê tiện này không nhịn được cho nên vẫn để người khác nghe được ha 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 lòng toa toa rất không nể tình cười to một trận nhị tổ sắc mặt tái xanh lão thanh long cũng sắc mặt tái xanh thái hư nhất mạch khinh người quá đáng a à. lúc trước hoặc thiên lột ra rút gân bọn họ về sau hồng nguyệt lột ra rút gân bọn họ hiện tại đến phiên chu hằng sao đáng ghét a à. tiểu tử ngươi mới chỉ là hắc động cảnh ngay cả một ngón tay của lão tử cũng không đỡ được còn muốn khi dễ lão tử trong cơn giận dữ lão thanh long và nhị tổ lòng đầy căm phẫn chửi tục trong lòng chu hằng cười xấu hổ thỉnh cầu này đúng là rất sỉ nhục nhưng mà không có biện pháp a à, thuốc dưỡng thay phải có vật này làm chủ hắn không thể không xin không thể không nói hơn nữa hiện tại hắn đã bị hoặc thiên khai trừ ra khỏi thái hư tông tầng trợ lực này đã không còn bây giờ suy nghĩ một chút hoặc thiên quả nhiên cố ý a à nàng biết mình còn muốn tìm một chút thuốc trên người bốn thần thú. Cho nên cố ý thiết trí cửa ải khó khăn cho mình, nếu không. Chu Hằng chỉ cần nói đây là ý của Hoặc Thiên. Còn sợ bốn thần thú không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ sao, không có biện pháp. Đành phải xử xuất đòn sát thủ. Chu Hằng nói, tổ long đại nhân, ta cũng bị tình thế ép buộc. Bởi vì, bởi vì, đây là thuốc chủ để dùng làm thuốc cho hồng nguyệt dưỡng thay, phốc. Phốc phóc ba vị long tộc rất nể tình đều phun nước miếng ra ngoài cái cái gì hồng nguyệt đại nhân mang thai long toa toa kinh hãi không thôi lập tức bóp chặt hai vai chu hằng ai làm tên khốn nạn nào dám làm hồng nguyệt đại nhân mang thai ô ô ô thần tượng đại nhân của bổn cô nương tại sao có thể mang thai lão thanh long và nhị tổ nhìn nhau có chút hiểu ra khó trách chu hằng và hồng nguyệt mới bị khai trừ ra khỏi thái hư tông, một sư thúc, một sư tiểu điệt lại yêu nhau, còn chơi nhau lớn cả bụng. Tự nhiên là bị đá ra khỏi tông môn. Quan hệ không có bối phận như thế, bọn họ đừng nói làm ra một mạng sống, cho dù mười mạng. Tám mạng cũng không ai nói gì, hơn nữa. Hiện tại Hồng Nguyệt nghiễm nhiên trở thành hỗn độn cảnh mạnh nhất thiên hạ. Trừ bốn thánh trước mắt ra, có ai có thể thắng được nàng, chỉ là Hồng Nguyệt chân và Chu Hằng làm ra cái chuyện loạn luân này, nhưng lại không có ai dám diễu cật, mấu chốt là. Hoặc Thiên và Chu Hằng cũng có quan hệ ám muội nếu ngày sau thầy trò cùng thờ một chồng. Vậy sẽ thật sự trở thành chuyện cười thiên hạ. Cho nên Hoặc Thiên mượn cơ hội này khai trừ Chu Hằng và Hồng Nguyệt đoạn tuyệt quan hệ. Như vậy ngày sau gả cho hắn cũng không có vấn đề, hai lão long đều nghĩ rất xa. Nhưng muốn bảo họ cho mượn cái sừng rồng, nhị tổ nói, Chu lão đệ phần lớn lực lượng long tộc chúng ta đều tập trung ở sừng rồng lão tổ tông phải tọa chấn ma hải không thể thiếu thực lực không bằng dùng cái của ta thay thế đi thuốc dưỡng thai của hồng nguyệt a bọn họ nào dám không cho nhưng mà uy hiếp của tử linh vẫn còn mà mấy năm này ma hải tăng tốc mở rộng tử triều mỗi một lần đều hung ác hơn theo lão thanh long suy tính sắp tới sẽ có một lần tử triều siêu cấp lúc này Tự nhiên không thể để mất chiến lực đỉnh cấp, Chu Hằng lắc lắc đầu, nói. Ta đoán là không được, danh sách có yêu cầu rõ ràng, bốn thần thú phải là đời đầu. Nhị tổ tuy rằng cũng là hỗn độn cảnh, nhưng mà còn chưa đủ, nhị tổ cảm thấy tổn thương. Hắn giàu gì cũng là cường giả hỗn độn cảnh à. Mặc dù mới đi ra gần hai trăm bước, nhưng hỗn độn cảnh dù sao cũng là hỗn độn cảnh. Là cường giả đếm trên đầu ngón tay trên đời này đấy. Báo báo lão tổ. Đột nhiên, trận đưa tin sáng lên, một lão nhân có chút gấp gấp nói, không xong. Tử chiều bạo phát, tử chiều siêu cấp, tử chiều siêu cấp bạo phát, khó trách hắn nói năng lộn xộn như thế. Tử chiều siêu cấp kinh khủng bực nào. Lúc trước thiên thần đại hội tới nhiều đỉnh cấp cường giả như vậy. Tuy nhiên bị tử triều siêu cấp tấn công tử thương vô số, hơn nữa. Khi đó Chu Hằng còn có tác dụng cực kỳ trọng yếu, nếu không phải hắn không nói cường giả hỗn độn cảnh sẽ ngã xuống mấy người. Ít nhất cường giả cấp bậc chín động không chắc đã còn một người. Tiểu hữu người ngồi đây đợi, bản tôn phải lập tức đi trấn áp ma hải, lão thanh long lập tức. Đứng lên, tử chiều loại nhỏ, tử chiều loại trung thậm chí tử chiều loại lớn hắn cũng không gấp. Như vậy, hoàn toàn có thể xuất động lúc nguy cấp nhất. Nhưng mà tử chiều siêu cấp thì không được bởi vì không có cường giả hỗn độn cảnh tọa chấn. Tử triều siêu cấp có thể đánh sụp phòng tuyến. Cùng đi, ta cũng muốn đi giúp. Chu Hằng vội vàng nói, đây cũng không phải hắn muốn lấy lòng lão thanh long. Mà chấn diệt tử linh là chức trách của mỗi một sinh linh. Tuyệt đối không phải là sứ mệnh của mỗi long tộc. Hơn nữa, hắn cũng đã từng là lão binh của long tộc, lão thanh long hơi do dự, liền gật đầu. Lực phá hoại của tử triều siêu cấp quá lớn. Có chu hằng khắc tinh của tử linh này thì sẽ có tác dụng rất lớn, tính cả con lừa đen. Bọn họ đều tiến về phía Ma Hải, lão Thanh Long vốn tọa trấn Vĩnh Hằng Long Tinh. Cung điện của hắn cách Ma Hải không xa, chỉ gần 10 phút sau. Bọn họ cũng đã đi tới cạnh Ma Hải. Có thể nhìn thấy phía xa có vô số tử linh đang tràn lên bờ tấn công, tử triều là gom tất cả tử linh trong một khu vực nào đó, sau đó hướng về một hướng cố định phát động tấn công. Tử triều siêu cấp cũng không ngoại lệ, chỉ là khu vực còn lớn hơn. Số lượng tử linh cũng nhiều hơn đi, lão Thanh Long ôm lấy ba người, một lừa mạnh mẽ vọt vào ma hải. Phóng về phía Tử Triều, hỗn độn cảnh 800 bước quả thật cường đại. Chỉ trong giây lát bọn họ đã đi tới bên trên Tử Triều, lão Thanh Long buông mọi người ra. Một trưởng chụp ra, ánh sáng xanh tràn ngập sinh cơ bùng phát, Thanh Long đại biểu cho mộc chi. Đạo, sinh cơ bừng bừng, ánh sáng phù văn của hắn có thể chữa thương, có thể kéo dài tuổi thọ nhưng đối với tử linh mà nói lại là độc dược ánh sáng xanh rơi xuống tử linh dưới hắc động cảnh lập tức thành cho nó có chút tương tự ánh sáng thiên hà chỉ là phù văn cần linh lực để vận chuyển sẽ có lúc kiệt lực nhưng mà ánh sáng thiên hà lại chủ động tế truyền ít nhất cho tới bây giờ chu hằng còn chưa thấy ánh sáng thiên hà ảm đạm giống như lốc xoáy tinh tú không ngừng chuyển động vậy giết chu hằng đáp xuống không chút do dự tế ra vòng thiên hà ánh sáng thiên hà trăm trượng lưu truyền ở bên trong khu vực này. Cho dù tử linh hắc động cảnh chạm vào cũng chết, so ra còn lợi hại hơn lão thanh long. Ô, trường 1112, thuốc thành. Ánh sáng thiên hà tuyệt đối là khắc tinh của tử linh, trên thực tế. Mộc chi đạo của lão thanh long sinh cơ bừng bừng, mà âm ảnh tử linh lại đại biểu cho tử vong. Hai đạo sinh tử này giống như nước với lửa, nếu không hợp nhau thì sẽ khắc chế nhau, không phải đạo của lão thanh long khắc chế âm ảnh tử linh. Mà là hắn quá cường đại, giống như dưới đại hồng thủy, một đống lửa thì tính là cái gì? Mà lúc hỏa hoạn lan rộng, một chén nước cũng vô dụng, nhưng mà ánh sáng thiên hà lại khác. Nó tuyệt đối khắc chế, lúc trước Chu Hằng vẫn chỉ là tuệ tinh cảnh. Ánh sáng thiên hà của hắn đã có thể đốt chảy thân thể tử linh cấp hắc động rồi. Chỉ có điều hắc động cảnh dù sao cũng quá mạnh mẽ vẫn có thể chạy thoát được mà bây giờ chu hằng chính là hắc động cảnh ánh sáng thiên hà vừa ra cho dù tử linh hắc động cảnh đều khó thoát vận chết đây mới thật sự là khắc chế không giảng đạo lý chạm vào là chết dính vào diệt phạm vi một trăm trượng là một khu vực không nhỏ hơn nữa quan trọng là âm ảnh tử linh căn bản không có thực thể có thể nhập vào nhau lúc đánh với người khác hiệu quả rõ rệt bởi vì tương đương trồng chất lực lượng công kích hoàn mỹ lên nhau, nhưng mà ở trước mặt Chu. Hằng, chỉ có chịu chết, hơn nữa còn chết tập thể, ánh sáng thiên hà chiếu rọi. Hết thầy tử linh biến thành cho, khắc chết tuyệt đối cho dù tử linh hỗn độn cảnh cũng phải chạy. Chối chết, nhưng mà tử linh chỉ thông tử vong chi đạo. Không thể đạt tới cân bằng chín loại đại đạo, làm sao có thể nhảy vào hỗn độn cảnh. Tuy nhiên, tựa như hắc động vương còn có một bước hai bước khác nhau mà tử linh mạnh nhất không ngờ đạt tới 30 bước, cực kỳ đáng sợ, chuyên tu một cảnh đạt tới 30 bước, vậy ít nhất có chiến lực chân quân năm động, cộng thêm hình thái đặc thù của âm ảnh tử linh, không thể nghi ngờ gì. Chúng trở nên đáng sợ, may mà, âm ảnh tử linh đạt tới 30 bước ít đến đáng thương. Âm ảnh tử linh đều thông qua cắn nuốt nhau tăng cường mình. Một âm ảnh tử linh tầng chót không biết dựa vào bao nhiêu tử linh tầng dưới chót để đi ra tỷ lệ ít đến đáng thương, nhưng mà kinh khủng ở chỗ số lượng tử linh trong tử triều siêu cấp hơn. 10 tỷ, chẳng những số lượng tử linh cấp hắc động đạt tới ngàn vạn, mà ít nhất có 10 vạn đầu đạt tới 30 bước chân quân năm động cho dù hỗn độn cảnh cũng phải để vào. Mắt hiện tại có 10 vạn đầu âm ảnh tử linh 30 bước tương đương với chân quân năm động. Nếu chúng cùng lên, ngay cả lão thanh long cũng sẽ bị xé vỡ trong nháy mắt, may mà tử triều là bắt đầu khởi động từng đợt một nhưng mà như vậy lại không tiện cho chu hằng hắn thậm chí hy vọng tất cả tử linh đều chồng lên nhau như vậy hắn chỉ cần dùng ánh sáng thiên hà chiếu lên một cái toàn bộ tử triều liền xong hiện tại hắn không thể không tung hoành chu hằng chúng ta lại gặp mặt hắn rất uy phong nơi đi qua âm ảnh tử linh tự động tránh lui đám người long tùy phong lòng ám dạ nhao nhao vọt tới, trước kia bọn họ sóng vai cùng Chu Hằng ở Chu Tước. Hiện tại tự nhiên cũng vây lại, Chu Hằng nhìn lướt qua. Phát hiện những chiến hữu ngày xưa này thể chất đều đột phá hắc động cảnh. Tuy nhiên chỉ có Long Tùy Phong tu vi linh lực tiến vào hắc động cảnh. Dù sao, thần thú đi linh tu tương đương với nhân loại đi thể tu, độ khó cũng không phải nhỏ tí teo. Long Tùy Phong chiến đấu kinh người bởi vì hắc động của hắn luôn cắn nuốt âm ảnh từ linh, khó trách khí tức hắn toát ra tà ác như. Vậy, ha 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 ha, Chu Hằng, chúng ta giết vào chỗ sâu trong ma hải đi. Long tòa tòa cũng hóa chiến, tu vi của nàng đi sau tới trước. Linh lực, thể chất song song đột phá hắc động cảnh, hiển nhiên. Lão Thanh Long trợ giúp nàng không ít, nàng gào to một tiếng. Hoàn toàn long hóa, một con thanh long xinh đẹp, toàn thân có vầng sáng bao quanh mỗi một cái vảy rồng đều có phần tao nhã, điều thanh long thứ ba. Đây mới là huyết mạch phản tổ chân chính, long tộc lập tức hoan hô vâng trời. Điều thanh long thứ ba xuất hiện ý nghĩa long tộc nhất định sẽ xuất hiện một vị cường giả hỗn. Độn cảnh mới, đây là một tin tốt. Bao nhiêu ước vạn năm, long tộc rốt cục đã xuất hiện một vị cường giả chân chính, lão thanh long. Cũng không ngăn cản, bởi vì ở trong ma hải không có nơi nào an toàn hơn ở bên cạnh Chu Hằng. Giết! Chu Hằng dù sao cũng là người trẻ tuổi, nhiệt huyết dâng trào. Lập tức thổi kèn phản công, hắn dẫn theo mọi người phía sau giết ngược vào trong Ma Hải, nếu cứ chờ từng phiến tử linh sông lên, trận chiến này ít nhất phải kéo dài 20 ngày trở lên mới hết. Nhưng đánh thẳng vào trong chỗ hiểm yếu thì rút ngắn được rất nhiều thời gian. Dù sao cũng không có nguy hiểm, Chu Hằng không chút do dự liều lĩnh, một đường đấu đá lung tung thiếu chút nữa đánh tới tận đáy ma hải, cho tới xung quanh không còn âm ảnh từ linh nhô ra. Chu Hằng mới dừng bước, tiếp tục, tiếp tục, lòng tòa tòa hưng phấn nói, chúng ta đi phá hủy ma hải. Âm ảnh tử linh sẽ không còn nữa, những lời này nói ra, mọi người đều phấn chấn, nếu có thể. Vậy long tộc từ đó về sau sẽ hoàn toàn giải phóng, nếu có thể. Vậy bọn họ sẽ trở thành anh hùng vĩ đại nhất của long tộc từ trước tới nay. Công đức vĩnh viễn ghi lại trên bia ở Long tộc, Chu Hằng lắc đầu, nói: "Ma Hải vẫn không diệt được ít nhất hiện tại không được. Chúng ta trở về, những người khác tuy rằng thất vọng, nhưng mà bọn họ không có vòng thiên hà. Nếu như không có Chu Hằng dẫn dắt, bọn họ nào dám một mình xông loạn vào Ma Hải?" Chiến thắng trở về, đây là một trận đại thắng, Long tộc tuy rằng bị thương vong cực lớn. Nhưng mà so với quy mô của tử triều siêu cấp vẫn có thể được xưng là một trận đại thắng. Nếu như không có Chu Hằng, tỷ lệ tử vong của Long tộc ít nhất sẽ gấp mấy chục lần, lực sát. Thương đối với tử linh, Chu Hằng vượt qua hết thầy cường giả thế gian. Bao gồm thánh nhân, có thể nói, cho dù năm thánh đều xuất hiện liên thủ cũng không có khả năng. Làm tốt được như Chu Hằng, sau khi bình định tử triều, lão Thanh Long làm ra một quyết định. Chẳng những đưa cho Chu Hằng một cái sừng của hắn, còn mang hắn đi tinh vực ba đại thần thú thu thập thuốc dưỡng thai tốt bụng như vậy lão thanh long dĩ nhiên không phải người lương thiện cũng không có khả năng vì chu hằng giúp một lần đại ân mà cảm động tới vậy mà là lão thanh long thấy được chu hằng có năng lực khắc chế với âm ảnh tử linh hắn mời chào chu hằng nếu chu hằng đã bị hoặc thiên khai trừ khỏi tông sao không rời đến vĩnh hằng long tinh ở chứ nơi này ít nhất cũng có thể xem như là một nửa nhà của chu hằng à chỉ cần chu hằng ở tại vĩnh hằng long tinh, vậy tương đương có một cường giả miễn phí chuyên giết tử linh. Đến lúc đó tử triều phát sinh, chu hằng cũng không thể ngồi yên à, lão thanh long đánh chủ ý tốt. Đấy, chu hằng suy nghĩ một chút cũng đáp ứng, dù sao ở đâu mà không phải ở. Hơn nữa, ma hải hình thức ban đầu không ngừng tăng lên. Ở đâu cũng không coi là an toàn, chỉ mong. Sau khi Long Tộc nhìn thấy Hồng Nguyệt không có người bị hù chết, có Lão Thanh Long trợ giúp chuyện kế tiếp sẽ dễ làm rất nhiều bọn họ dùng tinh môn truyền tống có lão thanh long tự mình bảo vệ tự nhiên an toàn lại ổn định bảy nguyệt sau khi bọn hắn lại trở lại vĩnh hằng long tinh chu hằng cũng thu thập đủ tất cả thuốc chủ yếu thuốc dưỡng thai vì thuận lợi lấy được thuốc dưỡng thai ngay cả lão thanh long cũng phải bỏ ra cái giá tương đối phải trả bằng không nếu như hoặc thiên hoặc hồng nguyệt đích thân tới ba vị cường giả cấp lão tổ kia sao lại cho chu hằng mặt mũi chu hằng biết lão long đang trả ơn liền nói mau chóng mang theo gia quyến tiến đến long vực sau đó cùng con lừa đen trở về bách long tinh long toa toa đòi nặng nặc đi theo nàng muốn gặp vị thần tượng khác bởi vì long toa toa đã bước vào hắc động cảnh Lão Thanh Long tuy rằng không nỡ, nhưng cũng không nói được gì. Dù sao lúc trước hắn đã đáp ứng Long toa toa, chỉ cần linh thể đối phương đều đạt tới hắc động vương thì sẽ đồng ý cho đi thân là tổ long làm sao có thể nói không giữ lời chứ lại bốn tháng sau chu hằng mang theo con lừa đen và long toa toa về tới bách long tinh so với hơn một năm lần trước thì tốc độ này đã rất nhanh rồi chu hằng trở về tự nhiên mọi người vui mừng mà long toa toa cũng gặp được một vị thần tượng khác kích động đến hoa tay múa chân cũng không có một chút rụt rè của tiểu công chúa long tộc hồng nguyệt tự mình luyện thuốc dưỡng. thay sau 9981 ngày mới luyện thành luyện xong lập tức ăn vào. tuy nhiên muốn dược lực hoàn toàn hấp thu cho dù hồng nguyệt cũng cần mất một năm. trong một năm này nàng cần bế quan chu hằng tính mang theo mọi người rời tới long vực. dù sao lần này lão thanh long hy sinh không nhỏ nhân tình này nhất định phải trả trước khi đi hắn tiềm nhập tâm tinh cầu đi tới chỗ hạch tâm bách long tinh nơi này sinh ra một cái bướu thịt bướu thịt màu đỏ kỳ dị quả nhiên mà hải hình thức ban đầu cũng lan tới đây chu hằng sắc mặt khó coi hắn lại đi tới mấy cái tinh cầu gần đó đồng thời tiến vào hạch tâm xem có tình huống giống vậy không vấn đề ma hải tương lại không chỉ là chuyện nhức đầu của bốn đại thần thú mà là vấn đề lớn của cả minh giới, nhưng mà trừ bỏ bốn đại thần thú ra, còn thế lực nào có thể một mình trấn thủ tử hải? Từ thực lực chỉnh thể mà nói, bốn đại thần thú là minh giới chi quan. Cho dù năm đại thánh nhân nhất mạch đều không thể so được. Đến lúc đó có thể tưởng tượng ra sinh linh đồ thán. Chu Hằng tin tưởng trời không tuyệt đường người, nhưng nếu hoàn toàn giải quyết an nguy của ma hải, hắn nhất định phải đề thăng thực lực nhanh chóng hỗn độn cảnh, đoán rằng còn không được nhất định phải thành thánh sau khi đi long vực. Phải nhanh chóng làm rỗng kho báu của long tộc mới được. Phải dùng toàn bộ gia tăng thực lực của hắn, ai bảo thiên hạ hưng vong chứ. Long tộc đương nhiên cũng muốn ra một phần lực lượng. Không chỉ long tộc còn có ba đại thần thú khác còn có các thần thú cấp khác tóm lại. Thiên hạ đều ở trước mặt tồn vong. Không ai không thể không đếm xỉa, Chu Hằng dùng tiên cư để mọi người tiến vào bắt đầu chuyển nhà lại bốn tháng sau hắn đi tới vĩnh hằng long tinh làm láng giềng với lão thanh long nhưng vì vậy mà lão thanh long thương tổn hộp máu bởi vì nhân vật thứ hai không thể trêu chọc hồng nguyệt tiểu ma nữ rõ ràng cũng ở cách vách của hắn mặc dù bây giờ còn đang bế quan nhưng mà chỉ cỗ khí tức mơ hồ kia đã khiến cho lão thanh long sắc mặt xám ngát có kích động muốn vọt vào ma hải đại chiến một trận vì quốc phong thân Nhị tổ thì thông minh hơn nhiều quyết đoán đợi màn đêm buông xuống mang tổ Long điện ra trên thực tế lão Thanh Long cũng muốn A à, nhưng mà hắn thực sự không thể hắn chính là tượng trưng của Long tộc Chu hằng bắt đầu cướp đoạt kho báu Long tộc Ô chương 1113 con trai xuất thế lão Thanh Long biết khắp nơi đều sinh ra ma Hải hình thức ban đầu bởi vậy hắn cũng ủng hộ Chu Hằng dù sao ánh sáng thiên hà của Chu Hằng mới là lợi khí chân chính khác chế tử linh, hắc động cảnh đã lợi hại như vậy. Nếu Chu Hằng bước vào hỗn độn cảnh thì sao, nhưng mà hiểu là một chuyện. Nghĩ thông suốt lại là chuyện khác. Bởi vì Chu Hằng đang khoét rỗng kho báu của hắn, long tộc ái tài, tham tài. Cho dù không đạt đến trình độ con lừa đen thì cũng không kém quá nhiều. Kho báu kia lão thanh long dành dụng không biết bao nhiêu ức năm, bao nhiêu gian khổ, nhìn từng chút bị khoét rỗng, lão thanh long sao không nhỏ máu trong lòng, nhưng mà không có. Cách nào, nếu như ma hải thành họa, toàn bộ minh giới đều tiêu vong. Đến lúc đó hắn ôm một đống lớn tài bảo đi tìm chết sao. Lão thanh long sống lâu như vậy cũng không có gì, nhưng mà hắn còn có một nữ nhi bảo bối a. À. Bây giờ là hậu đại duy nhất của hắn, hắn làm sao bỏ được, vì thế. Hắn chẳng những muốn xem chu hằng khoét rỗng kho báu còn giúp đỡ chu hằng tới ba đại thần thú khác, còn có các khác thần thú thứ cấp đòi thánh được đề thăng thực lực có thể xưng là thánh dược. dĩ nhiên hiếm lạ vô cùng, nhưng mà ai bảo thần thú truyền thừa quá lâu đời? mỗi một chi thần thú luôn có một vài kho báu. hơn nữa thánh dược chân quý nhất chính là gia tăng lĩnh ngộ cảnh giới, gia tăng tích lũy linh lực ti rằng quý báu. nhưng mà kém xa với cái trước nể mặt lão thanh long và bị hồng nguyệt áp bách không ngừng có thánh dược từ trong tinh vực vô cùng xa xôi truyền tống lại chu hằng bắt đầu điên cuồng ăn tăng trưởng thể chất tuy rằng đơn giản nhưng mà không có cách tăng nhanh hắn muốn cho thể chất bước vào hỗn độn cảnh không có vạn năm thì đừng có mơ nhưng linh lực thì lại khác lĩnh ngộ cảnh giới tuyệt không thành vấn đề chỉ cần tích lũy linh lực đúng chỗ hồng nguyệt bế quan nuôi thai hắn cũng bế quan điên cuồng đề thăng linh lực bởi vì thánh dược không có khả năng lập tức đưa lại, hơn nữa một viên tinh hạch cấp hắc động cũng chỉ để hắn tích lũy linh lực hoàn thành một. Cái hắc động, thánh dược đương nhiên xa xa không thể so được với tinh hạch tám tháng sau. Hồng Nguyệt xuất quan, Chu Hằng cũng hoàn thành tích lũy linh lực hắc động thứ hai. Bất cứ lúc nào có thể hình thành hắc động thứ ba. Con mình còn 3 năm nữa mới sinh được." Hồng Nguyệt nói vậy với Chu Hằng. Người vậy cũng tính ra chính xác được. Chu Hằng khóe miệng co giật. "Đương nhiên ngươi cho rằng bản tôn là ai hồng nguyệt ngạo nghễ nói có gì mà kiêu ngạo chứ chu hằng sờ bụng hồng nguyệt một hồi hài lòng đi bế quan đột phá hắc động đế mà toàn bộ long tộc lại vì hồng nguyệt xuất quan mà gà bay chó sủa hồng nguyệt là ai tiểu ma nữ thứ hai không thể trêu chọc khiến long tộc không biết nhỏ bao nhiêu huyết lệ nhưng vị chủ này không ngờ xuất hiện ở vĩnh hằng long tinh ai mà không bị dọa sợ run lên, Chu Hằng bắt đầu bế quan, con trai còn 3 năm nữa mới xuất thế. Hắn sẽ làm phụ thân. Đại đạo thứ ba lựa chọn cái gì đây, lôi hệ và đại đạo thời gian nói tương đối xa lạ đối với Chu Hằng. Bởi vì trong tay hắn cũng không có loại bảo khí thuộc tính này, cũng không có cách nào lý giải. Vậy trước tiên là ngũ hành đi, có hỗn độn thiên kinh. Ít nhất hắn không cần lo lắng bốn đại đạo còn lại tử vong tri đạo cũng không thành vấn đề giết nhiều âm ảnh tử linh như vậy ảnh hạch hắn cũng có một đống lớn về phần lôi hệ và đại đạo thời gian sau khi xuất quan hỏi lại hồng nguyệt tiểu ma nữ này có thu thập bảo khí tương ứng hay không đại đạo thứ ba chu hằng lựa chọn đại đạo kim hệ hắn đã hoàn toàn phân tích đại ngũ hành phù văn đại đạo kim hệ cũng gần như nắm giữ bước thứ hai nhưng mà vì không có hắc động đối ứng cho nên không thể trở thành chiến lực chân chính, nhưng khi hắc động thứ ba hình thành, đại đạo kim hệ trong nháy mắt thành hình. Hắn không ngừng thôi diễn cơ sở bước thứ hai. Vẻn vẹn ba ngày sau liền đạt tới 10 bước tiếp theo. Muốn đạt tới cực hạn 20 bước thì cần một ít thời gian, Chu Hằng xuất quan cùng mọi người chúc. Mừng, mà tiến bộ của hắn khiến cho lão thanh long và nhị tổ như thấy quỷ hoàn toàn không thể tin tưởng, không tới một, hai năm có thể đề thăng một tiểu cảnh giới. Lá chắn cảnh giới đâu, như vậy không phải là mười mấy hai mươi năm có thể đạt tới chín động đỉnh phong. Sao? Kế tiếp, Chu Hằng kéo Hồng Nguyệt cùng mình bế quan, đối phương có thể giúp hắn tăng tốc. Lốc xoáy tinh tú, sư phụ tha thứ cho ta rồi sao? Hồng Nguyệt hỏi, đại khái, dường như, có lẽ vậy. Chu Hằng không đám khẳng định nói nếu thiên mệnh chân quân có thể từ thủ hạ thánh nhân đã chết sống lại như vậy muốn mê hoặc một hỗn độn cảnh cũng không khó cho nên hoặc thiên ít nhất cũng nguôi nửa cơn giận nhưng mà quan trọng là hồng nguyệt làm gì đây biết rõ quan hệ giữa chu hằng và hoặc thiên còn muốn chen chân vào chuyện bây giờ đã giải quyết một nửa rồi về sau ngươi lại cầu tình lấy lòng với sư phụ nàng sẽ tha thứ cho ngươi hồng nguyệt hời hợt nói ngươi nói thì hay lắm làm người phải lạc quan một chút, con người ngươi rất hắc ám. Tiểu ma nữ ngươi có tư cách gì phê bình ta, có muốn ta trừng phạt không, cô nam quả nữ? Lại là quỷ khô lửa bốc, chu hằng trời sinh hấp dẫn nữ võ giả bậc cao. Bọn họ không gian phu dâm phụ mới là lạ, vừa tu luyện, vừa hấp thụ dược hiệu. Vừa tình trạng ý thiếp, cho tới khi bụng hồng nguyệt to lên một vòng. Hai người cũng không dám làm loạn nữa cảnh giới càng cao thì càng khó có bầu, cái thai này đã là kỳ tích. Nói không chừng mấy ức năm sau mới có cái thai thứ hai đó. Cảnh giới càng cao thì càng khó có bầu. Sao mà võ giả nhiều thế? Nếu như vậy thì võ giả phải hiếm mới đúng. Ví dụ long tộc toàn võ giả bậc cao nhưng tộc nhân đầy dẫy, nhưng khi hồng nguyệt sắp lâm bồn. Chu Hằng mới hoàn thành hắc động thứ ba, có thể tấn công bốn động, hắn không gấp. Mà chờ con trai mình xuất thế. Người sao khẳng định là con trai, Hồng Nguyệt kỳ quái hỏi. Có nàng bảo hộ với lực lượng pháp tác một nghìn bước, cho dù thánh nhân mạnh nhất hoặc thiên cũng không thể nhìn thấu, chỉ so pháp tác, nàng cũng chỉ kém hoặc thiên một chút mà thôi. Ta lợi hại như vậy, thai đầu đương nhiên là nam. Chu Hằng hùng hồn nói tên ngụy biện này, Hồng Nguyệt mặc kệ hắn. Nàng có thể sinh con bất cứ lúc nào hiện tại cũng không phải thời điểm đấu võ mồm với Chu Hằng, Hồng Nguyệt không kìm nổi hư một. Tiếng, sau đó Chu Hằng đã bị đuổi ra ngoài, hơn 10 vị nữ chân quân chín động long tộc làm bà mụ. Bắt đầu đỡ đẻ, nếu không, sản phụ đau đớn rất có thể vô ý đánh chết người, đội hình bà mụ như. Thế, chỉ sợ chỉ có bốn đại thần thú mới có kế tiếp. Toàn bộ long vực cơ hồ đều trải qua sóng thần mãnh liệt, đau, thật sự rất đau toàn bộ tinh vực đều vì tâm tình hồng nguyệt mà bất an từng đạo lực lượng pháp tắc lưu truyền từng đạo huyết nguyệt phô khai mặc dù không đả thương người nhưng mà nhìn vào đã khiến lòng người phát lạnh lão thanh long và nhị tổ đều dồn toàn bộ tinh thần đề phòng khẩn trương đến mồ hôi hột chảy ra nhưng mà lau cũng không dám bởi vì sợ cảm ứng được khí cơ hồng nguyệt sẽ công kích không nên lý luận với sản phụ suốt năm ngày sau tiếng rên của hồng nguyệt rốt cục biến mất mà tiếng trẻ con khóc truyền khắp Vĩnh Hằng Long Tinh cho đến lúc này. Lão Thanh Long và nhị tổ mới thở phào một hơi, chết tiệt rõ ràng người ta sinh con. Sao cứ có cảm giác mình còn mệt hơn người ta trăm lần vậy? Chúc mừng, chúc mừng, là con trai. Bà mụ bế đứa trẻ ra, chúc mừng Chu Hằng, Chu Hằng vội vàng đỡ đứa bé. Là một đứa nhỏ xinh xắn vô cùng, hai mắt to vô cùng linh động, không khóc cũng không nháo chỉ nhìn chằm chằm Chu Hằng, sau đó tét miệng cười, vung vẩy cái tay. Để cho ta ôm một cái. Để cho ta ôm một cái, chúng nữ đều tới tranh giành ôm, đây chính là đứa bé đầu tiên của Chu gia. Nhưng lại xinh xắn như vậy, người gặp người thích, Chu Hằng dùng thần thức quét một vòng. Vẻ mặt có chút cổ quái, bởi vì, huyết mạch đứa con trai này cổ quái vô cùng, có thanh long. Có chu tước, có bạch hổ còn có huyền vũ, quả thực là món thập cầm nhưng lại hoàn mỹ dung hợp với nhau, chẳng nhẽ là thuốc dưỡng thai, Chu Hằng lập tức tỉnh ngộ. Trong thuốc dưỡng thai có bốn vị thuốc chủ yếu đến từ bốn đại thần thú. Vốn bốn huyết mạch này trụng chung một chỗ sẽ hoàn toàn loạn. Nhưng mà một giọt máu thánh nhân lại trấn áp hết thảy. Hơn nữa còn có thiên địa quả thần bí, dung hợp bốn đại huyết mạch thần thú tạo ra thiên tài siêu cấp sau, hơn nữa tiểu gia hỏa này còn có huyết mạch của Chu Hằng và Hồng Nguyệt cho nên tương lại không thể tưởng tượng nổi, chém vãi, con của mình dù có mạnh mấy đi nữa. Làm phụ mẫu cũng không ghen tị, ngược lại còn vô cùng vui sướng. Chỉ là phải xem giáo dục thế nào. Đừng có dạy ra quần là áo lụa là được, Hồng Nguyệt Thiên Tôn vui mừng. Đây là đại sự, rất nhiều thế lực gần đó đều tới dâng lễ, về phần chỗ xa hơn. Chu Hằng lười đi thông chi, dù sao cũng không quan tâm. Hoặc thiên khẳng định đã biết, nhưng Thái Hư Tông cũng không có sứ giả mang lễ vật tới, Chu Hằng. Đương nhiên lý giải được tâm tình của Hoặc thiên, nàng không giết tới cửa thì đã không tệ rồi. Còn muốn nàng tới chúc mừng, không giết tới là chuyện tốt. Đặt tên đi, đặt tên đi. Chúng nữ dối rít nói, Chu Hằng nhìn con trai trong lòng mẫu thân, cười nói. Vậy để cha và nương đặt đi, Chu Định Hải và Triệu Khả Hân đều rất vui vẻ sau khi suy nghĩ kỹ vài ngày cho ra một cái tên rất thông thường chu an hy vọng đứa nhỏ này cả đời bình an đối với tên này hồng nguyệt rất không vừa ý nàng tự nhiên hy vọng tên hài tử mình khí phách một chút nhưng mà ai bảo công công bà bà quyết định nhất định phải nể mặt chu an thì chu an đi cùng lắm sau này lấy một cái ngoại hiệu khí phách một chút chu hằng ở bên con trai vài ngày lại bắt đầu bế quan hắn sung kích bốn động đại đạo thứ tư hắn lựa chọn pháp tắc mộc hệ trước phải hoàn toàn cường hóa đại ngũ hành phù văn đã mà đến lúc này thánh dược cũng dùng hết dù sao cũng là thánh dược a à. cũng không phải rau cải trắng không phải muốn bao nhiêu là có bấy nhiêu nhưng mà thời gian cấp bách chu hằng và hồng nguyệt luôn bế quan tăng tốc lốc xoáy tinh tú mà chu an cũng từ từ lớn thành một tiểu ma vương chương 1114, con trai xuất thế. Chu An tiểu tử này thật không đơn giản, hắn ở trong bụng mẹ không bao lâu. Nhưng mà hắn mẹ là ai, cường giả hỗn độn cảnh đệ nhất thiên hạ. Chỉ luận lĩnh ngộ pháp tác, nàng có thể xếp thứ hai thiên hạ, ở trong bụng hồng nguyệt vài năm. Còn hơn người khác ở trong bụng mẹ mấy trăm năm. Huống chi, hắn còn hấp thụ nguyên liều thuốc dưỡng thai siêu cấp. Còn được hồng nguyệt hoàn toàn luyện hóa chuyển lên người hắn, sinh ra tiểu tử kia đã có huyết mạch toàn bộ bốn thần thú có máu thánh trấn áp có thiên địa quả rót thông trở thành người đầu tiên có đủ bốn huyết mạch thần thú trên đời này hơn nữa hắn còn có huyết mạch thần bí của lão chu ra nhiều đó đủ cho chu an có cơ sở trở thành tiểu ma vương nhất là chu hằng và hồng nguyệt lại thường xuyên bế quan căn bản không có người quản được tên tiểu ma vương này tiểu tử kia vô cùng nghịch ngợm mỗi ngày đều khiến cho gà bay chó sủa, nên biết rằng trong đám ái thê của Chu Hằng cũng có mấy. Người không an phận, tỉ như phong liên tình, tỉ như băng tú lan, còn có long toa toa loạn nhập. Thường xuyên mang tiểu tử kia đi yết ngói trèo tướng. Tiểu tử này còn không học được sao, còn may, chúng nữ phóng khoáng còn trong khuôn khổ. Tiểu tử kia nghịch ngợm thì nghịch ngợm, nhưng đó cũng chỉ là bướng bỉnh. Tâm tính không bị vặn vẹo, trở thành kẻ ăn chơi chắc táng, nhưng mà tiểu tử kia gây phiền toái không ít cả ngày đều có người chạy tới cáo trạng không phải nói thú cưng nhà họ bị nhổ sạch lông thì bị trộm không cần phải nói khẳng định là chu an làm nên biết rằng trong lão sư vỡ lòng của chu an còn có một con lừa đen con lừa đen đê tiện cỡ nào tiểu an tập vốn coi như là một thiếu niên chính trực nhưng mà bị con lừa đen làm cho đen hóa huống chi chu an còn trẻ con đã bị nó cõng trên lưng chạy khắp nơi thấm thoát qua đi từ lúc Chu An Sinh đã 7 năm trôi qua, Chu Hằng trăm chỉ tu luyện đương nhiên cũng không quen tiếp cục cày cấy. Mở rộng đội hình lão Chu ra, đáng tiếc hắn dường như đã dùng hết vận khí. Cái bụng chúng nữ vẫn không có tiến triển gì, ngày này, hắn và Hồng Nguyệt chấm dứt bế quan. Hắn vừa mới tạo thành hắc động thứ sáu. Quan trọng là, hắn rốt cục tạo thành tất cả hắc động ngũ hành. Đại ngũ hành phù văn rốt cục có thể phát huy ra uy lực lớn nhất của nó, trên thực tế hiện tại hắn nắm giữ pháp tác ngũ hành đã vượt xa đại ngũ hành phù văn bởi vì pháp tác ẩn chứa trong đại ngũ hành phù văn cũng chỉ đủ cho hắn ngộ ra hai bước trong ngũ hành đại đạo mà thôi nhưng bây giờ cực hạn của hắn là hai mươi bước đại đạo hòa hệ là ba mươi bước ở minh giới bình thường thiên kinh có thể để võ giả ở một đại đạo đi được mười bước nhưng mà hỗn độn thiên kinh đến từ tiên giới tuy rằng dung hợp một giới thiên kinh nhưng năm bộ thiên kinh cộng lại mới đạt tới 10 bước. Ngang ngửa với thiên kinh minh giới. Đây cũng là chuyện không có biện pháp, cũng may Chu Hằng chỉ cần một chút xíu gợi ý. Hắn có thể dùng ngộ tính kinh khủng của mình thôi diễn ra hoàn mỹ, hắn rất hài lòng. Ngũ hành cùng sinh, pháp tắc lên tới 20 bước đồng loạt luân truyền. Hình thành chất biến, đủ để vượt qua cường giả chín động. Có lực lượng ngang ngửa cường giả chuẩn hỗn độn cảnh. Tuy nhiên, chống lại chuẩn hỗn độn cảnh bậc cao giống như thiên ấn. Hỏa tâm thì vẫn kém một chút, nếu như thể chất có thể hình thành toàn bộ hắc động thì tốt rồi. Vậy cực hạn mỗi một đại đạo của hắn sẽ tăng đến 30 bước. 30 bước pháp tắc ngũ hành lại tương sinh tương hỗ. Uy lực có thể địch nổi chuẩn hỗn độn cảnh 70 bước. Cha, cha, hắn vừa ra ngoài, đã thấy con trai bảo bối ùa tới. Nhưng rõ ràng nhìn thấy hắn giang hai tay ra nhưng lại quẹo đi nhào vào lòng hồng nguyệt tiểu tử kia dùng mặt cọ ngực hồng nguyệt mặt hạnh phúc nói hôn nhẹ mẫu thân con trai nhớ ngươi muốn chết uy 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 người đã lớn vậy rồi sao còn giống con nít vậy chu hằng ăn giấm chua một tay xách con trai ra tiện tay đánh mông nó lại thấy trên lưng tiểu tử kia in rõ một dấu chân hắn không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười nói hôm nay xuống tay không đủ nhanh a à, không ngờ bị người bắt được còn bị đạp một cước cha lần này không liên quan tới con là tên kia quá kiêu ngạo chu an vẻ mặt ủy khuất bởi vì bị chu hằng túm áo cả người hắn đang tụt xuống hồng nguyệt hiện lên sát khí lạnh lùng nói là ai đánh ngươi chu hằng vừa nghe không khỏi thở dài con trai chính bị mẫu thân cưng chiều này mà làm hư ngươi xem còn không biết sự tình là thế nào tiểu ma nữ này đã đằng đằng sát khí còn tính đi đánh người đạp con trai mình, trên thực tế, Chu Hằng cũng rất tức giận. Hắn biết rõ tính cách con trai mình, nghịch ngợm thì nghịch ngợm, nhưng chỉ là đùa dai mà thôi. Nhưng nhìn dấu chân trên lưng Chu An có thể thấy là bị đá không nhẹ. Nếu không con trai sinh ra không có thể chất bốn thần thú, lại có một giọt máu thánh lưu truyền. Chỉ sợ một cước này đã bị trọng thương, phát hiện điểm này. Chu Hằng càng thêm tức giận, Chu An mới 7 tuổi A. Đứa nhỏ 7 tuổi thì có thể gây ra tội ác không thể tha thứ gì chứ? Có cần xuống tay độc ác vậy không, hơn nữa Chu Hằng cũng không phải không biết con trai mình. Đi, mang ta tới chỗ đó, ta thật muốn xem là ai dám cả gan đánh con ta. Chu Hằng lúc trước còn trách Hồng Nguyệt làm hư con trai, nhưng mà lúc sau lại biến thành lão hổ bao che con mình. Đúng, cha, đánh chết tên khốn nạn kia, con trai trở về chính là mời viện binh đấy chu an bóp chặt nắm đấm nhỏ vẻ mặt không dung thứ chu hằng không muốn để cho hồng nguyệt ra tay tiểu ma nữ này một khi xuất thủ ngay cả lão thanh long cũng phải đi ra hòa giải chuyện này là chuyện lớn rồi nhưng mà đến tột cùng là ai lại đi hạ thủ ngoan độc với một đứa trẻ như vậy nếu chu hằng không đem trả lại một cước này về sau hắn đừng xứng làm cha nữa vừa đi vừa nói đến tột cùng là chuyện gì xảy ra chu hằng dắt con trai xuất môn chuyện là thế này hôm nay con trai tính đi lão an ra mua bán ai bảo bọn họ dám dùng tên con trai làm họ cha lúc trước ngươi sao lại lấy cái tên như vậy cho con chu an đột nhiên đổi đề tài không phải suy nghĩ của hắn thiên mã hành không mà là sợ chu hằng biết hắn lại đi gây chuyện thị phi đánh mông hắn đây cũng không phải là chuyện một lần hai lần tiểu tử kia hiểu được cho nên đột nhiên lái sang chuyện khác hôm nay ta không trách ngươi làm cái gì, nói, là ai đạp ngươi một cước, là vì cái gì? Chu Hằng càng nghĩ càng giận, nếu không phải con trai hắn đủ mạnh thì một cước này đã chết rồi. Giết con của hắn, hai từ bảy tuổi, Chu Hằng cũng rất muốn giết người. Có phải hắn bế quan quá lâu hay không, không ngờ trong lòng vực lại có người dám chọc hắn. Ta vừa mới chạy vào lão An ra, lại phát hiện người bên trong đã chết sạch chu an sợ run cả người hắn có to gan lớn mật gây chuyện thị phi nhiều hơn nữa nhưng mà sát đạo với hắn thì còn rất xa lạ hả chu hằng nhướng mày ý thức được chuyện không đơn giản như vậy sau đó ta thấy một người áp người lên khuê nữ của lão an khuê nữ lão an không muốn người nọ liền đánh nàng con trai nhìn không ưa khuê nữ lão an cũng không xử tệ với con trai nên kêu hắn dừng tay chu an tức giận nói kết quả con trai đánh không lại hắn, còn bị hắn đạp cho một cước liền chạy về gọi viện binh. Ngàn vạn lần đừng để hắn giết khuê nữ lão An à, chu hằng mặt băng xương. Đây là có người diệt cả nhà An ra, còn muốn cưỡng gian khuê nữ An ra. Đây là trả thù sao, hay là tên ăn chơi chắc táng nào nổi lòng tham, giết người chỉ vì làm ác. Nhưng mà nói thế nào thì kẻ này gan thật lớn, bên trong long vực nghiêm cấm sát hại tộc nhân đây là quy củ lão thanh long quyết định ức vạn năm qua không có ai dám không tuân thủ. Nhưng mà kẻ này lại dám diệt cả nhà, thủ đoạn này chẳng những tàn nhẫn. Hơn nữa lá gan còn rất lớn. Lần này ngươi làm đúng. Chu Hằng vỗ vỗ đầu Chu An, tuệ tinh môn mở ra. Trong chớp mắt hắn đã xuất hiện ở trên vùng trời đại trạch An Gia, nếu đã biết ở đâu thì tới rất. Nhanh, cha, con trai khi nào mới học được chiêu ấy. Chu An tràn đầy hâm mộ hỏi, đương nhiên, tiểu tử kia khẳng định không dụng tâm nhớ. Học được chiêu thức ấy chỉ vì muốn chạy trốn nhanh hơn thôi. Tu luyện chăm chỉ đi. Ánh mắt Chu Hằng đảo qua, thân hình rơi xuống, đi tới cửa một gian phòng, hắn nhướng mày, nói. Người đợi ở bên ngoài, không được rời đi, Chu An tuy rằng bất mãn, lại không dám vi phạm. Hắn biết vị cha này ngoài hòa ái trong kiên cường, nói vậy nhất định phải nghe lời bằng không cái mông của hắn nhất định sẽ bị sưng phù, chu hằng vào phòng. Mặt mày càng lúc càng nhan, trong phòng có một khối nữ thi trần trụi, vẻ mặt đầy sợ hãi. Chán ghét và phẫn nộ, hiển nhiên trước khi chết bị lăng nhục. Cổ bị cắt đứt, máu tê chảy ra nhiễm đỏ cả sàn nhà, vẫn tới chậm, hung đồ chẳng những làm xong. Mà còn ung dung rời đi, bịch 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 tiếng bước chân vang lên. Ít nhất mười mấy người chạy tới, sau đó liền nghe một người nói, nơi này còn có người sống hả dường như không phải long tộc chúng ta chu hằng buông thần thức ra thấy rất nhiều người tràn vào của an gia xem ra có người thấy hung án này cho nên gọi người tới nhân loại hắn chính là hung đồ chỉ là hắn mới ra khỏi phòng đã nghe đám long tộc nhao nhao kêu lên ai nấy đều tức giận bọn họ cũng không có giao tình gì với an gia nhưng bây giờ nghiễm nhiên lại là ân oán giữa long tộc và loài người vậy tự nhiên tất cả long tộc đều đứng cùng trận tiến diệt môn đây là thủ đoạn tàn nhẫn bực nào khó trách cả đám phẫn nộ nói hưu nói vượn ta và cha vừa mới đến sao lại là hung thủ hung thủ là người khác ta tận mắt nhìn thấy hắn đang cùng khuê nữ lão an vật lộn ta còn bị hắn đá một cước đấy chu an không chịu nổi oan uổng kêu lên nghe hắn vừa nói như vậy lập tức có mấy người vọt vào phòng khi bọn họ đi ra ánh mắt như muốn giết người Xúc sinh, bọn họ nhìn chằm chằm Chu Hằng mắng, Chu Hằng lắc đầu, nói. Ta có thể lý giải tâm tình của các ngươi, nhưng ta quả thật không phải hung thủ. Hung thủ là người khác. Hắn mấy năm nay rất điệu thấp, luôn luôn tu luyện. Cho nên những long tộc bình thường này hoàn toàn không biết hắn. Còn muốn ngụy biện, mau mời đại tế ti đến, áp giải tên hung thủ này tế miếu. Mọi người nhao nhao kêu lên, ô, chương 1115, tính sổ. Chu Hằng đưa tay nhấn một cái, nói, "Hiện tại thời gian quý giá." Qua một giây hung thủ lại trốn xa Long vực hơn. "Các ngươi cứ xem, ta sẽ đưa hung thủ trở lại, hắn bây giờ có tu vi gì, thần thức trấn nhiếp." Mọi người nhúc nhích ngón tay cũng không được, Chu Hằng vận chuyển linh lực. Rút ra linh tính cỏ cây xung quanh hình thành vài bức họa, cỏ cây có linh. Bọn chúng cũng có thể thấy, cũng có thể nghe, cũng có thể cảm thụ. Chỉ là không có cách nào nói chuyện, không thể biểu đạt. Chu Hằng hiện tại rút ra trí nhớ trong cỏ cây. Đương nhiên, cỏ cây cũng không phải sinh linh trí tuệ. Trí nhớ của bọn chúng chỉ giữ được rất ngắn, hơn nữa, ít nhất phải là cường giả cấp hắc động mới có thể rút ra được, chính vì có hai chỗ khó như vậy. Hung thủ kia mới không diệt khẩu đám cây cỏ chứng kiến này, hoặc là nói, hắn căn bản không nghĩ đến, hay hoặc là, hắn to gan lớn mật đến căn bản không thèm để ý một cảnh tượng xuất hiện chỉ thấy một người thanh niên áo trắng đại khai sát giới trong nhà thị vệ an ra căn bản không địch lại mà thủ đoạn người này cũng cực kỳ tàn nhẫn thị vệ hắn cũng giết nô tỳ trốn chạy hắn cũng phải giết dường như giết chóc khiến hắn hưng phấn hơn cuối cùng hắn đi vào phòng ở tầm mắt cỏ cây bị chặn lại chỉ còn có thi thể đầy đất máu tươi đầy đất chính là hắn chu an tức giận nói hắn tuy rằng thể chất mạnh mẽ nhưng mà một cước kia vẫn rất đau chu hằng gật gật đầu đột nhiên buông thần thức ra bao phủ toàn bộ vĩnh hằng long tinh nếu người nọ còn ở trên tinh cầu này hắn dù đào ba xích đất cũng phải đánh chết người này hắn theo bản năng tránh đi cung điện của lão thanh long bởi vì theo bản năng hắn cho rằng người hành hung không có khả năng chạy vào đó miễn cho kinh động lão thanh long vậy hẳn là một gã nhân loại toàn thân không có một dấu hiệu nào của long tộc tuy rằng long tộc xanh ra đã là huyết mạch hoàn toàn phản tổ. Hay hoặc là đạt tới hắc động cảnh cũng có thể làm được. Nhưng mà Chu Hằng thật sự không tin có long tộc nào lại dám làm ác ở trước mặt lão thanh long. Như vậy, hắn đảo qua từng thành trấn tốc độ rất nhanh, thần thức của hắn mạnh mẽ. Nhưng vẫn còn kém lão thanh long rất nhiều. Nếu không đổi lại là lão thanh long thì chỉ cần đảo qua đã tìm được người nọ rồi. Hả? hắn đột nhiên ngừng lại, hắn tìm được tên nhân loại áo trắng kia ở trong một tòa thành thị. Tên kia không ngờ nhàn nhã ăn uống ở trong một tòa tử lâu. Vừa ăn vừa dùng mắt quét đám tiểu cô nương. Tức phụ bên dưới, khi thần thức chu hằng đảo qua hắn, hắn hơi hơi nhíu mi lại. Nhưng bởi vì thần thức chu hằng quét qua rất nhanh, hắn cũng không coi ra gì. Tiếp tục ngắm gái, chu hằng dắt tay của con trai, nói chúng ta đi tìm tên khốn nạn đó tính sổ tuệ tinh môn mở ra thân hình hắn nhoáng lên một cái đã biến mất thanh niên áo trắng điên rồi sau nơi này rõ ràng là vĩnh hằng long tinh là địa bàn của lão thanh long hắn lại dám chạy đến đây giết người gian dâm làm xong còn nhàn nhã ăn uống no say dường như đang muốn chọn mục tiêu mới tên này to gan lớn mật bực nào chu hằng cũng không có hứng thú muốn biết ý tưởng của một tên côn đồ nếu đối phương động sát ý với con hắn vậy hắn cũng không ngại vung đồ đao hắn cực kỳ giận dữ cha người rất giận hà chu an ngẩng đầu hỏi ha ha chu hằng sờ sờ đầu con trai cất bước đi ra trong nháy mắt đã tới trên vùng trời thành trấn mục tiêu hiện tại hắn cũng không vội trừ phi là cường giả hỗn độn cảnh nếu không ai không thể chạy trốn được dưới tầm mắt của hắn lư bá bá nói hai chữ ha ha này rất đả thương người chu an nói đừng nghe con lừa đê tiện kia chu hằng rất đau đầu con trai mình rất có thể bị con lừa đê tiện kia làm hư hắn dắt tay con trai chậm rãi đi trên đường phố tiến thẳng vào tủ lâu đừng nhìn chu an còn nhỏ nhưng mà hắn sinh ra chính là tinh thần cảnh mà tốc độ tu luyện lại khủng bố một lần ngoại lệ còn được tổ trì thanh tẩy bốn loại thể chất đều đã đạt đến tuệ tinh cảnh linh lực chỉ kém một chút nhưng cũng là thiên hà cảnh đỉnh phong. Tốc độ tu luyện như vậy cho dù Chu Hằng cũng phải ghen tị, hai cha con cho dù lừng thừng đi giao. Trong sân nhà, nhưng mà tốc độ vẫn nhanh tới kinh người, vẻn vẹn chỉ vài phút sau. Bọn họ đã tới cửa tửu lâu kia. Cha tên khốn kiếp kia ở trong đó. Chu An khí thế hung hăng nói, còn sắn tay áo như muốn đánh. Người chỉ cần nhìn là được rồi, Chu Hằng nói hắn cũng không muốn con trai nhỏ như vậy đã đánh đánh giết giết. Nhưng như vậy rất không đã ghiền. Chu An Chu mỏ, yên tâm, nhất định để ngươi xem mà ghiền. Chu Hằng an ủi, dắt tay con trai đi tới lầu 2. Lập tức đi về phía người áo trắng kia, thần thức thanh niên áo trắng cũng khá cường đại. Hắn lập tức đặt ly rượu xuống, sau khi ánh mắt đảo qua Chu Hằng, lộ ra vẻ nghi hoặc. Sau khi nhìn về phía Chu An, lập tức bừng tỉnh đại ngộ đánh nhỏ lớn đến chỉ là một cước kia của hắn rõ ràng có thể đạp chết tuệ tinh đế sao tiểu tử này lại còn sống hơn nữa giống như còn rất vui vẻ không giống bị thương gì hắn tự nhiên không biết trên người chu an đồng thời có thể chất bốn đại thần thú hơn nữa còn có một giọt máu thánh lưu chuyển hơn nữa đây chính là lão chu gia dòng độc đinh hạt giống lại là con trai của hồng nguyệt trên người lại thiếu bảo bối sao cho dù Chu An không có thể chất kinh khủng như vậy, hắn cũng có phù văn hộ thân. Chỉ là sợ con trai quấy rối, cho nên phù văn này cũng chỉ hoàn toàn thủ hộ thôi. Chỉ bảo đảm hắn không chết, cũng không bị trọng thương, Chu Hằng ngồi ở đối diện thanh niên áo. Trắng, Chu An lại đàng hoàng đứng ở sau lưng phụ thân. Lại nói hắn rất kính sợ người cha ruột này, chỉ cần Chu Hằng nghiêm túc. Hắn giống như chuột thấy mèo. Thế nào, muốn đòi nợ, thanh niên áo trắng cười khinh thường. Không được sao, Chu Hằng không vội vã ra tay. Ngươi, không đủ tư cách. Thanh niên áo trắng vươn một ngón tay ra lắc lắc. Người có tư cách, lòng tộc không được, cho dù lão thanh long kia đến đây, cũng không dám làm gì bản thiếu đâu. Thanh niên áo trắng ngạo nghễ nói, đừng nói chỉ giết vài người. Cho dù bản thiếu giết chết một nửa long tộc, lão thanh long kia cũng chỉ biết quặp đuôi thôi, oanh, lời này nói xong. Tất cả mọi người đều phẫn nộ, thanh niên nói cũng không nhỏ. Mà Long tộc phần lớn đều là người mạnh, bởi vậy có rất nhiều người nghe được. Tên này lại dám công nhiên sỉ nhục lão tổ tông bọn họ. Ai nhịn được chứ, người ngồi ăn cơm đều đứng lên. Vẻ mặt đầy phẫn nộ và sát khí nhìn về phía thanh niên áo trắng. Ha 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 ha, một đống rác rưởi. Thanh niên áo trắng cười lạnh, bản thiếu chính là Hắc Động Vương các người muốn tới đây chịu chết sao, sát khí xung quanh không giảm, hắc động vương thì thế nào? Bọn họ chết thì chết, cho dù chết, cũng phải bảo vệ tôn nghiêm long tộc. Bảo vệ tôn nghiêm của lão tổ tông. Mà chấp pháp đội không lâu sau sẽ đuổi tới, tên côn đồ này đừng nghĩ thoát thân. Ha 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 ha, vậy cái thân phận này là thế nào? Thanh niên áo trắng dùng một ngón tay chỉ vào mình, bản thiếu Âu Dương Đình. Xuất thân bạch cốt tông, gia sư chính là tân thánh nhân thạch dương thánh nhân thánh nhân long tộc rất mạnh mạnh đến nổi gần như vô địch nhưng mà cũng chỉ là gần như có mấy người hoặc là thế lực nào có thể áp đảo được long tộc tỷ như hồng nguyệt tỷ như năm đại thánh nhân mặc dù bây giờ mới xuất hiện bốn tôn thôi thạch dương thánh nhân tuy rằng vị tân thánh nhân này chính là một chuyện tiếu lâm lần đầu tiên muốn nổi bật đã bị hoặc thiên tát cho một trận nhưng mà đủ khả năng chê cười hắn cũng chỉ có ba vị tân thánh nhân mà thôi những người khác có tư cách sao? Thánh nhân vô địch Thạch Dương là thủy hóa thánh nhân. Nhưng cũng ở trong cái vòng thánh nhân à, phóng ra ngoài vẫn là vô địch đồ đệ của thánh nhân. Ai dám động, đây không chỉ là dũng khí, vừa động vào sẽ bị thánh nhân trả thù. Cho dù lão tổ tông cũng phải chạy ra bồi tội, đến lúc đó bị càng nhục hơn. Ha ha ha, một đống rác rưởi cho các ngươi một trăm lá gan thì thế nào, dám đụng đến một sợi lông của ta sao? Âu Dương Đình kiêu ngạo vô cùng, chỉ từng người một nói, bản thiếu đứng im ở đây. Các ngươi ai đám động vào bản thiếu? Đến đi, đánh ta đi, đã rắn thối vô dụng các ngươi. Chờ bản thiếu ăn uống no đủ, lại đi tìm vài tên long tộc giết giết. Vài nữ nhân long tộc xinh đẹp vui đùa một chút. Ha ha ha, bốp. Chu Hằng một tát quất tới, giòn tan vang dội, đánh cho Âu Dương Đình dúi đầu xuống sàn nhà cái đầu trực tiếp thò qua tầng dưới, bởi vì một cái tát này quá đột ngột. Vừa nhanh lại vừa mạnh, khi đầu Âu Dương Đình từ sàn nhà xuyên ra. Thậm chí hắn còn đang cười, phóc. Dưới lầu, có không ít người phun rượu ra ngoài. Tên này ở đâu ra vậy, đầu từ lầu 2 vỗ xuyên qua lâu một người còn cười vui vẻ như vậy. Đúng là cảnh giới cao à, trong thời gian ngắn, tiếng cười to không rớt. Âu Dương Đình lắc lắc đầu, lúc này hắn mới tỉnh táo lại, mình vừa bị đánh một bạt tay, thình. Thịch Âu Dương Đình hai tay trống trên sàn nhà, rút đầu ra, mặt đầy hung dữ. Lại dám tát mín, rất đáng ghét, ngươi thật to gan. Âu Dương Đình nhảy dựng lên, tay chỉ Chu Hằng, ngươi lại dám đánh ta. Bốp lại một cái tát nữa, Âu Dương Đình một lần nữa bị đánh rúi xuống sàn, cái mông trổng lên. Cái đầu xuyên qua sàn nhà, trước lạ sau quen lần này đám người lầu dưới phản ứng tốt hơn một chút, cũng không phun rượu ra ngoài nữa. Nhưng nhìn cái đầu này, nhìn Âu Dương Đình cắn răng nghiến lợi, không khỏi cảm thấy vui vẻ. Hỗn đàn, Âu Dương Đình lần thứ hai đầu rút ra, chỉ vào Chu Hằng nói, ngươi thật lớn mật. Thật to gan, hắn chỉ cảm thấy vừa ủy khuất vừa phẫn nộ. Hắn đường đường là đồ đệ của thánh nhân không ngờ hai lần bị người ta đánh dúi đầu vào sàn nhà đúng là vô cùng nhục nhã, thình thịch, lời vừa mới dứt mặt của hắn lần thứ ba ở dưới lầu. Ô, chương 1116, thay trời hành phạt. Ta có nói chưa, cực kỳ ghét kẻ nào chỉ vào mặt ta. Chu Hằng nhàn nhạt nói, cuối cùng cũng lên tiếng, cái tên khốn kiếp này, tuyệt đối là chưa. Nói, trong lòng Âu Dương đình mắng, nhưng hắn lại nhảy dựng lên, lần này đã học ngoan. Không tiếp tục chỉ tay vào Chu Hằng. Đây là kẻ rất mạnh, hắn dâng trào cảnh giác mãnh liệt, lần đầu tiên có thể nói là sơ suất. Nhưng lần thứ hai thì sao, cao thủ không có khả năng té ngã ở cùng một cái hố. Bị hai lần đánh té xuống đất, nói rõ thực lực của đối phương rất mạnh rất mạnh. Khẳng định nằm trên hắn, bằng không làm sao hai lần đều thành công, điều này cũng không kỳ quái. Bởi vì hắn mới Hắc động vương mà thôi. Còn long tộc bởi vì huyết mạch mạnh mẽ, vô số cường giả Hắc động cảnh ít nhất nhiều gấp 10 lần bạch cốt tông cũng không thành vấn đề, cho nên hắn gặp phải một hắc động hoàng, hắc động đế, thậm chí chân quân năm động cũng không kỳ quái, nhưng ngạc nhiên là long tộc này lại dám đánh mình, hắn không biết mình là bạch cốt nhất mạch hay sao? Hắn không biết bạch cốt nhất mạch có tân thánh nhân Thạch Dương hay sao? Nhưng mà ta càng ghét hơn, chính là có kẻ muốn giết con ta. Chu Hằng nhìn Âu Dương Đình, trong ánh mắt tuôn trào sát khí. Con ngươi, Âu Dương Đình liếc Chu An, hừ lạnh một tiếng. Đừng nói con của ngươi bây giờ còn sống yên lành, nếu thật giết thì đã sao? Chẳng lẽ ngươi còn muốn giết ta báo thù hả? Bốp, Âu Dương Đình bỗng cảm giác rác mặt đau rát. Trong lòng tuôn ra một loại giác ngộ, xem ra đây là lần thứ ba, quả nhiên. Trước mắt hắn hiện ra đám đông quen thuộc ở lầu một. Mọi người đều nhìn hắn như đang xem thằng ngu. Ngươi! âu dương đình nhảy dựng lên rất muốn chỉ thẳng vào chu hằng nhưng giơ lên được một nửa hắn bất chợt phản ứng lại vội mạnh mẽ thu hồi trợn mắt lên người khinh người quá đáng khinh người quá đáng chu hằng quả thật giận quá hóa cười người thiếu chút giết con của ta hơn nữa không phải là ngươi xuống tay lưu tình mà là con của ta đủ mạnh nhưng ngươi lại nói ta khinh người quá đáng đây là cái lý luận gì đây là cái lối suy nghĩ kỳ quái gì bốp hắn lại một cái tát đập cho âu dương đình xuống sàn nhà rồi trực tiếp đánh khi mặt của âu dương đình lần thứ tư xuất hiện ở lầu một người bên dưới đã không thấy lạ nữa uống rượu thì tiếp tục uống đang ăn thì tiếp tục ăn nhưng luôn có người mới vào nhìn thấy trên trần có ba cái lỗ thủng còn có một cái mặt người không khỏi hoảng sợ cái chuyện gì thế này Mấu chốt là, người xung quanh cũng bình tĩnh quá đi chứ, không thấy cái mặt ló ra từ lầu hai hay. Sao, bốp, Âu Dương Đình lại đứng dậy, lại bị đánh ngã, giống như đang cùng Chu Hằng diễn hài. Phối hợp rất là ăn ý, vì thế, trên sàn nhà lầu 2. Trên trần nhà lầu một không ngừng xuất hiện lỗ thủng mới. Nhanh chóng tăng lên 9 cái, Chu Hằng không có hứng thú đánh nữa. Tên cặn bã thế này sống để làm gì chứ, người khác không dám đụng tới người bạch cốt nhất mạch nhưng hắn dám dù sao về sau hắn cũng sẽ chém luôn tên tân thánh nhân thạch dương kia âu dương đình cuối cùng ý thức được không đúng sát khí của đối phương ngày càng mãnh liệt lạnh băng thấu đến xương làm cho máu cả người hắn muốn ngừng chảy hắn vội dùng thần thức phát ra tín hiệu cầu cứu lỡ như thật chết ở chỗ này ngay cả ngày sau có người giết chu hằng báo thù cho hắn thì còn ý nghĩa gì hắn cũng không sống lại được vì sao hắn vội hỏi con của ngươi còn không chết ta lại là truyền nhân bạch cốt tông ngươi không sợ dẫn tới họa sát thân hay sao chu hằng nhe răng cười nói nếu bạch cốt nhất mạch các ngươi đều là hạng người như thế này sẽ có một ngày ta chém sạch từ trên xuống dưới nhổ đến tận gốc ngươi ngươi thật to gan âu dương đình chấn động cũng như trước đó hắn nói lời khinh miệt lão thanh long lời chu hằng nói cũng ngang với tát nước bẩn lên thánh nhân thạch dương hắn là đồ đệ mà không nói lời nào quả thật là khinh sư diệt tổ vậy thì sao chu hằng lộ hết sát khí hắn đã hết tâm tình nói nhảm người không thể giết ta ta là đồ đệ thánh nhân thạch dương người giết ta toàn bộ long tộc phải xui xẻo âu dương đình lớn tiếng hô lên cứu binh còn chưa đến hắn chỉ có thể ra sức kéo dài thời gian vị đại nhân này xin hãy cân nhắc xung quanh các long tộc khác cũng khuyên bảo lúc trước và mặt âu dương đình quả thật sảng khoái hả giận nhưng nói tới giết cái tên khốn kiếp này không được vậy sẽ châm ngòi chiến tranh giữa long tộc cùng bạch cốt tông chuyện này biến lớn dối chu hằng mỉm cười nói ta không phải long tộc cho nên đây là ân oán cá nhân giữa ta và hắn với bạch cốt tông sẽ không liên lụy long tộc hắn hắn là loài người long tộc xung quanh kỳ quái vốn bọn họ tưởng chu hằng là cường giả cấp hắc động thế mới huyết mạch hoàn toàn phản tổ không nhìn ra đặc thù của long tộc không ngờ tới trong long vực lại còn một thế lực loài người khác dù dù cho chu hằng không phải long tộc cũng không được chuyện này xảy ra ở long vực cuối cùng nếu ngươi phủi mông chạy lấy người món nợ này còn không tính trên đầu long tộc bọn họ lại vội khuyên can chu hằng không đổi xác nói mặc kệ thế nào hôm nay kẻ này phải chết ai tới cũng không cứu được hắn thật là lớn lối. Ngay lúc này, tiếng nói ngạo nghễ còn lạnh lẽo vang lên tiếp lời. Một bóng người đi ra từ cửa sổ, thân hình nhỏ gầy, nhìn khoảng hơn 40 tuổi. Nhưng mặt đầy nếp nhăn, như già đến sắp lột hết ra. Kỳ sư huynh, kỳ sư huynh, Âu Dương Đình mừng rỡ, đây là đồ đệ thứ sáu của Thạch Dương, cường giả kỳ sơn cấp bậc bảy động. Bảy động đó, ngay cả chân quân chín động cũng có thể chống đỡ một hồi đương nhiên không phải loại chuẩn hỗn độn cảnh chín động tu viên mãn. Bắt đầu đột phá 90 bước, hắn vội vàng cáo trạng, tên này mở miệng ngông cuồng. Giám lăng mạ sư tôn đại nhân, kỳ sơn liếc chu hằng, ánh mắt lạnh băng, tử khí lan tràn. Hắn tùy tiện nói, người tự sát đi, không hỏi đúng sai, mặc kệ phải trái. Vừa đi ra liền bảo người ta tự sát, chu hằng thở dài, lắc đầu, sau đó mỉm cười. Bạch cốt tông quả nhiên đều cùng một dạng như nhau, vậy ta giết cũng yên lòng. Làm càn, Kỳ Sơn giận dữ, dám nói ra lời đại nghịch bất đạo như thế. Trước tiên giết kẻ hành hung, lại giết kẻ bao che. Chu Hằng thuận miệng nói, ta đã 7 năm không ra tay, mọi người đều đã quên ta rồi sao, dám đụng tới con trai của ta? Ha ha ha, hôm nay chẳng những ngươi phải chết, gia tộc chỗ ngươi cũng phải vì những lời của ngươi mà chết, không, còn phải diệt cửu tộc. Kỳ Sơn nói như đương nhiên, bạch cốt nhất mạch lệ khí thật nặng, Âu Dương Đình, gian dâm. Tàn sát, diệt cả nhà An gia hiện tại Kỳ Sơn này hở một cái là diệt cửu tộc. Bạch cốt tông này đều là cái gì thế? Còn có nguyên tắc tối thiểu hay không, Chu Hằng không để ý tới Kỳ Sơn. Chỉ nhìn chằm chằm Âu Dương Đình, tay phải đưa ra, ấm. Một mảnh lửa sôi trào, đây là pháp tác hỏa diễm cao tới 30 bước, Âu Dương Đình lập tức biến sắc hắn chỉ là hắc động vương thôi trước mặt lực phá hoại khủng bố như thế hắn tự nhiên chỉ có nước run dày kỳ sơn cũng toát ra kinh hãi hắn có thể cảm ứng được lực ngọn lửa đáng sợ của chu hằng nếu là bình thường khẳng định hắn không muốn là địch với đối thủ khó choi như vậy nhưng bây giờ đâm lao phải theo lao hắn không thể không đứng ra hắn chắn ngang trước mặt âu dương đình tế ra bảo khí một cây kéo khổng lồ chuyên cắt đầu người, Âu Dương Đình lập tức tăng mạnh dũng khí. Đây là một vị chân quân bảy động, dù cho đánh không lại cường giả chín động, nhưng muốn chống đỡ cho đến khi cứu binh tới thì không thành vấn đề. Hắn hết sợ hãi, nói: "Cái tên nhà ngươi có tật xấu, ta giết là long tộc, gian cũng là long tộc. Có liên quan gì tới ngươi? Con trai ngươi không chết không thương, chạy nhảy không sao cả." lại không có tổn thất gì, người hung giữ cái rắm đối với cách nghĩ kỳ quái của hắn. Chu Hằng đã không còn hứng thú lý luận nữa, thân hình lóe lên, đã đánh tới Âu Dương Đình. To gan, Kỳ Sơn ra tay ngăn cản, Chu Hằng lạnh lùng liếc hắn. Hung uy tuôn trào, Kỳ Sơn bỗng cả người nhũn ra. Mạnh mẽ khựng lại, Chu Hằng chụp lấy cổ họng Âu Dương Đình, sách hắn lên cao. Ngọn lửa cuốn quanh, bắt đầu thiêu đốt hắn không dùng toàn lực, hắn muốn Âu Dương Đình trả giá đắt vì giết nhiều người vô tội như. Vậy, a à, Âu Dương Đình kêu thảm thiết, hắn mới chỉ là hắc động vương. Trên đại đạo tử vong chỉ đi ra vẻn vẹn có ba bước. Làm sao chống nổi ngọn lửa cao tới 14 bước thiêu đốt. Có lẽ lửa cháy cũng không thể thiêu hết tạ ác của ngươi. Chu Hằng nhàn nhạt nói. Nhưng ta vẫn muốn thử xem. Thả người mau thả người kỳ sơn vừa giận vừa sợ vừa thẹn hắn lại bị một ánh mắt của chu hằng dọa sợ hoàn toàn là cực kỳ sỉ nhục hơn nữa nhìn bộ dáng của hắn chính là muốn đốt chết tươi âu dương đình trước mặt mọi người thế này là đánh vào mặt bạch cốt tông người long tộc xem mà hả giận lại tràn đầy lo lắng âu dương đình quá kiêu ngạo trước mặt mọi người thừa nhận giết rất nhiều long tộc lại cường bạo một nữ nhân long tộc ai mà nhịn được cơn giận này nhưng mà hả giận thì hả giận dù sao âu dương đình cũng là đồ đệ của bạch cốt thánh nhân giết hắn có thể xử lý ổn được sao không cần vội kẻ tiếp theo là ngươi chu hằng lạnh lùng nhìn kỳ sơn toát ra tươi cười đằng đằng sát khí âu dương đình liều mạng dãy rùa lại không phát ra được một chút âm thanh cổ họng của hắn đã bị cháy hỏng còn thần thức cũng bị chu hằng giam cầm nếm đủ đau đớn mà muốn, rên gì cũng không được, điều này rõ ràng càng khiến hắn khó chịu hơn. Không ngừng vung vẫy hai tay, muốn đẩy Chu Hằng ra. Nhưng lực lượng của hắn có thể so sánh với Chu Hằng hay sao? Ta bảo ngươi, buông tay. Cuối cùng Kỳ Sơn lấy hết dũng khí, hét lớn xông về phía Chu Hằng, ầm, Chu Hằng đánh ra một quyền. Đại ngũ hành phù văn lóe lên, năm loại pháp tắc 20 bước dung hợp hoàn mỹ với nhau cùng sinh cùng hỗ trợ, đẩy uy lực đến trình độ ít nhất 50 bước, 50 bước. Vậy đã có thể quy vào chuẩn hỗn độn cảnh, kỳ sơn làm sao đỡ? Dựa vào cái gì để đỡ, ầm, hắn bị đánh văng ra, sau đó bị chu hằng chộp lấy. ầm một cái ấn xuống đất, vì thế, quần chúng lầu một lại thấy một khuôn mặt mới, phụt mọi người. Lại phun ra, hôm nay sao mà nhiều thằng ngốc như vậy? Mỗi tên thay nhau biểu diễn loại tiết mục này người đang làm, trời đang nhìn, trời không phạt người, ta thay trời hành phạt. Chu Hằng lạnh lùng nói, ầm, ngọn lửa trên tay phải bùng lên, nháy mắt vào tới 30 bước. Âu Dương Đình lập tức bị đốt thành cho tàn. Trường 1117, Thạch Dương đến đây. Người, thật to gan, trong mắt kỳ sơn phóng hỏa, ngược lại không phải là hắn và Âu Dương Đình có. Giao tình sâu đậm, nhưng hiện tại Chu Hằng giết người trước mắt của hắn, chính là đánh vào mặt của bạch cốt tông hắn cũng cảm thấy trên mặt nóng rát tới phát đau các hạ còn chưa thỉnh giáo xưng hô như thế nào hắn bắt buộc chính mình tỉnh táo lại phát hiện mình không ngờ đến hiện tại còn không biết tính danh của chu hằng một phương diên khác hắn cũng đang trì hoãn thời gian bởi vì một lần đi tới vĩnh hằng long tinh cũng không chỉ có hắn và âu dương đình chu hằng mỉm cười hắn biết tính toán của đối phương nhưng hắn cũng không có tính toán che giấu thân phận của mình nói ta tên là chu hằng tin tưởng ngươi hẳn cũng nghe nói qua chu hằng trong lòng kỳ sơn lập tức sững sờ trên mặt không tự chủ được mà đổi màu tân thánh nhân của bạch cốt nhất mạch vì sao bị ăn tát trước mặt mọi người chính là bởi vì thạch dương muốn khi dễ một tiểu nhân vật của long tộc nhưng tiểu nhân vật kia cuối cùng lại chứng minh là sư đệ của hoặc thiên kết quả thọc vào tổ ong vò vẽ trong cơn giận dữ hoặc thiên đã đánh cho thạch dương chật vật mà chạy sau này lại có một tin tức kỳ quái truyền ra hoặc thiên khai trừ chu hằng khỏi thái hư tông bạch cốt tông chính là nhận được thông cáo của thái hư tông hẳn là sự tình thiên chân vạn xác có thể nói hai chữ chu hằng này liền đại biểu cho phân lượng nặng trịch tuy nhiên mất đi sự che chở của thánh nhân chu hằng cũng chỉ là chu hằng không còn là sư đệ của Hoặc Thiên, Kỳ Sơn lập tức chấn định lại. Trong lòng dâng lên một cỗ như vậy trách không được như vậy. Khó trách Chu Hằng chỉ là tu vi sáu động nhưng chiến lực lại ở trên hắn. Người ta chính là sư đệ của Hoặc Thiên. Luận bối phận còn cao hơn một tầng so với hắn. Có thể không lợi hại sao, hắn cân nhắc lợi hại ở trong lòng. Ý thức được chính mình muốn chiến thắng Chu Hằng cơ bản không có khả năng nhưng muốn ngăn chu hằng ở nơi này cũng không khó đến lúc đó tự nhiên sẽ có người mạnh hơn đến thu thập chu hằng ha 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 đi mòn gót giày không tìm được nguyên lai ngươi núp ở vĩnh hằng long tinh kỳ sơn cười to sau khi nhận được thông cáo của thái hư tông thạch dương liền phái người tìm kiếm tung tích của chu hằng muốn tìm ra đầu sỏ làm hắn mất mặt để xử lý đáng tiếc minh giới quá lớn từ đầu đến cuối không có tìm được bây giờ bị hắn phát hiện đây chính là một công lao lớn chu hằng mỉm cười nói thương thế trên mặt tân thánh nhân của các ngươi tốt lên chưa sắc mặt kỳ sơn không khỏi nghẹn tới hồng đây thật là nói điều không nên nói làm điều không nên làm thạch dương bị ăn tát ngay trước mặt mọi người chẳng những là bản thân thạch dương kiêng kỵ cũng là cấm kỵ của toàn bộ bạch cốt tông ai nói thì người đó chết lớn mật hai tay hắn cuốn tới lập tức đánh ra vài đạo lực lượng mạnh mẽ quang huy của phù văn mãnh liệt như tinh quang rực rỡ đầy trời người hành hung đã toi giờ đến phiên người bao che là ngươi rồi chu hằng cũng phát động công kích tuệ tinh môn nhoáng lên một cái hắn đã xuất hiện trước mặt của kỳ sơn tay phải chụp tới ngũ đạo quang hoa đồng loạt lưu chuyển đây chính là đại ngũ hành phù văn hơn nữa còn là đại ngũ hành phù văn thôi diễn ra hai mươi bước xa xa vượt ra khỏi cực hạn của hỗn độn thiên kinh, năm người 20 bước, cộng lại 100 bước. Tuy rằng không thể đơn giản trồng lên, nhưng ngũ hành hợp nhất, tương phụ tương sinh. Đạt tới uy lực của pháp tắc 50 bước trở lên lại là không thành vấn đề, cái này tương đương với. Chiến lực của chuẩn hỗn độn cảnh, kỳ sơn mặc dù là cường giả bảy động. Nhưng bảy động có thể chống cự lại chuẩn hỗn độn cảnh, âm, cả người hắn lập tức lảo đảo lui về phía sau, nghiêng ngả lào đảo trong miệng cuồng phun máu tươi. Nhưng lại không phải kẻ địch của Chu Hằng, Chu Hằng cũng là trượt lui ba trượng. Uy lực pháp tác của hắn tuy rằng cường đại, nhưng lực lượng thực tế dù sao vẫn chỉ là sáu động. Cho dù là thể chất gia tăng lực lượng cũng không thắng được một vị cường giả bảy động, nhưng hắn chỉ là bị đẩy lui, kỳ sơn lại bị đánh cho học máu. Liếc mắt một cái đã so sánh được thực lực của hai bên, Chu Hằng thét dài một tiếng dưới chân điểm một cái lại tấn công kỳ sơn kỳ sơn bày ra tư thế phòng ngự nhưng hắn thấy hoa mắt đã mất đi bóng dáng của chu hằng sau đó chu hằng quỷ dị xuất hiện bên trái của hắn đánh tới một quyền hắn vội vàng lắc mình đồng thời xuất trưởng ngăn đón nhưng thân pháp của chu hằng thật sự vừa nhanh lại quỷ dị hắn há có khả năng hoàn toàn tránh ra một trưởng vội vàng bị chu hằng tránh ra vai trái lại bị đánh trúng bành lần này đến phiên hắn bị đánh bay chỉ cảm thấy cả vai trái đúng là hoàn toàn mất đi cảm giác hắn quay đầu nhìn lại chỉ thấy vai trái của mình không ngờ bị đánh nát một khối hiện ra từng lớp xương trắng cùng máu tươi đỏ sẫm hắn không khỏi hít ngược một hơi khí lạnh công kích của đối phương cuồng bạo như thế ngay cả phòng ngự của hắn không ngờ cũng không có thể hoàn toàn ngăn cản kỳ sơn không khỏi suy nghĩ ở trong lòng xem mình có khả năng lưu chu hằng lại không, có lẽ có khả năng. Có lẽ phải bỏ ra tánh mạng của mình, ý nghĩ như vậy làm hắn cũng cảm thấy buồn cười. Một gã cường giả sáu động có thể uy hiếp được tánh mạng của cường giả bảy động. Nhưng nhìn đả thương trên vai, kỳ sơn lại là một chút cũng cười không nổi. Hắn hoàn toàn có thể cảm giác được khí tức tử vong. Người cũng lên đường đi, chu tru hằng truy kích tới, hắc kiếm đã là tế xuất ra không cần lăng thiên cửu thức, với thực lực bây giờ của hắn có thể chém kỳ sơn, tinh khí sinh. Mệnh của một gã cường giả bày động vẫn là rất bổ, ai bảo kỳ sơn đáng chết. Thúi lắm, kỳ sơn hồn hển quát, hắn chính là cường giả bày động. Chỉ cần hắn một lòng muốn chạy trốn. Trên đời này trừ bỏ thánh nhân căn bản không có người lưu hắn lại được, hắn nghĩ như vậy. Lập tức hành động, chuồn mất, hưu, hắn triển khai không gian thuấn di, nhoáng lên một cái tái hiện đã là ngoài trăm dặm, khó trách hắn có lòng tin như vậy. Bởi vì hắn tạo thành hắc động thuộc tính không gian, nắm giữ năng lực thuấn di, nhưng đối thủ của hắn là ai, truyền nhân chính tông của Thái Hư Tông. Lại đi ra 20 bước ở đại đạo không gian, hơn nữa lại tạo thành 100 tuệ tinh. Bởi vậy tạo thành quái vật tuệ tinh môn, tuệ tinh môn nhoáng lên một cái. Chu Hằng đã đuổi kịp Kỳ Sơn, bổ ra một kiếm, Kỳ Sơn chợt cảm thấy sau lưng truyền đến sát khí lạnh lẽo, nhìn lại, không khỏi sợ tới mức toàn thân hắn lông tóc dựng đứng, không ngờ Chu Hằng. Đuổi theo tới, nhanh như vậy, hơn nữa, hắn sử dụng không gian thuấn di. Đối phương làm sao biết vị trí hắn đi ra ngoài, mặt mũi Chu Hằng lãnh khóc. Bạch Cốt Tông nếu không có người tốt, vậy hắn liền thay trời hành đạo. Xử lý thêm một người là một người. Hắn chính là đi ra 20 Bạch Cốt Tông ở pháp tắc không gian, kỳ sơn lại chỉ là năm bước lại thêm với ngộ tính chu hằng thông qua dao động của một cái để tính ra vị trí xuất hiện sau khi thuấn di thì có khó khăn gì đinh kỳ sơn lấy cây kéo lớn vừa đỡ vừa lui về phía sau ngăn trở hắc kiếm chém xuống một mảnh quang hoa huyễn lệ chấp động xu thế hắc kiếm hạ xuống bị ngăn trở nhưng trên kéo cũng hiện ra chỗ hỏng chừng hạt gạo điều này làm cho kỳ sơn đau lòng không thôi hàn xương tiễn chính là bảo khí hắn săn sóc ân cần nhiều năm a à hiện tại chỉ là cản một kiếm liền có chỗ hỏng, bảo hắn có thể nào không lòng như đao cắt. Tuy nhiên, sau khi ánh mắt của hắn xẹt qua hắc kiếm, không khỏi bật thốt lên. Hắc ảnh kiếm, đây chính là thánh khí của Thái Hư Tông. Bảo khí đời trước Thái Hư Thánh Nhân sử dụng, hiện tại tuy rằng bị gãy. Nhưng Kỳ Sơn vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra được. Dù sao nhất mạch của ngũ đại thánh nhân hỗ tương nhau như cây liền cành quan hệ chặt đứt chính là cực tốt sau đó hắn tự buồn bực chu hằng không phải là bị khai trừ khỏi thái hư tông sao như thế nào còn nắm giữ bảo khí cao nhất của thái hư tông nữ nhân nói quả nhiên không thể tin tưởng hoặc thiên vì chu hằng có thể tát vào mặt một vị thánh nhân trước mặt mọi người điều này sao có thể thuần túy là quan hệ sư tỷ đệ rõ ràng là gian phu dâm phụ a à, bây giờ vợ chồng son người ta giận dỗi hoặc thiên tức giận đuổi chu hằng ra khỏi thái hư tông cũng không có thu hồi lại hắc ảnh kiếm cái này đã nói rõ hết thảy không sai người có thể chết ở dưới hắc ảnh kiếm cũng coi như rất có mặt mũi chu hằng tay phải cầm kiếm chém liên tục tay trái thì vận chuyển đại ngũ hành phù văn trấn áp kỳ sơn vô cùng hoàng hốt đại ngũ hành phù văn có thể làm hắn bị thương nặng mà hắc kiếm còn kinh khủng hơn nữa sát khí sông lên tận trời, bị nó chém trúng chỗ yếu hại hẳn phải chết. Trừ phi hắn có thể đạt tới chuẩn hỗn độn cảnh mới có thể chống cự pháp tắc không gian hỗn loạn. Trong đó, đây chính là hỗn độn khí mà Thái Hư Thánh Nhân năm đó sử dụng. Được vị Thánh Nhân này ôn dưỡng không biết bao nhiêu. Hoàn toàn bị nhốt vào pháp tắc không gian mà vị Thánh Nhân này nắm giữ sau khi bị chém trúng. Lực lượng không gian trong nháy mắt tiếp xúc có thể giết chết sinh cơ, không phải chuẩn hỗn độn cảnh không thể ngăn cản càng làm cho đầu hắn đau chính là thân pháp của chu hằng thật là quỷ dị dường như có thể hoàn toàn không thấy không gian tồn tại có thể tùy ý xuất hiện ở bất kỳ địa phương nào điều này làm cho hắn quả thực không thể chống đỡ được hừ tân thánh nhân nhưng tông ta ở ngay tại vĩnh hằng long tinh ngươi còn dám hành hung thật sự là không biết sống chết kỳ sơn thật cũng không muốn nói ra bí mật này, nhưng tánh mạng của mình đã là ngàn cân treo sợi tóc. Hắn đâu còn quản được Chu Hằng có thể sợ quá chạy mất hay không, không để Chu Hằng sợ quá chạy. Mất, hắn sẽ chết, như thế, sự lựa chọn của hắn còn không đơn giản sao, Chu Hằng thoáng sửng sốt. Thạch Dương đến Vĩnh Hằng Long Tinh, đây cũng là lần đầu tiên Thạch Dương xuất môn sau khi bị tát vào mặt A, người này lòng dạ hẹp hói. Rõ ràng là Long Tộc đưa viện thủ ra ở thời điểm Bạch Cốt Tông Nguy Nan cũng là chính bản thân hắn đưa sư muội yêu dấu vào long tộc. Nhưng vừa quay đầu liền trở mặt, hắn đến long tộc là vì, báo thù, sao, tuy rằng Chu Hằng cho rằng. Long tộc hoàn toàn không nợ hắn, nhưng hiển nhiên Thạch Dương sẽ không cho là như vậy. Ta đây phải nắm chặt thời gian giết chết người trước tiên, Chu Hằng mỉm cười. Tôn chỉ của chúng ta chính là tuyệt không buông tha người xấu, đáng ghét. Lại còn dám trêu chọc chính mình, Kỳ Sơn tức giận vô cùng nhưng hắn lại là ngay cả thời gian cãi lại cũng không có. Một đường bay đi về phương hướng thần điện của lão Thanh Long. Chỉ là không ngừng ngăn cản công kích của Chu Hằng, Chu Hằng lập tức giật mình. Thạch Dương khẳng định liền ở chỗ của lão Thanh Long, xem ra. Phải xuống tay nhanh hơn, hắn truy đuổi nhanh, ngay cả vòng thiên hà cũng tế ra. Tuyệt không có thể để cho Kỳ Sơn có cơ hội chạy trốn, ầm. Ầm ầm, kỳ sơn liên tục nôn ra máu, sau khi vòng thiên hà tế xuất, hắn rốt cục lâm vào tuyệt cảnh. Cho dù là hắn liều mạng chống cự cũng không thể vãn hồi kết quả liên tiếp bị đánh. Uy hiếp tử vong luôn lởn vởn ở đỉnh đầu của hắn, nhưng mà. Tốc độ của cường giả bày động là nhanh bực nào, bọn họ một chạy một đuổi. Không bao lâu liền đã đi tới trên vùng trời của tổ long điện. Sư, kỳ sơn mừng rỡ, vội vàng kêu lên, nhưng vừa nói ra một chữ sư hắn liền phát hiện mình cũng không nói nốt được chữ phụ nữa, bành, đầu của hắn trực tiếp theo. Quán tính bay lên, rơi xuống trên mặt đất. Văng ra một cơn mưa máu, sau khi lăn liên tục vài vòng. Đầu hắn mới dừng ở cửa chính của tổ Long Điện. Trường 1118, trêu đùa thánh nhân. Khi Thạch Dương đi ra từ tổ Long Điện, liền nhìn thấy đồ đệ của mình. Hẳn là đầu của đồ đệ mình đang dùng ánh mắt trống rỗng nhìn mình, trên mặt trên mặt có mừng rỡ lại có vài phần khiếp sợ rất là phức tạp sắc mặt của hắn không khỏi trở nên u ám chính là trong vĩnh hằng long tinh người nào to gan lớn mật dám giết đồ đệ của hắn hắn lập tức mở thần thức ra tìm tòi máu huyết của kỳ sơn còn vô cùng mới hẳn là vừa mới chết không lâu hung thủ tuyệt không có đi xa nhưng hắn vừa mới mở thần thức ra lại phát hiện trên bầu trời không ngờ có một người lơ lửng hung thủ giết người lại còn không trốn, thật to gan, lông mày thạch dương không khỏi nhướn lên, lộ ra sắc mặt giận dữ. Đây là khiêu khích trần chuồng đối với hắn, tên nào to gan lớn mật như thế. Thạch lão huynh, chúng ta lại gặp mặt, chu hằng phất phất tay, mặt tươi cười, chu. Chu hằng, sắc mặt của thạch dương trong nháy mắt trở nên vô cùng đặc sắc. Một lúc xanh một lúc đỏ lại một lúc trắng, bị hoặc thiên tát vào mặt trước mặt mọi người. Đây là nhục lớn trong đời hắn, mà đầu sỏ gây nên hết thảy đúng là Chu Hằng, hắn thực ra không? Hận Hoặc Thiên, chỉ là hận Chu Hằng, đương nhiên. Hắn không hận Hoặc Thiên là bởi vì không dám hận. Người ta ở hỗn độn cảnh có thể hoàn toàn nghiền ép hắn. Hiện tại muốn tát vào mặt của hắn liền tát. Đối thủ kinh khủng như vậy hắn dám hận sao, hận lại báo không được thù. Chỉ có thể uổng công kìm nén mà bị nội thương, cho nên người thông minh như Thạch Dương Đương nhiên sẽ chọn không hận, không hận vậy cũng không cần giấu trong lòng, Thạch lão. Huynh, trong lòng Thạch Dương dâng lên một đoàn ngọn lửa. Tiểu tử này lại dám xưng huynh gọi đệ cùng mình. Quả thật từ bối phận mà nói, Chu Hằng là sư đệ của Hoặc Thiên. Gọi hắn một tiếng Thạch lão huynh cũng được, nhưng hắn là thánh nhân a, à, thiên hạ chỉ có 5 người. Đối với thánh nhân nhất định phải tuyệt đối kính sợ, đừng nói Chu Hằng là sư đệ của Hoặc Thiên chính là sư thúc sư bá của Hoặc Thiên, nhưng thời điểm đối mặt với một vị thánh nhân. Nhất định phải cung kính có thừa. Chu Hằng, không nghĩ tới lại gặp ngươi ở chỗ này. Tốt lắm, tốt lắm. Phi thường tốt trong ánh mắt của Thạch Dương sát khí sôi trào. Hắn tìm Chu Hằng đã 10 năm, nhưng minh giới quá lớn, nếu muốn tìm một người. Đừng nói 10 năm, chính là 1.000 năm, 10 vạn năm đều là chưa đủ giết đồ đệ của ta, ngươi thật to gan, Chu Hằng cười ha ha một tiếng, nói. Sai lầm rồi, còn không dừng lại như vậy, còn có một người tên Âu Dương Đình. Ta nhìn không vừa mắt, cũng cùng nhau thay thạch lão huynh thanh lý môn hộ. Ta nói thạch lão huynh, loại đồ đệ không chỉ biết bại hoại gia phong này ngươi vẫn là nên thu. Ít đi vài người đi. Người tốt xấu gì cũng là thánh nhân, thời điểm thu đồ đệ chú ý một chút ngươi nhìn lại xem hai người đồ đệ này của ngươi đều là mặt hàng gì. Có đúng hay không, thạch lão huynh, mỗi khi hắn nói một tiếng thạch lão huynh. Sắc mặt của thạch dương sẽ xanh thêm một phần, sau khi đợi cho hắn nói xong. Mặt của thạch dương đã từ xanh biến thành đen. Tiểu hữu oan ra nên giải không nên kết. Bản tôn làm chứng, người nhận sai, sự tình này sẽ bỏ qua, lão thanh long cũng đi ra theo trong lòng hắn kinh hoàng chu hằng thật không hỗ là sư đệ của hoặc thiên năng lực rước lấy họa mạnh đến nổi kinh người còn không có đi vào hỗn độn cảnh đã bắt đầu giết đồ đệ của thánh nhân trò học từ thầy mà giỏi hơn thầy a à, bỏ qua vẻ mặt thạch dương đầy sát khí hai gã đệ tử của bổn thánh sao có thể chết vô ích đúng vậy ta giúp ngươi xử lý hai tên đệ tử bại hoại môn phong tại sao có thể ra tay không công người phải ngay mặt cảm ơn ta một mới đúng, Chu Hằng cũng lắc đầu tỏ vẻ không thể cứ quên đi như. Vậy, Thạch Dương tức giận đến toàn thân phát run, người giết đồ đệ của ta. Còn muốn ta cảm kích ngươi, ngươi cho ta là ngốc sao? Chu Hằng, người đã bị hoặc thiên khai trừ khỏi thái hư tông. Còn có cái gì để dựa vào, Thạch Dương đà kích nói, hắn hận Chu Hằng. Hận đến mức không thể đơn giản một trưởng chụp chết Chu Hằng để giải hận mà là phải tận khả năng đà kích chu hằng thật là có lão thanh long nói ở trong lòng chu hằng bây giờ cùng tiểu ma nữ kết thành vợ chồng ngay cả đứa con cũng có hồng nguyệt là ai hỗn độn cảnh đệ nhất thiên hạ đừng nói hồng nguyệt chính là lão thanh long tới cũng đủ để tạo thành phá hư bạch cốt tông trừ phi cả đời thạch dương không rời đi coi chừng bạch cốt tinh vực ngàn vạn lần không nên đánh giá thấp lực phá hoại của một vị cường Giả hỗn độn cảnh, nhất là 500 bước trở lên, Hồng Nguyệt lại đi ra 1.000 bước ở lĩnh ngộ pháp tác. Toàn bộ minh giới chỉ có hoặc thiên mới có thể so sánh, vượt qua. Thạch Dương ngươi nếu giết Chu Hằng. Như vậy Hồng Nguyệt trả thù cũng chỉ có một mình Thạch Dương có thể may mắn thoát khỏi. Nhưng một đời thánh nhân nhất định vĩnh viễn cô độc Chu Hằng mỉm cười, nói, Thạch Lão Huynh. Nói chuyện khách khí một chút, không cần thất thố như vậy chúng ta đều là người có thân phận lớn chó sủa không thích hợp với chúng ta người không cần tự cam đọa lạc lão thanh long ở một bên nghe xong ra mặt cũng nhăn lại tiểu tử này miệng cũng quá độc a à. nếu đổi lại là hắn nghe xong lời này cũng không thể nhẫn chó sủa so sánh thánh nhân thành chó như vậy thích hợp sao hảo hảo thạch dương toàn thân run run sát khí trong đôi mắt lại càng ngày càng mãnh liệt Hắn vốn muốn đả kích Chu Hằng, lại không nghĩ rằng miệng lưỡi của đối phương ác độc như vậy. Ngược lại chọc hắn giận gần chết, tiếp tục đấu võ mồm nữa. Hắn chỉ có phần chịu thiệt, giết Thạch Dương dần dần bình tĩnh trở lại. Làm gì cần tức giận với một người chết, hắn giơ tay phải lên, một mảnh tử khí bốc lên. Bạch cốt nhất mạch tu chính là Tử vong chi đạo. Thạch Dương thánh nhân, cho bản tôn một lần mặt mũi không nên động võ lão thanh long vượt lên cản đường thạch dương cười ha ha tiếng cười lại là lạnh như băng chỉ có vô tận sát khí hắn nói tiểu tử trước mắt này giết một đồ đệ của ta là hai người chu hằng sen mồm thiện ý nhắc nhở tay phải của thạch dương không nhịn được nắm chặt lại tiếng vang khớp xương dữ dội liên tiếp phát ra cho thấy nội tâm phẫn nộ lúc này của hắn ngươi còn muốn ta bán mặt mũi cho ngươi vậy mặt mũi của ta ngươi còn có mặt mũi không phải sớm bị hoặc thiên tát cho không còn sao chu hằng lại nói giống như lời bộc bạch trong vở kịch nếu nơi này không phải vĩnh hằng long tinh lão thanh long khẳng định sẽ bật cười cũng không có biện pháp hiện tại hắn coi như là đương sự lúc này lấy hòa giải là trách nhiệm mà không phải châm ngòi thổi gió chu hằng ngươi cũng cho bản tôn một lần mặt mũi mọi người đều lùi một bước lão thanh long cố sức giảng hòa hắc hắc bản tôn đã chết hai đồ đệ nên hữu nghị như thế nào thạch dương cười lạnh để tiểu tử này tự sát bản tôn sẽ không truy cứu thân nhân của hắn nếu không cửu tộc liên chu khẩu khí thật lớn âm thanh khinh thường trào phúng vang lên lại là kiều mị êm tai vô cùng dễ nghe đây là ai a à? thạch dương giận dữ quả thực hoài nghi mình rốt cuộc có phải thánh nhân hay không như thế nào có người dám đối kháng cùng hắn hắn quát to ai đi ra hồng nguyệt bước ra một cước đạp xuống chính là một đạo huyết nguyệt nở rộ tôn quý cao nhã chư thiên pháp tắc nở rộ như đóa hoa vậy phô trương như vậy chính là thạch dương cũng làm không được hắn là thánh nhân nhưng ở lĩnh ngộ pháp tắc hắn chỉ đi ra hơn một trăm bước mạnh là lực lượng muốn cho pháp tắc cộng minh thừa nhận hắn để hắn sử dụng đừng mơ tưởng hồng nguyệt thạch dương nhướng mày làm thân của nguyên bạch cốt thánh nhân hắn tự nhiên nhận thức Hồng Nguyệt. Năm đó đã từng theo đuổi vị Mỹ nữ tuyệt sắc vô cùng cường đại này. Đáng tiếc lại bị Hồng Nguyệt tuyệt đối coi thường. Người muốn giết phu quân của bản tôn cho dù đối mặt với một vị thánh nhân. Hồng Nguyệt cũng không có lòng kính sợ gì trong khẩu khí giống như cư cao lâm hạ trên thực tế. Nàng đi ra một nghìn bước ở lĩnh ngộ pháp tắc thánh nhân tất nhiên có thể đánh bại nàng. Nhưng có thể chân chính uy hiếp được sinh mạng của nàng cũng chỉ có hoặc thiên đồng dạng đi ra một nghìn bước ở pháp tắc, huống chi là thánh nhân như thạch. Dương, cái gì của ngươi, thạch dương thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Hoặc thiên với chu hằng đã rất không minh bạch. Hiện tại ngay cả Hồng Nguyệt cũng trở thành nữ nhân của Chu Hằng, hoặc thiên với Hồng Nguyệt A. Đây chính là hai đóa tuyệt thế kiều hoa của minh giới. Xinh đẹp phong tình không có nữ nhân thứ ba có thể sánh vai, năm đó có bao nhiêu nam nhân mong nhớ các nàng ngày đêm, nằm mộng cũng muốn cùng nhau thu thầy trò hai người vào hậu cung. Nhưng hết lần này tới lần khác hai nàng đều là cường đại đến thái quá. Đừng nói thầy trò cùng thu, chính là một người trong đó cũng chỉ là hy vọng xa vời, thạch dương. Đương nhiên cũng nghĩ tới xa như vậy. Thậm chí thời điểm khi hắn thành thánh còn có ý nghĩ tạ ác. Chính là lợi dụng thân lực lượng cường đại hiện tại của hắn cấp hai đóa kiều hoa về nạp thiếp đáng tiếc mộng đẹp của hắn lập tức liền bị hoặc thiên đánh cho tỉnh mà hiện tại một đối tượng ảo tưởng khác hắn cũng là nữ nhân của người khác hơn nữa người khác này vẫn là chu hằng không thể nhẫn nhịn a à. không thể nhẫn nhịn a à. thạch dương cười lạnh năm đó hắn quả thật bị hồng nguyệt tùy ý trà đáp. nhưng hiện tại hắn đã thành thánh lực lượng không biết đã tăng lên gấp bao nhiêu lần đạt tới trình độ lấy lực phá pháp ngươi ở pháp tắc lĩnh ngộ cao tới đâu lại có thể chống cự lực lượng của thánh nhân chu hằng nghiêng đầu nói với hồng nguyệt đã thu thập thỏa đáng đương nhiên hồng nguyệt gật đầu chu hằng cũng cười cười khi hắn biết thạch dương cũng tới vĩnh hằng long tinh liền biết rằng sự tình không có khả năng hữu nghị lập tức truyền âm cho chu an để hắn trở về thông chi cho hồng nguyệt đưa mọi người tiến vào tiên cư không có lo toan cho người nhà hắn mới có thể toàn lực đọ sức với một vị thánh nhân thạch dương không phẩm không đức chu hằng tin tưởng hắn làm được chuyện dùng người uy hiếp không biết xấu hổ đó người dựa vào đâu mà giao thủ cùng ta thạch dương khinh thường nói ầm um, hồng nguyệt ra tay một đạo huyết nguyệt nở rộ làm cho thạch dương không xuất thủ hóa giải không được đây chính là một vị cường giả hỗn độn cảnh một nghìn bước công kích của hồng nguyệt cho dù là không giết được hắn cũng có thể đả thương hắn hồng nguyệt ngươi bây giờ không phải là đối thủ bổn thánh thạch dương có vẻ rất thực nhẹ nhàng dù sao lực lượng của thánh nhân quá cường đại hắn nhìn hồng nguyệt trong ánh mắt không che giấu vẻ chiếm giữ mãnh liệt làm nữ nhân của bổn thánh bổn thánh có thể cân nhắc để cho tiểu tử này một con đường sống không biết xấu hổ chu hằng hừ một tiếng chúng ta đi còn muốn chạy thạch dương cười lạnh bị một thánh nhân để mắt tới mặc kệ trời đất bao la các ngươi có năng lực chạy đi nơi đâu hồng nguyệt một tay nắm lấy chu hằng bước ra một cái đã là đi xa vô cùng, chính là Thạch Dương phong cấm thiên địa cũng đeo vô dung. Hắn ở pháp tác bại bởi Hồng Nguyệt nhiều lắm. Không được đi, Thạch Dương cũng không lo lắng, hắn đã khóa được hai người kia. Mà liều mạng tốc độ, thánh nhân là đệ nhất thiên hạ, nhưng hắn chỉ mới đuổi theo ra vài bước thì. Trên mặt đã biến sắc bởi vì, Chu Hằng cùng Hồng Nguyệt rõ ràng là vọt xuống phía dưới ma hải. mười 1119, chật vật ma chạy đây là đang tự sát ma hải là địa phương khủng bố bậc nào đó là nơi ngay cả thánh nhân đều phải dừng bước sâu trong ma hải ngay cả thánh nhân đều không dám đặt chân khi bị vô số bóng ma bao vây thánh nhân đều sẽ có nguy hiểm ngã xuống nhưng thạch dương lập tức gật đầu trong lòng bất kể chu hằng và hồng nguyệt chạy tới địa phương nào đều không có khả năng tránh được một vị thánh nhân truy kích ngược lại là ở trong ma hải này còn có một đường sinh cơ bởi vì tử linh bóng ma quá đặc thù chỉ có pháp tắc mới có thể thương tổn đến đặc tính như vậy quyết định cho dù là thánh nhân đều chưa chắc là lựa chọn tốt nhất đối phó tử linh ngược lại chỉ xem nắm giữ pháp tác đi càng xa đối phó tử linh càng hữu hiệu hồng nguyệt ở lĩnh ngộ pháp tác đi ra một nghìn bước nghĩa là ở trong ma hải hồng nguyệt so với thạch dương càng có sức sát thương tuy nhiên cũng chỉ là càng có sức sát thương mà thôi thánh nhân được thiên địa chiếu cố lực phòng ngự cũng mạnh đến khủng bố ngay cả hỗn độn cảnh một nghìn bước cũng chỉ là có thể gây tổn thương lại giết không chết nhưng lực phòng ngự mạnh bao nhiêu giết được nhanh giết được nhiều cũng không đại biểu là có thể kiên trì được lâu hơn thạch dương chỉ thoáng do dự liền quyết định mạo hiểm đuổi tiếp một là hắn quá hận chu hằng hai là có được hồng nguyệt cũng là giấc mộng từ lâu nay của hắn giờ phút này cơ hội ngay tại trước mắt Hắn lại làm sao có thể bỏ qua, vút vút trước sau ba bóng người đều với tốc độ vô cùng nhanh tiến. Vào trong Ma Hải, lúc này thật đúng là chơi lớn rồi, lão Thanh Long nghĩ nghĩ. Hắn mới không muốn tiến vào Ma Hải. Tất cả mọi người đều không rõ ràng bằng hắn và ba đại thần thú khác. Hiểu biết nguy hiểm của Ma Hải, mà Cố Tình Chu hằng lại là khắc chế Tử Linh Gắt Gao, lúc này. Ngay cả thánh nhân đều phải xui xẻo, vẫn là nhanh chóng liên hệ hoặc thiên một chút đi. Tuy rằng Hoặc Thiên đã đem Chu Hằng khai trừ khỏi Thái Hư Tông. Nhưng chuyện giữa nam nữ ai lại có thể nói được rõ ràng chứ, thông báo một chút dù thế nào cũng. Không sai, không thông báo vạn nhất để Chu Hằng xảy ra chuyện. Về sau Hoặc Thiên trách tội thì làm sao bây giờ, Hồng Nguyệt kẹp Chu Hằng cấp tốc mà đi. Dọc theo đường đi chiến lực của nàng mở ra toàn bộ, vầng trăng máu oanh sát. Dù là âm ảnh tử linh hắc động cảnh cũng tuyệt đối không phải là địch thủ một hiệp của nàng. Đều bị pháp tắc cao tới một nghìn bước thấn sát bởi vì lực sát thương khủng bố này. Khiến tốc độ của nàng bỏ xa Thạch Dương mấy thân người, nhưng Thánh Nhân dù sao cũng là Thánh. Nhân, lực sát thương pháp tắc không được lại như thế nào? Bằng vào khí lực mạnh mẽ cứng rắn xông qua, Hồng Nguyệt dẫn đầu. Nhưng muốn thoát khỏi Thạch Dương. Không có khả năng, trên thực tế, Hồng Nguyệt và Chu Hằng đều chưa từng nghĩ muốn thoát khỏi Thạch Dương không thấy chu hằng đều không mở vòng thiên hà ra sao vì chính là đem thạch dương tận khả năng kéo vào sâu trong ma hải cùng tử linh liên thủ xử lý vị thánh nhân mới này có thể xử lý tốt nhất không thể xử lý cũng phải đánh hắn sợ địa phương có ma hải chu hằng liền trời sinh đứng ở thế bất bại thánh nhân thánh nhân cũng phải đứng sang một bên ha 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 các ngươi chạy không thoát thạch dương hừ lại bởi vì chỉ lo truy kích trên người hắn có mấy miếng góc áo đã bị tử linh cắt rách nhưng cách thương tổn đến hắn lại còn xa có gan ngươi tiếp tục đuổi chu hằng cười nói đồ chỉ biết dựa vào nữ nhân không có tư cách nói chuyện ở trước mặt bản thánh thạch dương khinh thường nói dựa vào nữ nhân thì thế nào vậy cũng phải có nữ nhân cho ngươi dựa vào mới được chu hằng không thèm để ý ôm eo thon của hồng nguyệt càng chặt trên đời này hai nữ nhân xinh đẹp nhất có mị lực nhất đều là của ta người liền ở một bên hâm mộ đi thạch dương bị đâm chúng yếu hại không khỏi giận sôi vì sao vì sao vì sao giai nhân tuyệt sắc như vậy vì sao muốn nhào vào vòng tay của chu hằng tiểu tử này có gì tốt thiên hạ chỉ có năm thánh điều này quyết định chu hằng dù có mạnh mấy đi nữa cũng chỉ có thể là hỗn độn cảnh nhưng vì sao Hoặc Thiên và Hồng Nguyệt cứ muốn coi trọng tiểu nhân vật như vậy, hắn tức. Hắn giận, hắn bất chấp tất cả muốn đánh chết Chu Hằng. Sau đó cướp lấy Hồng Nguyệt dưới chấp niệm cuồng nhiệt như vậy, hắn đuổi sát không bỏ. Vô tình đã hai ngày qua đi, đạt tới độ sâu như vậy. Dù là Hồng Nguyệt cũng không có khả năng như đi dạo sân nhà. Lượng lớn âm ảnh tử linh cấp hắc động xuất hiện. Hơn nữa còn có lượng lớn tồn tại đạt tới 30 bước trước sau tiếp bước nhào lên. Lực sát thương vô cùng khủng bố, nhìn lại Thạch Dương thì tốt hơn nhiều. Lực sát thương của hắn không bằng Hồng Nguyệt nhưng năng lực phòng ngự lại hơn xa. Tuyệt đối có thể kiên trì lâu hơn Hồng Nguyệt. "Từ bỏ đi." Thạch Dương ở phương xa nói, một đường khó khăn giết qua. Hắn nhìn thấy Hồng Nguyệt đã không đủ sức đi tới. Âm ảnh Tử Linh thật sự quá nhiều. "Sắp xỉ rồi." Hồng Nguyệt nói, Chu Hằng gật đầu, hắn vẫn như cũ ôm eo Hồng Nguyệt cúi đầu hôn lên môi hồng nguyệt một cái, mua vui trong cái chết sao, nhưng hành vi thân mật như. Vậy lại khiến Thạch Dương nhìn mà trong mắt phun lửa. Dường như lão bà của mình đang ngoại tình. Chỉ muốn một trưởng đập chết Chu Hằng, ông đúng lúc này. Một quầng sáng từ trong cơ thể Chu Hằng trào ra, phóng ra hào quang thần thánh. Giống như bông tuyết bay vào trong lửa. Tử linh bốn chung quanh trong nháy mắt hóa thành cho tàn, điều này làm sao có thể, Thạch Dương trợn mắt há mồm, lúc thiên thần đại hội tuy là bộc phát từ chiều siêu cấp. Nhưng hắn sớm bị hoặc thiên đánh mặt đuổi đi. Căn bản không tận mắt thấy kỳ tích lúc ấy Chu Hằng bày ra, hiện tại. Hắn cần vì thế mà trả giá lớn, Chu Hằng đem khoảng cách của ánh sáng thiên hà khống chế ở trong. Vòng một trượng, khu vực này chính là vùng cấm tử linh, bất kỳ tử linh đều kính mà ở xa. Căn bản không dám bước vào, tất cả tử linh toàn bộ phát động công kích hướng về thạch dương, áp lực của hắn tăng vọt nguyên bản tử linh có hai điểm công kích. Bất kể là Thạch Dương hay là Hồng Nguyệt đều là vô cùng cường đại, đủ để kiềm chế. Nhưng hiện tại thì sao, căn bản không có một con tử linh nào có gan bước vào cái vòng kia. Như vậy liền đơn giản Thạch Dương trở thành đối tượng công kích duy nhất, thánh nhân là rất cường đại, nhưng cường đại này là thể hiện ở lực lượng. Cố tình âm ảnh tử linh không sợ nhất chính là lực lượng thuần túy đả kích tương đương với đem cấp thánh nhân đánh rớt xuống hỗn độn cảnh, Thạch Dương lấy ra một cái đầu. Lầu màu trắng, vừa thúc phát, khí tử vong cuốn khắp. Nơi đi qua lập tức có mấy vạn tử linh đồng thời diệt sạch. Nhưng trong ma hải lại có bao nhiêu tử linh? Có đầu nguồn không ngừng cung cấp, giết một con thậm chí có thể ra hai. Người cứ việc giết là được, mà trên người Thạch Dương cũng xuất hiện miệng vết thương. Bị mười mấy vạn tử linh hắc động cảnh nhắm vào có thể không bị thương sao tiếp tục như vậy không phải là biện pháp thạch dương nhìn chu hằng lập tức có ý tưởng vút hắn mạnh mẽ đánh ra vòng vây xông về phía chu hằng chu hằng mỉm cười một tay ôm chu hằng thân hình bay bay tiếp tục rơi về phía sâu trong ma hải ánh sáng thiên hà mở đường âm ảnh tử linh phía trước tránh không kịp dù là tránh không khỏi cũng sẽ dưới sự chiếu rọi của ánh sáng thiên hà trong nháy mắt thành cho căn bản sẽ không ảnh hưởng đến tốc độ tiến tới của Chu Hằng, nhưng Thạch Dương thì sao? Trung quanh hắn đều có vô số âm ảnh tử linh đang đồng thời công kích. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, sẽ còn hấp dẫn tới tử linh càng mạnh. Hắn từng bước khó khăn, không có khả năng đuổi kịp Thạch Dương lập tức cho ra kết luận ở trong. Lòng, hơn nữa, nếu tiếp tục xâm nhập, hắn gặp phải nguy hiểm càng lớn, lui, Thạch Dương tuy rằng trong lòng phẫn nộ nhưng không thể không bất đắc dĩ tiếp nhận kết quả này. Hắn chẳng những không giết được Chu Hằng, còn phải lập tức lui lại. Nếu không nguy rồi, hắn lập tức say người chạy. Này, thạch lão huynh, chạy gấp vậy làm chi? Hắn vừa chạy, Chu Hằng lập tức liền đuổi, chỉ là vẫn duy trì khoảng cách tuyệt đối. Dù sao luận chiến lực chân thật dù là Hồng Nguyệt cũng không phải là đối thủ của Thạch. Dương, thánh nhân cùi mấy đó cũng là thánh nhân, Thạch Dương giận dữ thật muốn lật tay một trường đập chết chu hằng nhưng khoảng cách quá xa hắn căn bản không có khả năng làm được hơn nữa hắn chỉ cần vừa dừng lại liền bị vô số âm ảnh tử linh bao vây càng thêm khó thể thoát thân loại chuyện sẽ chỉ làm mình không công rơi vào nguy hiểm hắn đương nhiên sẽ không làm tiếp tục chạy chỉ cần ra khỏi ma hải đó chính là hắn làm chủ nhưng muốn ra ngoài khó sau hai ngày này trong ma hải có lượng lớn âm ảnh từ linh đuổi tới, hơn nữa còn đều là cấp hắc động. Đủ để tạo thành uy hiếp cực lớn đối với thánh nhân. Mặt khác, Hồng Nguyệt cũng không nhàn rỗi, thi thoảng bổ ra một trường. Pháp tắc một nghìn bước vận chuyển, cho dù không giết được thánh nhân cũng có thể tạo thành uy hiếp. Tương đối, càng mấu chốt chính là, có thể làm chậm tốc độ đi tới của Thạch Dương, điều này khiến cho Thạch Dương rất bị thương. Bởi vì Hồng Nguyệt có thể tùy ý đánh loạn cho dù là ngộ thương, lượng lớn âm ảnh tử linh cũng không sao. Căn bản không có một con tử linh nào sẽ xông về phía đoàn hào quang kia, thạch dương tương đương. Phải chiến với tử linh của toàn bộ Ma Hải và Hồng Nguyệt liên thủ, đây căn bản không có phần. Thắng, nếu là Ma Hải dễ đối phó như vậy. Cũng không cần bốn đại thần thú nhiều thế hệ chấn thủ, vết thương trên người thạch dương nhiều. Lên, cho dù là thánh nhân được xưng bất tử bất diệt vậy cũng phải xem hắn bản thân có tự tìm đường chết hay không chạy tới ma hải loại địa phương căn nguyên thiên địa sơ khai hồng nguyệt lại nhíu mày nói khả năng giết không chết chu hằng gật đầu dù sao bọn họ cũng không đem thạch dương dẫn tới đáy ma hải cho thạch dương cơ hội có thể thoát thân tuy nhiên dù hắn có thể thoát thân cũng phải chóc một lớp ra hắn cười nói ở thế giới này thánh nhân chính là tượng trưng của vô địch có thể chống lại thánh nhân cũng chỉ có thánh nhân. Hai người bọn họ lại có thể làm cho một thánh nhân vết thương lớp lớp chật vật ma chạy. Nói ra tuyệt đối có thể làm cho bọn họ trở thành truyền kỳ bất hủ, vết thương trên người thạch. Dương càng ngày càng nhiều, thương thế cũng càng ngày càng nặng. Tóc tai bù xù, máu thánh vãi loạn. Nào còn có một tiêu uy nghiêm của thánh nhân, nhưng thánh nhân dù sao cũng là thánh nhân. Hai ngày sau, thạch dương từ trong ma hải bắn ra, đầu không thèm quay cũng không thèm nói một tiếng trực tiếp rời đi hắn bị thương quá nặng phải ngay lập tức chữa thương nếu không sẽ thương đến căn cơ vĩnh viễn không có khả năng có thêm tiến bộ về lĩnh ngộ pháp tắc lão thanh long ngay lập tức cảm ứng được không khỏi lắc lắc đầu đối với kết quả này hắn sớm có đoán trước dù sao ở trong ma hải ai cũng không có khả năng là đối thủ của chu hằng nhưng tận mắt nhìn thấy một gã thánh nhân lại chật vật như vậy chạy trốn vẫn khiến hắn giật mình không thôi thái hư nhất mạch thật đúng là khắc tinh của thạch dương đầu tiên là hoặc thiên điên cuồng tát tai thạch dương lại có chu hằng hồng nguyệt liên thủ chỉnh cho thạch dương vết thương lớp lớp chật vật mà chạy quả thật chính là bát tự xung khác tổ long đại nhân thạch dương này làm sao lại đột nhiên chạy tới vĩnh hằng long tinh khi chu hằng gặp lại lão thanh long không khỏi hỏi hắn đưa ra một yêu cầu, mỗi tháng muốn long tộc dùng tiên cư cung cấp hắn một tỷ sinh linh, lão. Thanh Long nói, Chu Hằng nhướng mày, muốn nhiều sinh linh như vậy làm chi? Hắn còn nói, Bạch Cốt Tông, Kim Dương Tông hiện tại đều là một thành viên của Bổ Thiên Giáo. Người không tân chính là cùng hai đại thánh nhân là địch. Trường 1120, mưu đồ cái gì? Hai đại thánh nhân liên thủ rồi, vì cái gì, Chu Hằng hoàn toàn không rõ thánh nhân chính là thiên hạ vô địch tổng cộng chỉ năm vị như vậy cần gì liên thủ vì đối phó hoặc thiên như vậy trừ phi bọn họ mọi lúc đều phải quấn quýt một chỗ nếu không chỉ cần có lúc lạc đàn ai có thể ngăn hoặc thiên thậm chí hai người liên thủ đều chưa chắc là đối thủ của hoặc thiên khả năng này không lớn trừ ma hải vùng đất khởi nguồn thiên địa đại ma đầu thần bí trên đời này căn bản không có tồn tại giết chết được thánh nhân đừng nhìn hoặc thiên và mặt thạch dương rất dễ dàng nhưng muốn đánh giết đối phương lại căn bản là chuyện ckn hơn nữa liên thủ thì liên thủ còn đáng để đem hai phái tạo thành một giáo mới sao bổ thiên giáo giọng điệu thật lớn ngay cả trời đều có thể vá sao chu hằng trầm tư không có khả năng chỉ có một mình hắn biết sự uy hiếp của ma hải tỉ như hoặc thiên mười mấy năm trước liền đã dự đoán trong trăm năm ma hải sẽ tai họa lan tràn Thạch Dương, Đế Khuyết đều là thánh nhân, cho dù thực lực kém một chút đó vẫn là thánh nhân. Đồng dạng là nhân vật vâng chịu ý chí thiên địa mà lên ngôi. Làm sao có thể không hề có cảm giác, cho nên, bọn họ cũng có thể biết được ma hải mở rộng. Đối với điểm này, Chu Hằng cũng không có gì kỳ quái. Nhưng hai đại thánh nhân vọng tưởng vá trời. Bổ thiên, trời này vá được sao, không nói gì khác bọn họ có thể tiến vào đáy ma hải sao ngay cả điểm ấy đều làm không được nói gì vá trời mỗi một tháng đều muốn một tỷ sinh linh bọn họ đến tột cùng muốn làm gì chu hằng nhìn về phía hồng nguyệt vị này đồng dạng là môn hạ thánh nhân nên biết bí ẩn hắn tuyệt đối không tin tưởng hai đại thánh nhân cần nhiều sinh linh như vậy là muốn từ trong đó chọn lựa thiên tài để làm đồ đệ của mình hồng nguyệt sau khi thoáng suy tư nói trừ huyết tế ra còn có gì mới cần nhiều sinh linh như vậy huyết tế chu hằng trong lòng cả kinh thế giới này rất kỳ diệu bất kỳ cấm chế đều có thể bị huyết tế phá giải như vậy cấp bậc huyết tế cần một tỷ sinh linh không đúng là mỗi tháng đều phải một tỷ sinh linh huyết tế như vậy lại là cấp bậc gì lại vì sao muốn phá mở cấm chế như vậy thạch dương đế khuyết khẳng định không phải người điên bọn họ biết mình đang làm gì như vậy vá trời nhưng huyết tế là phá hoại tuyệt đối không phải là vá trời ngoài ra thạch dương còn muốn cưới toa toa lão thanh long hết sức tức giận nói đây nhưng là con gái duy nhất của hắn hiện tại thánh nhân này chu hằng cũng không biết nên nói gì thánh nhân bị và năm đó tự tay đưa ra sư muội âu yếm hiện tại sau khi lực lượng tăng nhiều không ngờ bắt đầu trả thù xã hội ta nghĩ ta nên đi thái hư tinh vực một chuyến hắn nói Ngươi không sợ sư phụ chặt ngươi. Hồng Nguyệt nhếch khóe miệng. Còn không phải là nàng gây ra, hừ. Chu Hằng tức giận nói. Lúc trước nếu không phải Hồng Nguyệt không thể khống chế chính mình đẩy ngược hắn. Đến mức khiến Hoặc Thiên tức giận lớn vậy sao, tuy nhiên, hắn cũng chỉ là nói vậy mà thôi. Một lần đẩy ngược đổi lấy một đứa con trai, khoản nợ này tính thế nào đều không thiệt. Đáng ghét, Hồng Nguyệt nguyết hắn một cái vô cùng quyến rũ, lão thanh long nhìn mà ra mặt liên tục co giật. Hắn vạn lần không ngờ Hồng Nguyệt còn có lúc có vẻ nữ nhân như vậy. Trong ấn tượng của hắn, Hồng Nguyệt kỳ thật cùng ma quỷ mặt xanh nanh vàng không có gì khác. Biệt căn bản là cùng với Mỹ nữ tuyệt thế chả có quan hệ gì, hắn lúc này mới nghĩ đến. Lần này không ngờ ở gần Hồng Nguyệt thời gian dài như vậy. Chỉ nhớ đau đớn khắc sâu năm đó lập tức ùa lên biểu tình của lão long lập tức bắt đầu mất tự nhiên bóng ma trong lòng lão thanh long này cũng không nhẹ ta đi thái hư tinh vực nàng chiếu cố tốt chính mình và những người khác chu hằng dặn dò hồng nguyệt gật gật đầu đem gương mặt xinh đẹp áp sát vào ngực chu hằng nói lần này tốt nhất có thể cũng đem sư phụ lừa đến chúng ta vĩnh viễn cùng một chỗ lừa nàng cho rằng ta là loại người đó sao chu hằng ôm eo của nàng nói với giọng bất mãn Ngươi là nam nhân tốt nhất trên đời." Hồng Nguyệt dịu dàng nói, nàng biết khi nào có thể làm nữ vương. Lại khi nào cần thỏa mãn hư vinh đại nam tử của Chu Hằng một chút, quả nhiên. Chu Hằng lập tức vừa lòng nở nụ cười, lão Thanh Long nhìn không được, khẽ ho khan một tiếng. Trong mắt hắn, Chu Hằng ôm nào phải mỹ nữ tuyệt thế gì, mà là một thanh kiếm, một ngọn lửa. Một đống phiền toái lớn. Đi thôi. Chu Hằng ôm ôn rời khỏi tổ long điện về nhà, tuy nhiên hiện tại tất cả mọi người đều tiến vào. Tiên cư, nơi này trống rỗng, Chu Hằng cũng không vội mà cho mọi người ra ngoài. Mà là mang theo Hồng Nguyệt cũng tiến vào trong tiên cư, nói rõ với mọi người một chút. Hắn lại phải rời khỏi một đoạn thời gian, các nàng đã thói quen hắn chạy ngược chạy xuôi. Trên thực tế 10 năm này Chu Hằng không ngờ một mực ở lại Vĩnh Hằng Long Tinh đã là một kỳ tích các nàng cũng cảm thấy mỹ mãn, chỉ dặn dò hắn một đường cẩn thận. Cha ta đi cùng người. Chu An nhảy tới, giống như con khỉ. Người đi làm chi? Chu Hằng phất phất tay, ở Vĩnh Hằng Long tinh gây rối còn chưa đủ. Muốn đi Thái Hư Tông tiếp tục gây phiền hay sao? Ta muốn đi xem xem hoặc thiên di nương, đến tột cùng xinh đẹp cỡ nào? Tiểu tử này nói, nếu là rất đẹp rất đẹp thì sao? Chu Hằng hỏi vậy tự nhiên phải coi kỹ không thể cho người khác cưới chờ ta lớn lên chính là vợ của ta chu an nói với vẻ đương nhiên cái này ai dạy hắn sao cảm giác mùi con lừa đen thật đậm con lừa đê tiện này chính là nhìn thấy thứ tốt là muốn giấu đi con lừa chu hằng lớn tiếng gọi ồn ào gì thế bổn tọa đang ngủ ngươi làm lưu đại gia tình đền nổi sao con lừa đen một đường chạy chậm trên người treo vàng móc bạc treo đầy trang sức thằng này đã không thỏa mãn chỉ mặc một cái váy hoa chu hằng thở dài nói người quả thật ban cho chữ đê tiện một tầng ý nghĩa mới bổn tọa thật siêu quần bạt tụy như vậy nổi bật siêu tuyệt con lừa đen hai mắt tỏa sáng không hề cảm thấy đê tiện thẹn thùng gì thôi cũng lười nói với ngươi nhưng ngươi về sau cách con ta xa một chút không nên dạy hư hắn nữa thôi ngươi vẫn là theo ta đi đi chu hằng nghĩ nghĩ sách con lừa đen liền đi A, à, mau buông bổn tọa ra, bổn tọa còn có một khoản mua bán lớn muốn làm. Con lửa đen liên tục dãy giụa, nhưng làm sao địch nổi chu hằng lực lớn. Hai chân tuy rằng bào ra một khe sâu ở trên mặt đất. Nhưng vẫn chỉ có thể đi vào khuôn khổ, con lửa đê tiện này tốc độ tu luyện cũng nhanh khiến. Người giận xôi, tuy rằng thực lực hơi thấp hơn chu hằng, nhưng cũng bước vào năm động kém chỉ vẻn vẹn một cảnh giới nhỏ mà thôi nên biết chu hằng nhưng là có được lốc xoáy sao còn có hồng nguyệt một mực giúp hắn gia tốc hấp thu linh khí lại thêm lúc trước ăn nhiều thánh dược như vậy nhưng con lừa đen chính là dựa vào chính mình nó cũng không thể nói là dựa vào chính mình mà là dựa vào thiên địa quả trong cơ thể kia bởi vì con lừa đê tiện này căn bản không bỏ bao nhiêu thời gian vào tu luyện làm sao cảnh giới càng cao, tốc độ tu luyện của con lừa đê tiện này ngược lại càng nhanh. Giống như là sinh trưởng ngược vậy, không trách lúc trước Hồng Nguyệt đều muốn đem con lừa đê. Tiện này nấu ăn, hiện tại nghĩ lại. Thiên địa quả này thật sự là không tầm thường, Chu Hằng kéo con lừa đen bắt đầu xuyên qua tinh. Không, tuy rằng pháp tắc không gian của hắn vẫn chỉ là 20 bước. Nhưng tuệ tinh môn cũng không phải là từ lĩnh ngộ mà đến. Theo cảnh giới của hắn tăng lên cũng trở nên càng ngày càng mạnh tốc độ so với khi ở hắc động vương ít nhất tăng lên gấp ba lần lần này hắn chỉ vẻn vẹn mất hai tháng liền đi tới thái hư tinh vực ngựa quen đường cũ hắn lại cất bước tuệ tinh môn lóe lên hắn đã xuất hiện ở trong cung điện kia của hoặc thiên người thật to gan thanh âm trong trẻo lạnh lùng của hoặc thiên lập tức vang lên có việc việc rất gấp chu hằng nghiêm nghị nói con của ngươi ra đời rồi hoặc thiên hỏi làm sao đột nhiên hỏi chuyện này chu hằng theo bản năng gật gật đầu, nói, ra đời rồi. Nam hay nữ, hoặc thiên bắt đầu nói đông nói tây. Đều là chuyện vụn vặt không quan trọng gì, thẳng đến khi Chu Hằng nói đến miệng nóng lưỡi khô. Lúc này mới gọi đến một vườn hoa. Thiên nữ tuyệt thế này vẫn như cũ hai chân trần ngồi trên hoa đào, tĩnh lặng, tuyệt mỹ. Bổn tọa ra ngoài đi dạo, các ngươi tán gẫu, không quấy giày. Con lừa đen rất thức thời chạy ra ngoài, nhưng nếu để Chu Hằng nói con lừa đê tiện này chính là lại ngứa tay nếu ngươi dám động một món đồ nơi này ta liền chặt bốn chân của ngươi hoặc thiên lạnh nhạt nói phịch con lừa đen ngã thật đau quả nhiên nó chính là ôm chủ ý như vậy chu hằng nhìn hoặc thiên trong ánh mắt có tưởng niệm nồng đậm qua một hồi lâu mới nói theo ta về nhà đi ngươi chạy tới chính là vì nói với ta chuyện này hoặc thiên như cười như không nhìn hắn ha ha chỉ là thuận tiện bịch chu hằng còn chưa nói rớt liền bị Hoặc Thiên một đòn nghiêm trọng đánh mạnh vào bụng, trực tiếp ngã xuống đất. Đau đến nhíu chặt mày căn bản không đứng lên nổi. Người nào, cuồng đồ lớn mật bởi vì tiếng vang của một đòn này. Tám gã thị nữ của Hoặc Thiên cũng cảm thấy động tĩnh, nhao nhao vọt vào. Khi nhìn thấy Chu Hằng, các ngươi đều giận dữ. Nam nhân thối tha này lại dám vụng trộm lẻn vào nhìn trộm tông chủ đại nhân của các nàng. Các ngươi ra ngoài đi hoặc thiên phất phất tay tám gã thị nữ tuy rằng không cam lòng nhưng càng không dám vi phạm ý chí của hoặc thiên chỉ có thể oán hận rời đi chu hằng vút bụng ngồi dưới đất cũng không đứng lên nói nàng xuống tay thật ác ai cho ngươi nói lung tung hoặc thiên lạnh lùng nói nói lung tung chỗ nào nói lung tung chu hằng ở trong đầu nhớ lại chuyện vừa xảy ra không khỏi giật mình tỉnh ngộ hắn nói muốn hoặc thiên cùng mình về nhà chỉ là thuận tiện chính là câu nói này kích thích đến hoặc thiên đối với hoặc thiên mà nói đây hẳn là chuyện lớn bậc nhất nhỉ nhưng hắn rồi lại chỉ nói thuận tiện có thể không ăn đòn sao chỉ là đôi thầy trò này sao đều thích dùng bạo lực như vậy chứ chu hằng cười hắc hắc nói nàng hiểu lầm ta đương nhiên vạn phần hy vọng nàng theo ta về nhà nhưng lần này là chuyện của hai thánh nhân khác hoặc thiên nhíu mày nói chuyện gì xảy ra, Chu Hằng đem chuyện Thạch Dương chạy tới Vĩnh Hằng Long tinh phát huy nói một. Lần, sau đó nói, ta đoán mục đích của Bồ thiên giáo là muốn phá vỡ một loại cấm chế cường đại. Nào đó trong thiên địa, nhưng đến tột cùng là cấm chế gì cần loại huyết tế cấp bậc này. Nàng cũng là thánh nhân, hẳn là biết chuyện này, hoặc thiên nhắm mắt trầm tư. Qua một hồi lâu sau, nói, có lẽ bọn họ muốn phá vỡ cấm chế là vì phóng thích một người bị nhốt trên triệu năm chu hằng trong lòng cả kinh bật thốt đại ma đầu thần bí bị nguyên năm thánh trấn áp